Diệp lão nhẹ gật đầu, Diệp Sương Tuyền lúc này mới kết luận, phụ thân ở sâu trong nội tâm là vô cùng kỳ vọng gặp đến đại ca một lần cuối, tẩu tử quyết định này không thể nghi ngờ là chính xác. Diệp lão nói, nhà tang lễ phương diện chuẩn bị xong chưa? Diệp Sương Tuyền nói, đã an bài thỏa đáng, liên quan tới linh đường địa điểm người nhìn. Diệp lão nói, thiết trong nhà, không cần quá long trọng, cũng không thể quá mức đơn giản, đại ca ngươi là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, tổ chức bên trên hẳn là có một cái minh xác thái độ, lễ truy điệu để phụ trách dân chính đảm mới dân ra mặt chủ trì. 1. Diệp Sương Tuyền nói, được rồi, ta minh bạch. Phụ thân lời nói này liền mang ý nghĩa đại ca tang lễ muốn chính thức làm, từ dân chính người đứng đầu chủ trì, mà không phải giảm tai ủy người phụ trách, chứng minh phụ thân đối giảm tai ủy an bài công việc sinh ra một chút cái nhìn. Diệp lão điện thoại vang lên, hắn nhìn lướt qua điện thoại, hướng Diệp Sương Tuyền nói, từ giờ trở đi, ta hết thảy điện thoại ngươi tới đón. Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên, là Chu thư ký điện thoại, Chu thư ký đã biết được Diệp Sương Nguyên bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ tin tức. Làm Diệp Sương Nguyên đã từng cộng tác, nhiều năm hảo hữu, hắn không có khả năng không động tại chung. Hứa Thuần Lương khi lấy được Lâm Tư Cẩn cho phép về sau, đem tình huống nói cho Chu thư ký biểu thị hắn lập tức liền cùng thê tử cùng một chỗ tiến về kinh thành. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, hướng Lâm Tư Cẩn nói, mẹ nuôi, cha nuôi tang lễ người có ý nghĩ gì? Lâm Tư Cẩn nói, dựa theo lẽ thường hẳn là từ Diệp Sương Tuyền ra mặt, ta và cha ngươi chỉ có một đứa con gái. Ngươi là chúng ta duy nhất con nuôi, cho nên ta dự định để ngươi cùng Diệp Sương Tuyền cùng đi chủ sự. Hứa Thuần Lương trong lòng khẽ giật mình, mặc dù hắn cân nhắc qua khả năng như vậy, bất quá Diệp gia dù sao không phải tầm thường nhân gia, bọn hắn lui tới giai tầng không phú thì quý. Lâm Tư Cẩn nói, Diệp Sương Tuyền dù sao cũng là thể chế bên trong người, rất nhiều chuyện hắn cố kỵ rất nhiều, ta cùng Thanh Nhã đều là nữ nhân, loại trường hợp này không có quá nhiều quyền lên tiếng. Nghĩa tử cùng nhi tử là giống nhau, ta muốn đem cha nuôi ngươi nở mày nở mặt đưa tiễn. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, mẹ nuôi, ta hiểu được. Lâm Tư Cẩn hẳn là cân nhắc đến nàng cùng Diệp gia ở giữa hiện thực quan hệ, nàng cần một cái đại biểu mình, có thể vì chính mình phát biểu người ra mặt xử lý vấn đề. Hứa Thuần Lương đem chuyện này nói cho ra ra, Hứa Trường Thiện nghe nói về sau cũng là trong lòng khổ sở, hắn biểu thị mình sẽ đi qua có mặt Diệp Sương Nguyên tang lễ, chẳng những chính hắn muốn đi qua. Hắn còn muốn cho tất cả nhi nữ cùng đi. Đến đây Diệp gia phúng viếng người nối liền không dứt, giảm tai ủy người đứng đầu cũng đến, vốn định làm mặt hướng Diệp lão biểu đạt an ủi cùng áy náy, nhưng là Diệp lão lấy thân thể khó chịu làm lý do lưu trong phòng, ngoại lai hết thảy tiếp đợi đều giao cho Diệp Sương Tuyền. Diệp lão không cần an ủi, cũng sẽ không tiếp nhận bất luận người nào xin lỗi, hắn chỉ biết con trai của mình vĩnh viễn sẽ không trở về. Kiều Như Long hôm nay tới đây Diệp gia mang có một ít có ném đá dò đường ý tứ, từ gia gia nơi đó biết được, Diệp gia rất có thể tướng Diệp Sương Nguyên đi giảm tai ủy bút chướng này ghi tạc bọn hắn Kiều gia trên thân, Kiều Như Long đối hai nhà hiện trạng cũng có chút bất đắc dĩ. Nhớ kỹ có người nói qua, đại đa số cử nhân đều là từ bằng hữu biến thành, Kiều Như Long mặc dù cùng Diệp Thanh Nhã đã ly hôn, nhưng là hắn cũng không hy vọng Kiều Diệp hai nhà bởi vì hiểu lầm mà trở mặt thành thù. Kiều Như Long đi vào Diệp gia nhìn thấy đã bố trí tốt linh đường, cùng hai bên trưng bày vòng hoa lãng hoa, hắn trước xem một chút đại biểu đơn vị người, phát cải ủy, giảm tai ủy. Hứa trọng yếu bao nhiêu bộ môn đều tại thứ nhất thời gian đưa tới vòng hoa, thậm chí liền hắn chỗ hoa đầu cũng đưa tới lãng hoa. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp lão vẫn là có tương đương lực ảnh hưởng. Hiện trường hỗ trợ người cũng không coi là nhiều, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Mấy ngày kế tiếp mới có thể là nghiệm chứng Diệp gia vòng bằng hữu thời điểm. Kiều Như Long cũng mang đến lãng hoa, lúc này toàn thân áo đen Diệp Thanh Nhã tới tiếp đái, bọn hắn cái giai tầng này tang lễ đã không có đốt giấy để tang cũng không có hiếu tử quỳ xuống mà nói. Kiều Như Long chủ động hướng Diệp Thanh Nhã duỗi ra tay đi, Thanh Nhã, nén bi thương a. Diệp Thanh Nhã cùng hắn nắm tay, sau đó cấp tốc buông ra. Kiều Như Long có thể cảm giác được nàng đối với mình trốn tránh cùng kháng cự. Nhìn qua Diệp Thanh Nhã tái nhợt gương mặt xinh đẹp, thở dài nói, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, có gì cần ta hỗ trợ địa phương một mực phân phó. Diệp Thanh Nhã trở về hắn đơn giản lại lạnh lùng ba chữ, không cần. Kiều Như Long nhẹ gật đầu, hướng Diệp Sương Tuyền đi tới, hắn lại cùng Diệp Sương Tuyền nắm tay, Diệp Thúc, gia gia của ta nghe được tin tức này phi thường khổ sở, hắn vốn định trước tiên tới bồi Diệp Lão, là y sinh không cho hắn tới. Diệp Sương Tuyền nói, để Kiều lão bảo trọng thân thể quan trọng, Như Long a, đi đập cái đầu đi. Kiều Như Long trong lòng khẽ giật mình,
hắn cũng không có nghĩ qua muốn cho Diệp Sương Nguyên dập đầu, nhưng Diệp Sương Tuyền đề nghị cũng không phải không hề có đạo lý, dù sao hắn đã từng là Diệp Sương Nguyên con rể, một con rể nửa cái, làm trước nữ tế, hắn đi cho trước nhạc phụ dập đầu nhưng cũng nói được. Lúc này Lâm Tư Cẩn cùng Hứa Thuần Lương đến, Diệp Sương Tuyền không để ý tới Kiều Như Long, tranh thủ thời gian nghênh đón, tẩu tử, người trở về. Lâm Tư Cẩn nhẹ gật đầu, nàng cùng Hứa Thuần Lương đã đem Diệp Sương Nguyên di thể an trí tại nhà tang lễ. Lâm Tư Cẩn đi vào con mắt đã khóc sưng nữ nhi trước mặt, mẫu nữ hai người chăm chú ôm ở cùng nhau. Hứa Thuần Lương từ Kiều Như Long bên người đi qua, đi vào trong linh đường, hướng Diệp Sương Nguyên di ảnh cung cung kính kính dập đầu lại ba cái, sau đó dâng hương hóa vàng mã. Kiều Như Long nguyên bản cũng định cho Diệp Sương Nguyên dập đầu, nhưng nhìn đến Hứa Thuần Lương tới, nhưng lại bỏ đi ý nghĩ này, kỳ thật hắn cũng không hận Hứa Thuần Lương, trước đây không lâu Hứa Thuần Lương còn giúp qua hắn, nếu như không phải Hứa Thuần Lương xuất thủ, tề sảng mẹ con khả năng đã tao ngộ bất chắc. Kiều Như Long quyết định rời đi, bởi vì hắn cảm thấy mình hiện tại là cái dư thừa người, từ Diệp Thanh Nhã đến Diệp Sương Nguyên, thậm chí ở đây mỗi người đều đối với hắn biểu hiện ra bài xích. Xem ra Gia Gia nói đúng. Diệp gia tướng Diệp Sương Nguyên chết quy tội đến trên người hắn. Kiều Như Long rời đi thời điểm, gặp được Uông Chính Đạo cùng Uông Kiến Thành phụ tử cùng một chỗ tới. Bởi vì tế thế chữa bệnh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển nhượng sự tình, Uông Kiến Thành cùng Kiều Như Long ở giữa huyên náo có chút không thoải mái, Uông Kiến Thành đến bây giờ vẫn chưa kịp xuất thủ hắn chiếm đoạt 10% cổ phần, mà Kiều Như Long cũng đã toàn thân trở ra. Mặc dù trong lòng có khúc mắc, nhưng ngoài mặt vẫn là lộ ra phi thường nhiệt tình. Uông Kiến Thành kêu một tiếng Như Long ca. Kiều Như Long cũng cùng Uông Chính Đạo lên tiếng chào hỏi, Uông Thúc, người cũng tới. Uông Chính Đạo thở dài nói, loại chuyện này sao có thể không đến, chúng ta ba nhà đây chính là thế giao, Sương Nguyên lại là tiểu huynh đệ của ta, năm đó ta cùng hắn, cha ngươi, đại bá của ngươi, chúng ta bốn người cả ngày đều tốn tại cùng một chỗ, cái gì tinh nghịch sự tình đều làm qua. Hắn lắc đầu, mình đi vào trước. Uông Kiến Thành hướng Kiều Như Long cười cười nói, Kiều Gia Gia tới rồi sao? Kiều Như Long nói, hôm nay thân thể khó chịu, bác sĩ để hắn trước tiên ở nhà nghỉ ngơi, khẳng định phải tới, Uông Gia Gia đâu? Uông Kiến Thành nói, đã liên lạc qua Diệp Lão, nói xong ban đêm tới bồi tiếp. Kiều Như Long bên trong bắt đầu lo lắng, ba nhà giao hảo, nhưng nói đến Diệp Lão cùng Gia Gia tình cảm bên trên càng thân cận một chút, xem ra lần này hắn đối Gia Gia thật sinh ra cái nhìn. Kiều Như Long nói, ta còn có việc, đi trước, về sau trò chuyện tiếp. Uông Kiến Thành hơi kinh ngạc nói, lúc này đi rồi. Kiều Như Long nhìn Uông Kiến Thành một chút, hắn hiểu được Uông Kiến Thành vì sao có thể như vậy nói, Diệp Sương Nguyên dù sao cũng là mình trước nhạc phụ, vô luận là cái tầng quan hệ này còn là hướng về phía Kiều Diệp hai nhà tình cũ, chính mình cũng hẳn là lưu hạ đến giúp đỡ, Kiều Như Long nói, ta quay đầu lại tới. Ê! Uông Kiến Thành nhẹ gật đầu. Đưa mắt nhìn Kiều Như Long rời đi, lúc này mới tiến vào Diệp gia, Uông Chính Đạo đang cùng Diệp Sương Tuyền tay trong tay trò chuyện, nhìn qua bi thống không hiểu cảm động lây. Uông Kiến Thành lực chú ý rất nhanh liền tập trung vào Diệp Thanh Nhã trên thân, Diệp Thanh Nhã rõ ràng tiểu tụy rất nhiều, bất quá càng khiến người ta sinh ra ta gặp càng yêu cảm giác, trong lòng hắn Diệp Thanh Nhã từ đầu đến cuối hoàn mỹ như vậy. Uông Kiến Thành đi hướng Diệp Thanh Nhã, nhưng Diệp Thanh Nhã tựa hồ không thấy được hắn, quay người hướng trong linh đường đi đến. Hứa Thuần Lương đón lấy Uông Kiến Thành sửng sốt một chút, lập tức ý thức được Hứa Thuần Lương là Diệp Sương Nguyên con nuôi, hôm nay là hiếu tử thân phận. Hứa Thuần Lương hô, Uông Tổng tới. Uông Kiến Thành nhẹ gật đầu, ánh mắt từ Diệp Thanh Nhã trên bóng lưng thu hồi lại, cùng Hứa Thuần Lương nắm tay, thể thức tính an ủi vài câu, hắn cũng không cho rằng Hứa Thuần Lương đối Diệp Sương Nguyên có thể có cảm tình bao sâu. Uông Chính Đạo cũng hướng bên này đi tới, nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, Hứa bác sĩ. Hứa Thuần Lương nói, Uông tiên sinh có thể gọi ta danh tự. Uông Kiến Thành tướng Hứa Thuần Lương cùng Diệp Sương Nguyên quan hệ hướng phụ thân làm một cái ngắn gọn nói rõ. Uông Chính Đạo nắm chặt Hứa Thuần Lương tay nói, nguyên lai Sương Nguyên là người cha nuôi, ai, trời cao đố kỵ anh tài a, cha nuôi ngươi cùng ta tựa như thân huynh đệ, hắn bị này bất chắc, trong lòng ta thật sự là khổ sở, Thuần Lương a, chiếu cố thật tốt người mẹ nuôi các nàng, về sau Diệp gia chỉ có thể dựa vào ngươi. Hứa Thuần Lương luôn cảm thấy Uông Chính Đạo trong lời nói có hàm ý, coi như Diệp Sương Nguyên qua đời, Diệp gia còn có Diệp Sương Tuyền, cũng không trở thành muốn chính mình cái này ngoại nhân đến giữ thể diện, có lẽ Uông Chính Đạo chỉ nói là lời xã giao. Hứa Thuần Lương nói, tạ ơn Uông tiên sinh. Gọi Uông bá bá đi,
hai chúng ta nhà vốn chính là thân nhân. Uông Chính Đạo vỗ vỗ Hứa Thuần Lương mờ u bàn tay, lại đi tìm Lâm Tư Cẩn nói chuyện, Uông Kiến Thành đi theo hắn đi. Diệp Thanh Nhã ở phía xa hướng Hứa Thuần Lương ngoắc, Hứa Thuần Lương đi tới, lại là Diệp Thanh Nhã lo lắng ra ra tình huống, để Hứa Thuần Lương đi qua nhìn một chút. Hứa Thuần Lương từ khi đi vào về sau liền bề bộn nhiều việc nghênh đón mang đến, còn chưa kịp đi gặp Diệp Lão. Hứa Thuần Lương gõ cửa tiến vào Diệp Lão gian phòng thời điểm, Diệp Lão vẫn duy trì ngồi nghiêm chỉnh tư thế, trên bàn album ảnh đã thu hồi, xuyên thấu qua cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy trong viện tình trạng. Thuần Lương đến rồi, Diệp Lão thanh âm bên trong lộ ra một chút an ủi. Hứa Thuần Lương đi vào Diệp Lão sau lưng, hai tay của hắn nhẹ nhẹ đặt ở Lão gia tử đầu vai. Diệp Lão nâng tay phải lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Thuần Lương tay trái, vất vả. Ra ra, người muốn bảo trọng thân thể. Diệp Lão nói, ta không sập được, kỳ thật người sớm tối đều sẽ có một ngày này, chỉ là tình cảm bên trên không tiếp thụ được người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hứa Thuần Lương nói, là ta tự tác chủ trương tướng cha nuôi di thể vận trở lại kinh thành, hắn phi thường rõ ràng ở vào Diệp gia vị trí này, chuyện này có thể sẽ mang đến một chút phiền toái. Diệp Lão nói, rất tốt. Hắn không chỉ là giảm tai ủy cán bộ, cũng là con của ta. Diệp Lão xoay người, nhìn qua Hứa Thuần Lương, Thuần Lương, mấy ngày nay muốn vất vả ngươi. Hứa Thuần Lương nói, đều là ta phải làm. Diệp Lão nói, để ngươi mẹ nuôi đi lên, ta có mấy lời muốn đơn độc nói với nàng. Hứa Thuần Lương đi tìm Lâm Tư Cẩn, Lâm Tư Cẩn lập tức đi tới. Chu thư ký vợ chồng tại ngày đó ban đêm liền chạy tới Diệp gia, Chu thư ký nhìn qua ngày xưa bạn nối khố. Cấp trên cũ di ảnh cũng là lệ nóng doanh tròng, ngoại trừ sầu não Diệp Sương Nguyên cái chết, hắn còn ôm có một ít áy náy, nếu như không phải Đông Châu tàu điện ngầm sụp đổ sự kiện ảnh hưởng tới Diệp Sương Nguyên, hắn cũng sẽ không điều nhiệm giảm tai ủy, nếu Diệp Sương Nguyên không đi giảm tai ủy, trận này bi kịch cũng sẽ không phát sinh. Hứa Thuần Lương để Chu thư ký không cần quá khó chịu, Chu thư ký vốn là muốn gặp Diệp lão, nhưng nghe nói Diệp lão bi thương quá độ cự tuyệt gặp khách, cũng chỉ có thể coi như thôi. Bên này cũng không cần Chu thư ký hỗ trợ, Hứa Thuần Lương để hắn đi về nghỉ trước, Chu thư ký biểu thị mình mấy ngày nay đều sẽ ở lại kinh thành, chờ đến tham gia xong lễ truy điệu lại đi. Bọn hắn lúc nói chuyện, tới một vị trọng lượng cấp nhân vật, Uông lão tại cháu trai Uông Kiến Minh cùng đi đến đây. Hứa Thuần Lương cũng không nghĩ tới Uông Kiến Minh cũng sẽ chuyên đến kinh phúng viếng, hai nhà quan hệ quả nhiên như ngoại giới trong truyền thuyết như thế mật thiết. Uông lão đi linh đường phúng viếng về sau trực tiếp đi gặp Diệp lão. Uông Kiến Minh cũng không lên lầu, hắn cùng Chu thư ký lên tiếng chào, lại hướng Hứa Thuần Lương nói, tiểu Hứa, người vẫn luôn tại A. Hứa Thuần Lương đem chuyện đã xảy ra đơn giản báo cáo một lần. Uông Kiến Minh có chút cảm khái, ai nói thể chế bên trong liền không có nguy hiểm, gặp được tình hình tai nạn thời điểm, chân chính đảng viên cán bộ đều xông ở phía trước, dĩ thân tuẫn chức sự tình thường có phát sinh. Uông Kiến Minh nói cho Hứa Thuần Lương, hắn đêm nay liền phải trở về Đông Châu. Lễ truy điệu là không thể tham gia, để Hứa Thuần Lương có thể lưu thêm một đoạn thời gian, bồi bồi Diệp lão, về phần bệnh truyền nhiễm viện bên kia hắn sẽ cho người vẫy gọi hô. Uông thư ký tương đương cho Hứa Thuần Lương do nhà nước cử ngày nghỉ, Hứa Thuần Lương mặc dù không cần như thế, nhưng Uông thư ký có ý tốt cũng không thể từ chối. Uông Kiến Thành hôm nay cũng vẫn luôn không đi, tới cùng Uông Kiến Minh chào hỏi. Uông Kiến Minh để Uông Kiến Thành hai ngày này cho thêm Hứa Thuần Lương hỗ trợ, dù sao hắn là kinh thành thổ dân. Nhân mạch phương diện muốn so Hứa Thuần Lương rộng được nhiều. Kiều Như Long làm xong việc cũng đến đây, kỳ thật hắn là trở về hướng ra ra báo cáo một chút tình huống, lần này hắn cũng không phải một người tới, còn có đại bá của hắn Kiều Viễn Giang, cô Kiều Viễn Hồng, Kiều Viễn Lam phu phụ. Uông gia cơ hồ cả nhà xuất động, Kiều gia đương nhiên cũng không thể lạc hậu, vô luận Diệp gia nghĩ như thế nào, Kiều gia tại trên mặt mũi nhất định phải làm được, không thể để cho người nói xấu. Hứa Thuần Lương trở lại linh đường tại Diệp Thanh Nhã bên người quỳ xuống, thấp giọng nói, Thanh Nhã tỷ, người trở về nghỉ một lát, chỗ này có ta đỉnh lấy. Một, Diệp Thanh Nhã lắc đầu, nước mắt lại rơi xuống, nước nở nói, ta đến bây giờ đều không tiếp thụ được, luôn cảm thấy cha ta hắn còn sống. Hứa Thuần Lương nói, Thanh Nhã tỷ, người đừng khổ sở, người còn có gia gia, mụ mụ, còn có ta. Diệp Thanh Nhã nhìn hắn một cái, dưng dưng nhẹ gật đầu. Kiều gia ba huynh muội cùng đi đến trong linh đường cúi đầu phúng viếng. Hứa Thuần Lương đi nhóm lửa tiền giấy, Kiều gia ba huynh muội nhìn thấy hắn lấy thân phận như vậy xuất hiện ở đây đều cảm thấy có chút ngạc nhiên, bọn hắn cũng không rõ ràng Hứa Thuần Lương cùng Diệp gia quan hệ.
Kiều gia ba huynh muội rời đi về sau, Kiều Như Long một mình đi vào linh đường, hắn tại Diệp Sương Nguyên di ảnh trước quỳ xuống, cung kính quỳ lại làm lễ. Hôm nay đến đây phúng viếng người mặc dù rất nhiều, nhưng là quỳ lại làm lễ không nhiều, Kiều Như Long cũng là nội tâm do dự một phen mới làm ra quyết định như vậy, cái này ba bái đại biểu cho hắn cùng Diệp gia quan hệ triệt để hoàn tất, hắn nhớ tới tâm sự nặng nề gia gia, đến bây giờ gia gia vẫn chưa quyết định khi nào lộ diện. Hắn cũng không cho rằng Kiều gia muốn đối Diệp Sương Nguyên chết phụ trách, nhà bọn hắn không có bất kỳ người nào hy vọng phát sinh dạng này bi kịch. Uông lão ngồi ở trên ghế salon hai tay chống gậy chống, tràn ngập đồng tình nhìn qua vị này ngày xưa lão hữu. Diệp lão nói, chân ngươi chân không tiện cũng đừng tới. Uông lão nói, không yên lòng ngươi a. Diệp lão nói, có cái gì không yên lòng, đời ta sự tình gì không có trải qua. Ta chịu được. Uông lão thở dài nói, ngươi người này a. Miệng so với ai khác đều cứng rắn, mặt mũi đem so với ai cũng nặng, quá hiếu thắng, không hiểu được rất nhanh thức thời. Diệp lão nói, giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi, ta đã đất vàng chôn đến cái cổ, rất nhanh thức thời có thể để cho Sương Nguyên trở về sao. Uông lão trong tay quải trượng trên sàn nhà dừng một chút, chỉ cần ngươi nói một câu, liền có thể giải quyết hắn vấn đề, hắn lúc đầu không cần đi giảm tai ủy. Diệp lão nói, ta cảm thấy hắn đi thẳng quá thuận. Thụ điểm ngăn trở chưa chắc là chuyện xấu, nhưng ta làm sao đều không nghĩ tới. Uông lão nói, cấp trên đối Sương Nguyên hy sinh phi thường trọng thị, tang lễ quy cách trên cùng an bài. Diệp lão nói, người đi, chỉ cần cho hắn công chính đánh giá là đủ rồi, cái khác đều không trọng yếu. Uông lão nói, lão Kiều không đến a. Diệp lão nói, khả năng hắn có chuyện chậm trễ. Uông lão nói, ba người chúng ta nhận biết nhiều năm như vậy, đồng cam cộng khổ, hai bên cùng ủng hộ. Kinh lịch qua bao nhiêu lần khảo nghiệm, lẫn nhau đều biết đối phương làm người. Diệp lão nói, ra, ngươi nói đúng, ta không hiểu được rất nhanh thức thời. Một chút, Uông lão đưa tay tại Diệp lão trên đầu gối vỗ vỗ, ba người chúng ta bên trong, ta tuổi tác lớn nhất, lúc đầu ta là muốn theo ngươi trèo cái thân ra, thế nhưng là ngươi tuyển Kiều gia, Như Long hoàn toàn chính xác so với chúng ta nhà Kiến Thành muốn xuất sắc. Diệp lão nói, chuyện quá khứ, thì khỏi nói. Uông lão nói, thiên ý trêu người, ta sớm nhất đã mất đi một đứa con trai, sau đó lão Kiều cũng ném đi một cái, hiện tại ngươi lại. Hắn thở dài một tiếng, lão đệ a, tâm tình của ngươi ta hiểu. Diệp lão nói, nếu như khả năng, ta nguyện ý dùng mình đi đổi hắn. Ai không phải đồng dạng, Uông lão ngẩng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt, có đôi khi ta đang nghĩ, là chúng ta trợ giúp hài tử lựa chọn con đường này, nếu như không phải chúng ta, bọn hắn hẳn là còn khỏe mạnh sống. Diệp lão nói, lão Uông, người cảm thấy người tín ngưỡng sẽ cải biến sao? Uông lão nhíu mày, trầm mặc thật lâu, chậm rãi lắc đầu, sẽ không. Diệp lão hai mắt bên trong toát ra vô cùng kiên định quang mang, ta sẽ không. 2. Thiết lập linh đường ngày đầu tiên, cùng Diệp gia có liên quan quan phương bộ môn đều ngay đầu tiên đưa lên thăm hỏi, ngày thứ hai bắt đầu là nhận được tin tức lần lượt từ nơi khác chạy tới thân bằng hảo hữu. Hứa Trường Thiện tại sáng sớm ngày thứ hai đi tới kinh thành Diệp gia, cùng hắn cùng đi có hắn hai cái nữ nhi, Diệp Sương Nguyên là Hứa Thuần Lương cha nuôi, chuyện như vậy, lễ tiết bên trên Hứa gia con cái hẳn là toàn bộ tới. Để Hứa Thuần Lương ngoài ý muốn chính là, hắn lão mụ Phùng Minh Quân cũng đến đây, lúc đầu Hứa Thuần Lương là muốn thông qua nàng thông chi gần nhất thần long thấy đầu mà không thấy đuôi lão ba Hứa gia hiên, xem hắn có thể hay không dành thời gian tới một chuyến, không muốn đến giả mẹ tự mình đến đây. Hứa Thuần Lương vừa mang theo gia gia đi cùng Diệp lão gặp mặt, lúc đi ra liền thấy lão mụ Phùng Minh Quân, nàng đang cùng Diệp Sương Tuyền nói chuyện, từ hai người đối thoại thần thái đến xem, đi qua hẳn là nhận biết. Hứa Thuần Lương liên tưởng tới lão mụ nói qua nàng đi qua tại Liên Hiệp Quốc nhậm chức sự tình, Diệp Sương Tuyền hiện tại xử lý ngoại sự công việc, chủ yếu phụ trách Nghe Hồng nghiệp vụ, công tác của bọn hắn hẳn là có chút gặp nhau, nhận biết cũng bất ngờ bên ngoài. Hứa Thuần Lương đi tới. Diệp Sương Tuyền hướng hắn vẫy vẫy tay nói, Thuần Lương, ta giới thiệu cho ngươi. Phùng Minh Quân khóe môi hiện ra một tia ý cười nhợt nhạt, Diệp Sương Tuyền nói, đây là ta đại ca nghĩa tử Hứa Thuần Lương, vị này. Hắn chưa nói xong, liền nghe đến một cái ngạc nhiên thanh âm nói, Minh Quân, ngươi trở về lúc nào? Người nói chuyện lại là Lâm Tư Cẩn, Phùng Minh Quân bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, bắt lấy Lâm Tư Cẩn hai tay, ra vẻ kiên cường Lâm Tư Cẩn tại Phùng Minh Quân trước mặt vậy mà rơi xuống nước mắt. Hứa Thuần Lương có chút mộng bức, hắn biết lão mụ khẳng định không phải người bình thường, nhưng là không nghĩ tới lão mụ thế mà đã sớm đánh vào cái giai tầng này, cùng Lâm Tư Cẩn,
Diệp Xương Tuyền dạng này người đều biết, hơn nữa nhìn đến quan hệ coi như không tệ. Phùng Minh Quân nhẹ giọng an ủi. Hứa Thuần Lương hướng Diệp Xương Tuyền nói, nàng là. Diệp Xương Tuyền nói, từ người mẹ nuôi bên kia quan hệ ngươi phải gọi một tiếng gì? Cái gì, Hứa Thuần Lương đầu ông đến liền lớn, chẳng lẽ lại Phùng Minh Quân cùng Lâm Tư Cẩn là thân tỉ muội? Vậy mình và Diệp Thanh Nhã chẳng phải là thành họ hàng gần, sẽ không như vậy xấu hổ à? 5. Hứa Thuần Lương rất nhanh liền nghĩ đến hai người bọn họ không cùng họ tên, lúc này Lâm Tư Cẩn đã hướng hắn ngoắc. Hứa Thuần Lương hiện tại tâm loạn như ma, khẩn cầu Thượng Thiên tuyệt đối đừng cùng mình mở như thế lớn trò đùa. Đi vào Lâm Tư Cẩn trước mặt, Lâm Tư Cẩn bắt lấy cánh tay của hắn đem hắn kéo đi qua, hướng Phùng Minh Quân nói, Minh Quân, đây chính là ta đã nói với ngươi, ta còn nuôi Hứa Thuần Lương. Phùng Minh Quân cười nhẹ nhàng nhìn qua Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương một mặt sinh không thể luyến, lão mụ khẳng định đã sớm biết cái tầng quan hệ này, nàng chính là không nói, không thể không thừa nhận, nàng tâm cơ đủ sâu. Lâm Tư Cẩn hướng Hứa Thuần Lương nói, đây là muội muội ta, người phải gọi gì, nhanh, để cho người a. Hứa Thuần Lương sinh không thể luyến biến thành tuyệt vọng, hắn hiện tại chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Phùng Minh Quân nói tỷ, người chớ ép hắn. Nên gọi tên gì liền kêu cái gì. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi là thân tỉ muội. Lâm Tư Cẩn nói, so thân còn thân hơn, người đứa nhỏ này, tại sao không gọi người a? Phùng Minh Quân nhìn thấy nhi tử bộ dáng, trong lòng âm thầm buồn cười, cũng không muốn hắn tiếp tục khó xử, nói khẽ ta từ nhỏ bị Lâm gia thu dưỡng, cho nên chúng ta tuy không quan hệ máu mủ, nhưng về mặt tình cảm và thân sinh tỉ muội không khác. Hứa Thuần Lương suy nghĩ một chút, nhắc tới hai người tính cách thật là có điểm giống nhau. Lâm Tư Cẩn tâm bảo hôm nay đây là thế nào, bình thường con nuôi sao mà cơ linh, hôm nay thế mà liền để cho người cũng sẽ không, thúc giục nói còn không mau gọi gì. Hứa Thuần Lương nhìn qua Phùng Minh Quân nói, mẹ, một. Lâm Tư Cẩn cho là hắn váng đầu, nói, loạn kêu cái gì? Nàng là ngươi gì? Hứa Thuần Lương lại kêu một tiếng mẹ. Lâm Tư Cẩn cái này mới phát giác được sự tình có chút không đúng. Lại nhìn Phùng Minh Quân biểu lộ vui mừng lên tiếng, ai? Lần này đến phiên Lâm Tư Cẩn choáng váng, các ngươi. Hai người các ngươi. Phùng Minh Quân kéo lại cánh tay của nàng nói, tỷ, việc này nói rất dài dòng, ta cùng ngươi từ từ nói. Lâm Tư Cẩn chỉ vào Hứa Thuần Lương cái mũi, danh con, ngươi giấu giếm đến ta thật đắng. Hứa Thuần Lương một mặt vô tội, hắn là thật không biết, muốn nói kẻ cầm đầu hẳn là lão mụ Phùng Minh Quân. Nàng đã sớm biết, lại cố ý không có vạch trần. Đừng nhìn Diệp Thanh Nhã là Lâm Tư Cẩn nữ nhi, nàng cùng Phùng Minh Quân cũng không quen, chủ yếu là Phùng Minh Quân lúc còn trẻ liền rời đi Lâm gia đi bên ngoài sông Sáo, khi đó Lâm Tư Cẩn cùng Diệp Xương Nguyên chưa kết hôn. Diệp Thanh Nhã nghe nói cái tầng quan hệ này về sau, trong lòng cảm giác cùng Hứa Thuần Lương lại tới gần một tầng. Hôm nay buổi chiều, Kiều Lão tại Kiều Như Long cùng đi tới Diệp gia. Hứa Thuần Lương có đoạn thời gian không có nhìn thấy Kiều Lão, rõ ràng cảm giác Kiều Lão khí sắc không thể so với lúc trước. Kiều Lão cho Diệp Xương Nguyên dâng hương về sau, trục vừa an ủi Diệp Xương Tuyền, Lâm Tư Cẩn cùng Diệp Thanh Nhã, cuối cùng đi đến Hứa Thuần Lương bên người, nắm chặt Hứa Thuần Lương tay, cảm khái nói, tiểu Hứa, Cử Châu sự tình ta đều nghe nói, vất vả ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta nên làm. Kiều Lão buông ra Hứa Thuần Lương tay, có thời gian tới nhà ngồi. Diệp Xương Tuyền bồi tiếp Kiều Lão rời đi linh đường, Kiều Lão nói, ba ba của ngươi hai ngày này thế nào? Diệp Xương Tuyền nói, gặp được chuyện như vậy khẳng định khổ sở trong lòng, nghỉ ngơi không tốt lắm, đêm qua đứt quãng ngủ một chút thời gian, hôm nay Hứa Thúc Thúc tới giúp hắn châm cứu xoa bóp một chút, trạng thái hơi khá hơn một chút. Kiều Lão nghe được Hứa Thúc Thúc xưng hô trong lòng khẽ giật mình, chợt nghĩ đến Diệp Xương Tuyền trong miệng Hứa Thúc Thúc là Hứa Trường Thiện, xem ra Hứa gia cùng Diệp gia quan hệ chung đụng được thực là không tồi. Kiều Lão nói, ta muốn đi xem hắn có được hay không. Mặc dù biết đối phương chắc chắn sẽ không cự tuyệt, thế nhưng là Kiều Lão vẫn là uyển chuyển trưng cầu một chút ý kiến. Diệp Xương Tuyền nói, được rồi, người đi theo ta. Hắn hướng Kiều Như Long nhìn thoáng qua. Kiều Như Long ngầm hiểu, ra ra, Diệp Thúc Thúc, ta liền không tiến vào, ta ở bên ngoài giúp đỡ chút. Kiều Lão đi vào trong tiểu lâu thời điểm, Hứa Trường Thiện đang giúp Diệp Lão châm cứu, nhìn thấy Kiều Lão tiến đến. Hứa Trường Thiện hô Kiều Lão tới. Kiều Lão mỉm cười nói, người tiếp lấy bận bịu, ta một bên chờ lấy. Hứa Trường Thiện nói, vừa vặn kết thúc, hắn trừ bỏ Diệp Lão đầu đỉnh ngân châm, cất kỹ ngân châm nói, các ngươi trò chuyện, ta đi uống chén trà nghỉ ngơi một chút.
Diệp Xương Tuyền là Hứa Trường Thiện dẫn đường. Diệp lão mở ra hai mắt, nhìn qua Kiều lão, trên mặt không thấy bất luận cảm tình gì ba động, đến rồi. Kiều lão gật đầu nói, đến rồi. Hắn phát hiện Diệp lão mặc quân trang, hoa dâm lông mày phong giật giật, nói khẽ, hôm qua liền nghĩ qua đến, nhưng bác sĩ không cho. Diệp lão nói, thân thể không cho phép liền chớ miễn cưỡng, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì, ta làm sao hướng các ngươi Kiều ra bàn giao. Kiều lão thở dài nói, đời ta tình nguyện miễn cưỡng mình, cũng không thích miễn cưỡng người khác. Diệp Xương Tuyền tới đưa trà, Kiều lão tiếp nhận. Diệp lão nói, hôm qua lão Uông tới thời điểm nói, ba người chúng ta đều bị một dạng vận mệnh, đầu tiên là lão Uông, sau đó là ngươi, hiện tại lại đến phiên ta. Kiều lão nói, ta nhớ được ngươi không tin số mệnh. Diệp lão nói, đi qua không tin, nhưng đến già, ta lại có chút tin tưởng. Kiều lão đánh giá Diệp lão nói, cái này thân quân trang ngươi rất lâu không xuyên qua đi. Diệp lão nhẹ gật đầu, thanh sơn khắp nơi chôn chung xương, làm gì ra ngựa bọc thây còn. Kiều lão chấn động trong lòng, đây là Uông Chính Nghĩa hy sinh thời điểm, hắn đưa lên câu đối phúng điếu. Diệp lão nói, Chính Nghĩa hy sinh tại Người Âm Sơn chiến dịch, Sương Nguyên hy sinh vì nhiệm vụ tại Cử Châu địa chấn, Viễn Sơn đến nay không biết người ở phương nào. Kiều lão lâm vào trong trầm mặc, con của hắn Kiều Viễn Sơn đến nay bốc hơi khỏi nhân gian, không biết sống hay chết, cùng hai người khác so sánh, Kiều Viễn Sơn chưa nói tới quang vinh, Diệp lão hiển nhiên không phải vô tâm nhắc lên, hắn là ám chỉ chính mình. Qua rất lâu, Kiều lão mới nói, lão Diệp, có chút ngoại giới truyền ngôn cũng không là thật, người ta tương giao tâm đầu ý hợp, là đồng cam cộng khổ lão hữu. Diệp lão ánh mắt cũng không nhìn về phía Kiều lão, nói khẽ, hai ngày này, ta lặp đi lặp lại ngủ không được, luôn luôn về muốn đi qua, hồi ức ba nhà chúng ta làm hàng xóm thời điểm, khi đó chúng ta mặc dù không có hôm nay địa vị, nhưng chúng ta là vui sướng nhất. Kiều lão không nói gì, Diệp lão nhìn hắn một cái nói, phải nói ta là vui sướng nhất. Con người của ta không có các ngươi xa như vậy lớn lý tưởng cùng khát vọng. Kiều lão nói, lão Uông thường nói ngươi là trong chúng ta nhất thiết thực một cái. Diệp lão lắc đầu nói, đầu não không được, chỉ có thể làm điểm đủ khả năng sự tình. Kiều lão nói, mang binh đánh giặc chúng ta nhưng cũng không bằng ngươi. Một giới vũ phu thôi, hòa bình niên đại, người như ta đã phái không lên chỗ dụng võ gì, chân chính quốc gia lương đống là ngươi cùng lão Uông dạng này. Kiều lão cảm khái nói, già rồi. Diệp lão nói, ngươi thực chất bên trong nhưng từ không phục già. Ánh mắt hai người lần thứ nhất gặp nhau, Kiều lão từ Diệp lão ánh mắt cảm nhận được trước nay chưa từng có lạnh lùng, nội tâm của hắn bị loại này lạnh lùng xúc động, hắn ý thức được, từ Diệp Xương Nguyên qua đời bắt đầu, hai nhà bọn họ quan hệ lại cũng không trở về được lúc trước. Kiều lão nói, không phục già cũng không được a, vừa mới ta cùng Xương Tuyền hàn huyên một chút. Hắn đang làm việc phương diện còn có tiến bộ không nhỏ không gian. Diệp lão lạnh nhạt nói, chức vị càng cao, trách nhiệm càng lớn, phong hiểm cũng lại càng lớn, đây chính là ngươi thường nói lời. Kiều lão nhẹ gật đầu, hắn biết Diệp lão sẽ cự tuyệt, nhưng là hắn vẫn là phải cầm ra thành ý, cho thấy thái độ của mình, cho dù Diệp lão không còn coi hắn là thành bằng hữu, hắn cũng không muốn biến thành địch nhân. Kiều lão rốt cục vẫn là nói ra từ chứng trong sạch câu nói kia, phát cải ủy Tạ Minh Sinh đích thật là ta đề cử, nhưng kia là tại Sương Nguyên đi giảm tai ủy chuyện sau đó. Diệp lão ngắt lời hắn, ta mệt mỏi, chúng ta đều già, về sau vẫn là riêng phần mình bảo trọng đi. Kiều lão lại nhìn Diệp lão thời điểm, hắn đã nhắm mắt lại, Kiều lão mím môi, mang theo cực độ đè nén tâm tình đi ra lầu nhỏ, Diệp lão câu nói sau cùng đại biểu cho cùng hắn triệt để phân rõ giới hạn. Về sau là riêng phần mình mạnh khỏe, vẫn là rút đao gặp nhau đều không tốt nói. Kiều Như Long vẫn luôn chờ ở bên ngoài lấy Gia Gia, nhìn thấy Gia Gia u ám sắc mặt, liền biết vừa rồi gặp mặt cũng không thoải mái. Kiều Như Long đón lấy Gia Gia, đỡ lấy cánh tay của hắn, phát hiện Gia Gia tay cực kỳ băng lạnh. Kiều lão dùng một cái cực kỳ nghiêm khắc ánh mắt ngăn lại hắn đặt câu hỏi, tại hắn nâng đỡ bước nhanh rời đi. Diệp Xương Nguyên tang lễ làm được cực kỳ long trọng. Dân chính phương diện người phụ trách Đàm Mới Dân tự mình chủ trì lễ truy điệu, đối Diệp Xương Nguyên cuộc đời đưa cho độ cao tán dương cùng khẳng định. Diệp lão cũng không tiến về nhà tang lễ tham gia nhi tử tang lễ, Hứa Trường Thiện tại Diệp gia bồi tiếp hắn. Diệp lão cảm khái nói, Trường Thiện lão đệ, hai ngày này vất vả ngươi. Hứa Trường Thiện nói, người cùng ta liền không cần khách khí. Diệp lão gật đầu nói, đúng vậy a, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, ta đã tiếp nhận thực tế. Hứa Trường Thiện nói, mọi thứ đều có cái quá trình, ta có một ý tưởng,
người nếu là nguyện ý có thể đi Đông Châu ở một thời gian ngắn, ta dù sao cũng không có chuyện gì có thể cùng ngươi hạ hạ cờ tâm sự. Diệp lão nói, được. Hứa Trường Thiện nghe hắn đáp ứng xuống, cũng cảm thấy vui mừng, trong khoảng thời gian này đối Diệp lão tới nói khẳng định cực kỳ dày vò, nếu như ở nhà bên trong khó tránh khỏi nhìn vật nhớ người, đổi cái hoàn cảnh cũng có thể trợ giúp hắn mau chóng từ đánh mất ái tử trong bi thống đi tới. Diệp lão nói, mấy ngày nay ta thường xuyên đang nghĩ, mình có phải hay không hẳn là tự tư một chút, nếu ta lúc đầu không đối người thân ôm như thế lớn kỳ vọng, có lẽ liền sẽ không phát sinh chuyện này. Hứa Trường Thiện nói, cái nào đương phụ mẫu không nghĩ mong con hơn người. Ta cũng là như thế à, ta có một đứa con trai hai cái nữ nhi, nhưng kết quả là không có một cái nào lưu tại bên cạnh ta, nếu nói tiếc nuối, ta khẳng định là có, nhưng là ta thường xuyên đang nghĩ, chỉ cần bọn hắn trôi qua khoái hoạt liền tốt. Ta sinh dưỡng bọn hắn cũng không phải đồ bọn hắn báo đáp ta. Đến chúng ta cái tuổi này, đối diện tách rời còn không phải sớm ngày chậm một ngày sự tình, ta không cải biến được vận mệnh, ta có khả năng làm chính là tại mình còn thừa không nhiều thời gian tận lực chân quý người bên cạnh, có thể giúp đỡ, coi như ta giúp không được gì, ta cũng không cho bọn hắn chế tạo phiền phức. Diệp lão nói, Trường Thiện A, người so ta sống phải thông thấu. Hứa Trường Thiện nói, không phải ta thông thấu. Mà là năng lực ta chính là như thế. Diệp lão nói, đúng vậy à, chân quý người bên cạnh. Diệp Thanh Nhã nhìn xem phụ thân xuống mồ, khóc đến không thể tự kiềm chế, mẫu thân Lâm Tư Cẩn cùng dì Phùng Minh Quân một trái một phải bồi tiếp nàng. Hứa Thuần Lương thì bồi tiếp Diệp Sương Tuyền, Diệp Sương Tuyền cảm xúc coi như ổn định, hắn nói khẽ với Hứa Thuần Lương nói, Thuần Lương, quay đầu đáp tạ Yến bên kia ngươi giúp ta chủ trì một chút. Quan phương nhân vật trên cơ bản cũng sẽ không đi tham gia đáp tạ yến, còn lại trên cơ bản đều là thân bằng hảo hữu. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Diệp Sương Tuyền trong lòng cảm thấy an ủi, mấy ngày nay Hứa Thuần Lương biểu hiện hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt, không nói đến Hứa Thuần Lương từ tai khu tướng đại ca di thể đọc ra, vẻn vẹn mấy ngày nay nghênh đón mang đến, linh đường gác đêm tất cả đều là Hứa Thuần Lương đứa con trai nuôi này tự thân đi làm. Lúc trước Diệp Sương Tuyền đối Hứa Thuần Lương ấn tượng còn dừng lại đang vì phụ thân chữa bệnh giai đoạn, về sau nghe nói phụ thân nhận Hứa Thuần Lương là làm tôn, hắn cho là có cảm ơn báo đáp ân tình thành phần ở bên trong, thông qua lần này đại ca táng lễ, Diệp Sương Tuyền đối Hứa Thuần Lương đứa cháu này là triệt triệt để tiếp nhận. Phùng Minh Quân cũng không có ý định đi tham gia đáp tạ yến, nàng cùng Lâm Tư Cẩn trước bồi Diệp Thanh Nhã trở về. Mặc dù như thế, đáp tạ yến vẫn là làm hơn 20 bàn. Ở trong đó hơn phân nửa đều không phải là thể chế bên trong người. Đáp tạ yến an bài tại tinh thần tử cửa hàng, Hoa Trục Nguyệt đã sớm an bài thỏa đáng, Hứa Thuần Lương hai ngày này bận bịu đến bận bịu đi, khó tránh khỏi có chỗ sơ hở. Đi vào tinh thần tử cửa hàng, Hoa Trục Nguyệt nói cho Hứa Thuần Lương Hà Đông tập đoàn Phan Thiên Hóa phụ tử đều tới, bọn hắn là hôm nay mới nghe nói, đi tham gia lễ truy điệu, Hứa Thuần Lương tại hiện trường cũng nhìn thấy bọn hắn, bất quá khi lúc không có quan tâm chào hỏi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, đi trước Phan gia phụ tử chỗ gian phòng lên tiếng chào hỏi. Phan Thiên Hóa nhìn thấy Hứa Thuần Lương tiến đến, lập tức đứng dậy, hô, Hứa chủ nhiệm. Hứa Thuần Lương nhiệt tình cùng hắn nắm tay, Phan Tổng, hôm nay bận quá, chào hỏi không chu toàn, còn mong rộng lòng tha thứ. Phan Thiên Hóa nói, ta cũng là hôm nay mới nghe nói, không có có thể giúp đỡ được gì, về sau Hứa chủ nhiệm trong nhà có việc một mực nói một tiếng. Phan Thiên Hóa thiếu Hứa Thuần Lương một cái to lớn ân tình, cho nên hắn lúc nghe Diệp Sương Nguyên qua đời tin tức sau trước tiên mang nhi tử chạy tới tham gia lễ truy điệu, đây cũng không phải là muốn leo lên Diệp gia, hoàn toàn là hướng về phía Hứa Thuần Lương. Từ một điểm này đi lên nói, Phan Thiên Hóa đối đạo nghĩa giang hồ vẫn là cực kỳ xem trọng. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, nhất định, ánh mắt nhìn về phía Phan Thiên Hóa bên người đầy mặt lúng túng Phan Vệ Đông. Phan Vệ Đông đi qua đã từng cùng Hứa Thuần Lương phát sinh qua xung đột, cũng tại Hứa Thuần Lương tay chịu nhiều thua thiệt, bởi vì muội muội sự tình hắn đối Hứa Thuần Lương đã không còn ghi hận, nhưng là trên mặt mũi vẫn không nhịn được, nếu như không phải phụ thân yêu cầu hắn tới, hắn hôm nay chắc chắn sẽ không ra mặt. Hứa Thuần Lương chủ động hướng Phan Vệ Đông vươn tay ra, Phan Thiểu, đa tạ. Phan Vệ Đông tranh thủ thời gian duỗi ra hai cánh tay cùng Hứa Thuần Lương nắm chặt lại, thân thể thuận thế cung kính một chút. Lộ ra phi thường hèn mọn, bên cạnh có không ít người đều biết Phan Vệ Đông phụ tử, nhưng là đối Hứa Thuần Lương không quen, nhìn thấy Phan gia phụ tử đối Hứa Thuần Lương khách khí như thế, lúc này mới ý thức được Diệp Sương Nguyên đứa con trai nuôi này không tầm thường. Hứa Thuần Lương sở dĩ chuyên tới cùng Phan gia phụ tử chào hỏi cũng không chỉ là có qua có lại,
còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu là thông qua Trậm cùng quan hệ giữa bọn họ, từ đó trợ giúp Hoa Trục Nguyệt ổn định Lan Hoa Môn nội bộ cục diện, hiện tại xem ra Lan Hoa Môn nguy cơ đã cơ bản hóa giải. Kiều Như Long đại biểu Kiều gia cũng tới tham gia đáp tạ yến, cùng hắn ngồi cùng bàn có Uông Kiến Thành cùng một bang đại viện tử đệ, Kiều Như Long cũng nhìn được Phan gia phụ tử, trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm, hắn gần nhất tình cảnh cũng có chút không ổn, nhưng là hắn cũng không nói cho Tề Sảng, gia gia đã mệnh lệnh hắn muốn phân rõ cùng Phan gia phụ tử giới hạn, cho nên vừa mới Kiều Như Long cùng Phan Thiên phụ tử đi đối diện ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Uông Kiến Thành nhìn ra Kiều Như Long có chút không quan tâm, cùng hắn đụng đụng chén rượu. Kiều Như Long từ khi thân mật giải phẫu về sau liền giới rượu, bất kỳ cái gì trường hợp đều là lấy trà thay rượu. Uông Kiến Thành nói, Long ca, ta nghe nói người muốn rời khỏi Hoa Đầu rồi. Kiều Như Long nhíu mày, trong lòng có chút cảnh giác, mình hướng Hoa Đầu đưa ra đơn xin từ chức cũng chính là chuyện của hai ngày này, nghĩ không ra nhanh như vậy liền truyền đến Uông Kiến Thành trong lỗ tai. Người nghe ai nói? Uông Kiến Thành cười nói, bên ngoài đều biết. Kiều Như Long nói, ta kinh thương nhiều năm, buông tuồng đã quen, hiện tại đã không cách nào thích ứng bên trong thể chế công tác. Uông Kiến Thành nói, cũng tốt, Long ca trở về thương trường tập hợp lại khẳng định mọi việc đều thuận lợi. Kiều Như Long lắc đầu nói, ta là thân thể nguyên nhân, hiện tại tình trạng cơ thể đã không cách nào đảm nhiệm quá nặng nề công tác. Uông Kiến Thành nói, ta nhìn Long ca không có vấn đề gì à. Một bên một bạch bạch tĩnh tĩnh nam tử nói, Kiều Tổng. Ta nghe nói người làm giải phẫu ghép tim, nhìn người khí sắc, giải phẫu tương đương thành công a. Kiều Như Long có chút không vui, người này thật sự là vô lễ, trước mặt nhiều người như vậy vậy mà sách từ bản thân tư ẩn, phải biết Kiều Như Long kiêng kỵ nhất liền là người khác nhắc lên chuyện này, hắn căn bản không có mắt nhìn thẳng đối phương. Tên nam tử kia tựa hồ không có cảm thấy được Kiều Như Long khó chịu cảm xúc, vẫn như cũ cười đùa tí từng nói, Kiều Tổng, ta đại ca cũng là trái tim không tốt, trước mắt đang suy nghĩ giải phẫu ghép tim. Hiện tại hết thảy điều kiện đều đã thành thục, chỉ là nghe nói thuật hậu có thật nhiều người sẽ phát sinh bài xích phản ứng, cần phục dụng liều lượng cao dược vật để duy trì, không biết có chuyện này hay không. Kiều Như Long lạnh lùng nói, ta không phải bác sĩ, phương diện này vấn đề ngươi hẳn là đi tìm chuyên khoa bác sĩ hỏi thăm. Tên nam tử kia nói, bệnh lâu thành lương y, vẫn là kinh nghiệm của ngươi nhất có sức thuyết phục. Kiều Như Long đã không thể nhịn được nữa, người này là ai, một điểm ánh mắt đều không có. Chẳng lẽ nhìn không ra mình đã tức giận, hắn quyết định không ở lại nơi này, đứng lên nói ta còn có việc, các vị chậm dùng. Ê, tên nam tử kia nói, Kiều Tổng, người chớ vội đi nha, ta còn có một vấn đề, người thuật hậu có chưa từng xảy ra nhịp tim quá nhanh tình trạng. Kiều Như Long cũng không quay đầu lại đi ra cửa đi, trong lòng thầm mắng, thứ gì? Quay đầu muốn điều tra thêm người này là ai, nhất định phải để hắn là hôm nay vô lễ nói chuyện hành động trả giá đắt. Uông Kiến Thành đi theo Kiều Như Long đi ra ngoài, Long ca, người đi như thế nào? Kiều Như Long nói, ta có việc gấp đi làm, vừa mới người kia là ai? Uông Kiến Thành lắc đầu, biểu thị mình cũng không nhận ra, đã Kiều Như Long một lòng muốn đi, hắn cũng không tốt ngăn cản, quay người quay trở về bảo giám. Kiều Như Long đi về phía trước mấy bước, bên tai chợt nghe một cái thanh âm kỳ quái, đông. Kiều Như Long nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện tiếng vang nơi phát ra. Lại đi về phía trước mấy bước, đông. Đông. Hắn lần nữa nghe được thanh âm đồng thời, trái tim của hắn theo thanh âm này đồng bộ nhảy lên hai lần. Đông 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 thanh âm liên tiếp vang lên. Kiều Như Long trái tim theo thanh âm nhịp nhảy lên, hắn cảm thấy mình nhịp tim càng lúc càng nhanh, trái tim không ngừng đập ngực bích, tim truyền đến một trận tiếp lấy một trận đau đớn. Lúc này đi toilet Phan Thiên Hóa vừa vặn từ đối diện trải qua, nhìn thấy Kiều Như Long, hắn chỉ coi không biết. Sát vai lúc đi qua, Kiều Như Long lại bắt lại cánh tay của hắn, run giọng nói cứu. Phan Thiên Hóa lúc này mới phát hiện Kiều Như Long sắc mặt dị thường khó coi, ân cần nói, ngươi thế nào? Kiều Như Long che ngực ta, trong ngực ta đau quá, nội tâm của hắn cuồng loạn lên, phảng phất muốn tránh thoát ra bộ ngực của hắn, từ trong lồng ngực nhảy ra đồng dạng. Bên tai đông 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 thanh âm không thất truyền lên, trái tim của hắn bị thanh âm thao túng, theo thanh âm ra tốc nhảy lên. Kiều Như Long che ngực sụi lơ xuống dưới, Phan Thiên Hóa hoảng bước lên phía trước đỡ lấy hắn, hô lớn, người tới đây mau, người tới đây mau. Ngay tại mời rượu Hứa Thuần Lương bị thanh âm kinh động, hắn đuổi tới hiện trường thời điểm, đã có thật nhiều người chạy tới. Hứa Thuần Lương duỗi tay nắm lấy Kiều Như Long mạch môn, cảm giác Kiều Như Long nhịp tim như là bồn chồn,
đột 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 ra tốc nhảy lên, lúc này nhịp tim muốn tại 200 trở lên. Kiều Như Long mặt xám như cho, run giọng nói, lỗ tai ta bên trong tại. Không ngừng, giống như có người tại bắt lấy lòng ta. Hứa Thuần Lương trong lòng giật mình, mặc dù hắn đối Kiều Như Long sớm đã không cảm giác, nhưng hôm nay quyết không thể để Kiều Như Long chết tại Diệp gia đáp tạ bữa tiệc. Hai tay của hắn ngón tay lấy Kiều Như Long sau tai, sừng tôn huyệt đến ế phong huyệt ở giữa, xuôi theo vành tai liên tuyến bên trên, bên trong 1/3 giao điểm chỗ, nhấn đè xuống. Kiều Như Long cảm giác hai dòng nước ấm dội thẳng sau tai, oanh. Một tiếng, trong đầu một mảnh không minh, như dương ánh sáng xua tan mây đen, kia có nhịp thùng thùng âm thanh tức thời đi xa. Sọ hơi thở huyệt, tam tiêu kinh thiên bộ lãnh hàng thủy khí ở đây huyệt thu dẫn lạnh hàng, Kiều Như Long nghe được kia có nhịp thùng thùng âm thanh, thúc đẩy thiên bộ lãnh hàng thủy khí cấp tốc trầm tích, hàn khí chìm xuống xâm nhập kinh mạch, thúc đẩy máu dịch tốc độ chảy biến chậm, dẫn đến quanh thân tứ chi máu cung cấp không đủ. Từ đó dẫn phát trái tim gia tăng bơm HP, nhịp tim tăng tốc, huyết áp lên cao. Hứa Thuần Lương tại phát giác Kiều Như Long dị dạng về sau, trong vòng hơi thở khơi thông sau tai sọ hơi thở huyệt, cấp tốc phóng thích thiên bộ lãnh hàng thủy khí, đồng thời còn đưa đến tiêu trừ ù tai nghe nhầm hiệu quả. Hứa Thuần Lương xuất thủ làm ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, Kiều Như Long nhịp tim rất nhanh liền hàng xuống dưới. Kiều Như Long mồ hôi đầm đìa, tựa như ngựa hoang thoát cương, trái tim rốt cục trở về bình tĩnh. Hắn thở dài nhẹ nhõm, phảng phất từ quỷ môn quan bên trên đi một vòng trở về. Phan Thiên Hóa gặp hắn vượt qua nguy hiểm cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn đối Kiều Như Long có không ít cách nhìn, mà dù sao Kiều Như Long là hắn tiện nghi con rể, xem ở nữ nhi cùng ngoại tôn phân thượng cũng không đành lòng gặp hắn gặp bất trắc. Khách sạn Phương Diện cũng không muốn có khách chết ở chỗ này, biết được tình huống sau trước tiên kêu xe cứu thương, hiện tại xe cứu thương đã đến cửa tửu điếm. Ổn thỏa lý do. Tướng Kiều Như Long đưa lên xe cứu thương, Uông Kiến Thành cùng đi hắn tiến về bệnh viện làm toàn diện kiểm tra, cũng thông chi Kiều gia. Phan Thiên Hóa hai cha con hỗ trợ tướng Kiều Như Long đưa lên xe cứu thương, bọn hắn không có cùng đi tiến về bệnh viện, chủ yếu là vì tránh hiểm nghi, Phan Thiên Hóa cũng là nhất đại kiêu hùng, nếu không phải vì nữ nhi hắn cũng không sẽ như thế ổ túi, hiện tại hắn đối Kiều gia đã không ôm bất luận cái gì kỳ vọng, đáy lòng lặng lẽ phân rõ hai nhà giới hạn. Phan Vệ Đông nhìn qua gào thét đi xa xe cứu thương buồn bực nói, loại người này còn quản hắn làm cái gì? Phan Thiên Hóa nói, người lập tức đi bệnh viện hỏi thăm một chút tình huống. Phan Vệ Đông một bụng phiền muộn, ta mới không đi. Phan Thiên Hóa hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, Phan Vệ Đông đầu đạp kéo lại đi, ta đi chính là. Nhớ kỹ, không nên đem hắn phát bệnh sự tình nói cho tiểu sảng. Hứa Thuần Lương cũng không cho rằng Kiều Như Long là đột nhiên phát bệnh. Việc này có chút kỳ quặc. Kiều Như Long giải phẫu ghép tim về sau một mực tình trạng tốt đẹp, vì sao hết lần này tới lần khác tại Diệp gia đáp tạ bữa tiệc phát bệnh. Mà lại căn cứ Kiều Như Long vừa rồi miêu tả, hắn phát bệnh lúc động tâm qua nhanh hẳn là người vì khống chế, nếu không mình cũng không có khả năng vẻn vẹn dùng nén sọ hơi thở huyệt phương pháp liền hóa giải bệnh của hắn chứng. Hứa Thuần Lương biết có một loại mật tông nhiếp hồn thuật, có thể thao túng mục tiêu đối tượng ý thức, khống chế đối tượng trái tim, thông qua ánh mắt thanh âm, mùi có thể để mục tiêu đối tượng đánh mất chủ động ý thức cùng tự điều khiển có thể lực. Hứa Thuần Lương từng tại cảnh Phúc Đại Hạ gặp được một vị lạt ma, lúc ấy kia lạt ma muốn dùng nhiếp hồn thuật tới đối phó hắn, kết quả bị Hứa Thuần Lương phản sát, Hứa Thuần Lương một mực hoài nghi kia lạt ma chính là giết chết Trần Kiến Tân thật hung. Hôm nay Kiều Như Long lại suýt nữa trúng chiêu. Để Hứa Thuần Lương cảnh giác không chỉ là Kiều Như Long chỗ tao ngộ nguy cơ, còn có đối phương ra tay thời cơ lựa chọn. Nếu như Kiều Như Long chết tại Diệp gia đáp tạ bữa tiệc, tất nhiên sẽ nhấc lên càng lớn sóng gió. Mặc dù phát sinh một chút khó khăn trắc trở, Diệp gia đáp tạ yến tổng thể coi như thuận lợi, Hứa Thuần Lương đưa tiễn cuối cùng một nhóm khách nhân. Hoa Trục Nguyệt hướng hắn đi tới, nàng cũng phái thủ hạ đi bệnh viện nghe ngóng tình huống, tin tức mới nhất, Kiều Như Long đã nằm viện, bất quá hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Hứa Thuần Lương tìm Hoa Trục Nguyệt muốn một phần Kiều Như Long gian phòng kia khách nhân danh sách. Hắn hoài nghi Kiều Như Long hôm nay tình trạng rất có thể cùng ngồi cùng bàn khách nhân có quan hệ. Trở lại Diệp gia, Diệp Xương Tuyền cũng đã nghe nói Kiều Như Long sự tình, lặng lẽ tướng Hứa Thuần Lương gọi vào một bên, thấp giọng hỏi thăm Kiều Như Long tình huống. Hứa Thuần Lương đem chuyện này trải qua đơn giản nói một lần. Diệp Xương Tuyền cảm thán nói, may mắn lúc ấy ngươi tại, vạn nhất Kiều Như Long tại đáp tạ bữa tiệc xảy ra vấn đề luôn luôn không tốt. Hứa Thuần Lương nói, tổng thể coi như thuận lợi. Diệp Xương Tuyền nhẹ gật đầu, Thuần Lương,
ta ngày mai liền muốn trở về Nghê Hồng, vừa mới lão gia tử nói muốn đi Đông Châu đi dạo. Hứa Thuần Lương biết ra ra mời Diệp lão đi Đông Châu giải sầu sự tình, hắn cười nói, nhị thúc, người yên tâm đi, ta đến an bài. Diệp Xương Tuyền vỗ vỗ Hứa Thuần Lương bả vai nói, chúng ta là người trong nhà, ta cũng không cần khách khí với ngươi, ta không lúc ở trong nước ngươi phải nhiều hơn chiếu cố trong nhà, có chuyện gì nhất định phải trước tiên nói cho ta. Hắn đã triệt để tiếp nhận Hứa Thuần Lương, tướng Hứa Thuần Lương coi là gia đình một phần tử. Hứa Thuần Lương nói, được rồi. Phùng Minh Quân cùng Hứa Trường Thiện cũng gặp mặt, bởi vì nàng cùng Hứa Gia Hiên sớm đã ly hôn, đối Hứa Trường Thiện cũng là lấy thúc thúc tương xứng, giữa hai người cũng không có quá nhiều giao lưu, trên thực tế cũng không nói cho tốt. Phùng Minh Quân rời đi thời điểm để Hứa Thuần Lương đưa nàng, Hứa Thuần Lương phi thường rõ ràng lão mụ nhất định là có chuyện muốn đơn độc bàn giao chính mình. Đưa nàng đi vào bãi đỗ xe, Phùng Minh Quân chỉ mình chiếc kia màu đen Cayenne, lên xe hẳng nói. Nàng để Hứa Thuần Lương lái xe đưa nàng đi sân bay. Hứa Thuần Lương không nghĩ tới đưa xa như vậy, ngạc nhiên nói, người lúc này đi. Phùng Minh Quân nói, Diệp Sương Nguyên là tỷ phu của ta, không phải ta cũng sẽ không trở về, chiếc xe này ngươi trước mở ra đi, dù sao ta cũng không thường về nước. Hứa Thuần Lương nói, người có phải hay không đã sớm biết ta cùng Diệp gia quan hệ. Phùng Minh Quân nói, biết một chút, ngươi trưởng thành, ngươi muốn làm gì, muốn làm quen người nào ta không có quyền can thiệp. Hứa Thuần Lương nói, ta đối với ngài là không có chút nào hiểu rõ. Phùng Minh Quân nói, ta cũng không có nhiều bí mật, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, ông ngoại ngươi cùng Lâm Tư Cẩn có phụ thân là Mạc Nghịch Chi Giao, tại cha mẹ ta sau khi qua đời, Lâm bá bá thu dưỡng ta, Lâm gia tất cả mọi người rất đau yêu ta, ta tại Lâm gia một mực sinh hoạt đến 18 tuổi. Hứa Thuần Lương nói, người nên tính là con em cán bộ, làm sao lại nhận biết cha ta. Phùng Minh Quân nở nụ cười, người thông minh như vậy hẳn là đã sớm đoán được công việc của ta tính chất, nói đến hắn là ta sư huynh, năm đó ta kinh nghiệm sống chưa nhiều, bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa gạt, về sau có người mới nhận thanh hắn diện mục thật sự, cho nên quả quyết dừng tổn hại. Hứa Thuần Lương nói, công tác của các ngươi tính chất đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Phùng Minh Quân móc ra một hộp khói, đốt lên một điếu thuốc lá, hút một hơi thuốc nói, cũng có thể nói như vậy, bất quá bất kỳ công việc gì đều cần có người đi làm, chúng ta xử lý sự nghiệp mặc dù không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng tuyệt sẽ không để ngươi hổ thẹn. Hứa Thuần Lương nói, ta minh bạch, bí ẩn mà vĩ đại. Phùng Minh Quân nở nụ cười. Hứa Thuần Lương nói, vô luận như thế nào, vẫn là phải chú ý nhiều hơn an toàn, tương lai của ta còn chờ các ngươi hỗ trợ chiếu cố hài tử đâu. Phùng Minh Quân trong lòng ấm áp. Nhi tử là tại biểu đạt đối với mình quan tâm, nàng gật đầu nói, chúng ta có năng lực chiếu cố mình, đúng, người vấn đề cá nhân thế nào? Hứa Thuần Lương nói, ta còn nhỏ, mà lại thích ta cô nương thật nhiều, tâm ta mềm, đả thương ai đều không tốt. Phùng Minh Quân xì một tiếng khinh miệt, cùng người kia cặn bã cha một cái đức hạnh, một cái chìa khóa mở một thanh khóa, đừng gặp một cái yêu một cái. Hứa Thuần Lương nói, nếu là vạn năng chìa khóa đâu? Phùng Minh Quân buồn cười nói, có xấu hổ hay không? Hứa Thuần Lương nói, người không có liên hệ với cha ta. Phùng Minh Quân nói, hắn không thể phân thân, không phải lần này cũng sẽ tới tham gia Diệp Sương Nguyên tang lễ, dù sao cũng là cha nuôi ngươi, đúng, ngươi về sau không nên dính vào Diệp Kiều hai nhà ân oán. Hứa Thuần Lương nói, người quá đề cao ta, ta cũng không có bản sự kia. Phùng Minh Quân nói, bởi vì Diệp Sương Nguyên sự tình, Diệp gia cùng Kiều gia đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ngoại giới có cái truyền ngôn, Diệp Sương Nguyên sở dĩ từ phát cải ủy đổi đi nơi khác đi giảm tai ủy là bởi vì Kiều lão nguyên nhân. Hứa Thuần Lương nói, lấy Kiều lão cách cục ứng nên sẽ không làm chuyện như vậy đi, ta nhưng biết Diệp Sương Tuyền đi Nghê Hồng phụ trách ngoại sự hay là hắn giúp một chút. Phùng Minh Quân nói, đến bọn hắn cái giai tầng này người làm việc cổ tay cao thâm mặt chắc, đánh một bàn tay cho khỏa táo ngọt sự tình thường xuyên sẽ làm, vô luận chân tướng như thế nào. Kiều gia cùng Diệp gia quan hệ xem như tan vỡ, về sau tránh không được sẽ có ma sát, thần tiên đánh nhau ngươi cũng đừng lẫn vào. Hứa Thuần Lương nói, ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, đoạn thời gian gần nhất, Kiều gia, Diệp gia sự tình đều là tầng tầng lớp lớp, có thể hay không còn có người ở sau lưng cố ý bốc lên hai nhà bọn họ tranh chấp. Phùng Minh Quân nói, ngươi cùng Diệp Thanh Nhã không sao chứ. Hứa Thuần Lương bị nàng đột nhiên xuất hiện một gian khiến cho khẽ giật mình, mẹ. Người có ý tứ gì a? Phùng Minh Quân nói, không có ý gì, chính là thuận miệng hỏi một chút. Hứa Thuần Lương nói, chính là thuần khiết tỷ đệ tình cảm.
Phùng Minh Quân nói, các ngươi cũng không phải chị em ruột. Hứa Thuần Lương nói, người đến cùng có ý tứ gì? Phùng Minh Quân nói, dù sao ta cảm giác Thanh Nhã nhìn ánh mắt của ngươi có chút không đúng lắm. Nói không chừng là ngươi ánh mắt có vấn đề đâu. Phùng Minh Quân nhìn không được bật cười, đúng vậy, già không hỏi ít sự tình, ta lười nhác quản ngươi, bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, nam nhân phải hiểu được phụ trách nhiệm, đừng ỷ vào mình sinh ra dung mạo tốt túi ra liền ở bên ngoài dính hoa gây cỏ, bất kể là ai, đả thương người ta luôn luôn không tốt. Kiều lão đi bệnh viện thăm viếng Kiều Như Long trên đường, vừa vặn trải qua đi qua Cựu Trạch, hắn bỗng nhiên rất muốn đi tới nhìn xem, thế là để lái xe tại bên đường dừng xe. Diệp Sương Nguyên hy sinh vì nhiệm vụ để hắn cùng Diệp lão ở giữa hữu nghị đứng trước quyết liệt, Kiều lão nhìn lên trước mắt từng tòa rách nát viện lạc, nhớ lại ngày xưa quá khứ, trong lòng cảm khái vô hạn, đi qua vĩnh viễn đi qua, lại cũng trở về không được. Hắn đối Kiều Như Long đã không ôm bất kỳ hy vọng, tại Nhị Tử Viễn Sơn hơn 20 năm trước biến mất ban đêm, Kiều gia vinh quang liền đã chậm rãi cách hắn đi xa, hắn rốt cục ý thức được, có một số việc vô luận mình cố gắng như thế nào đều không thể vãn hồi. Đi vào Cựu Trạch trước cửa, nhìn thấy cửa sân thế mà mở rộng ra, Kiều lão có chút hiếu kỳ, nhớ qua được là bên trên lấy khóa, chẳng lẽ nơi này thật muốn dỡ bỏ rồi. Kiều lão đi vào trong nội viện, nhìn thấy một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng tại tràn đầy cỏ hoang trong viện. Kiều lão kỳ quái nhìn qua người kia, trung niên nhân cảm thấy được có người sau lưng, chậm rãi xoay người lại, Kiều lão nhìn thấy chính là một trương khuôn mặt xa lạ. Kiều lão nói, ngươi là... Trung niên nhân cười nhạt một tiếng, mảnh đất này bị ta mua. Kiều lão giờ mới hiểu được đối phương xuất hiện ở đây nguyên nhân, trong lòng tràn đầy mất đi chỗ ở cũ tiếc nuối, đồng thời lại có xâm nhập người khác tư trạch áy náy, không có ý tứ, ta đi nhầm. Trung niên nhân nhìn qua Kiều lão nói, lão nhân gia, người đi qua ở chỗ này sao? Một, Kiều lão nhẹ gật đầu, thật lâu sự tình trước kia, người mua nơi này. Trung niên nhân mỉm cười nói, đúng vậy a, ta mua mảnh đất này. Chuẩn bị dùng để khai phát. Hắn lấy ra danh thiếp của mình, hai tay dâng tặng cho Kiều lão. Kiều lão tiếp qua danh thiếp của hắn, nhìn thấy trên danh thiếp thân phận cùng danh tự, Xích Đạo vốn liếng CEO Nhâm Thiên Giã. Kiều lão nói, nguyên lai là Nhâm Tổng. Nhâm Thiên Giã nói, ngài nhận biết ta. Kiều lão nhìn lên trước mắt khuôn mặt xa lạ, hắn chưa bao giờ thấy qua người này, nhưng chẳng biết tại sao nhưng từ đáy lòng cảm giác được một loại quen thuộc. Có lẽ là bởi vì tại Cựu Trạch gặp nhau nguyên nhân, hắn lắc đầu. Nhâm Thiên Giã hai mắt bên trong toát ra một chút mất mát, ta biết ngài. Hai, Kiều lão khóe môi lộ ra nụ cười thản nhiên, nhận biết mình rất nhiều người, cái này cũng không kinh ngạc, hắn nói khẽ quấy dày. Nhâm Thiên Giã nhìn qua Kiều lão hơi gù bóng lưng, hai mắt bên trong toát ra cực kỳ thần tình phức tạp. Kiều lão sắp đi tới cửa thời điểm, sau lưng truyền đến Nhâm Thiên Giã thanh âm, Kiều lão. Đây là người rơi đồ vật sao? Kiều lão dừng bước lại, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đã thấy Nhâm Thiên Giã hướng mình đi tới, đi vào mình phụ cận, kéo tay của hắn, tướng một viên tiền xu đặt ở lòng bàn tay của hắn. Kiều lão cúi đầu nhìn thoáng qua, đã thấy Nhâm Thiên Giã đặt ở hắn lòng bàn tay lại là một cái quốc khánh 35 tròn năm kỷ niệm tệ, một gặp một nguyên, chính diện đồ án là khai quốc đại điển. Kiều lão thân thể như là như giật điện rung động run một cái, ngẩng đầu lên. Đã thấy Nhâm Thiên Giã đã nhanh chân rời đi. Kiều lão há to miệng, muốn nói lại thôi, bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, cho dù là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc Kiều lão, giờ phút này con mắt thế mà đỏ lên. Hắn lại cúi đầu nhìn thoáng qua viên kia kỷ niệm tệ, sau đó tướng kỷ niệm tệ siết thật chặt trong tay. Kiều Như Long mặc dù nhưng đã vượt qua nguy hiểm, nhưng vẫn lòng còn sợ hãi. Nếu như lúc ấy không phải Hứa Thuần Lương kịp thời xuất thủ, chỉ sợ mình đã chết rồi. Kiều Như Long nhìn qua giám hộ nghi thượng tâm điện đồ hình, nhìn thấy đã ổn định huyết áp cùng nhịp tim, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Hắn chết qua một lần, chính là bởi vì từng có lần kia trở về từ cõi chết kinh lịch, cho nên hiện tại hắn đối với sinh mạng phá lệ chân quý. Cùng sinh mệnh so sánh, tài phú cùng quyền lực cũng biến thành không phải trọng yếu như vậy. Trong khoảng thời gian này hắn kinh lịch quá nhiều, Kiều Như Long càng ngày càng ý thức được, mình không cách nào trở thành gia gia hy vọng cái chủng loại kia người. Gia Gia đối với hắn cũng dần dần đã mất đi hy vọng. Nhìn thấy Gia Gia sang đây xem hắn, Kiều Như Long muốn từ trên giường xuống tới. Kiều lão đưa tay ấn xuống bờ vai của hắn, Như Long, ngươi nằm không muốn đứng lên. Kiều Như Long một lần nữa nằm xong, hướng Gia Gia cười nói, Gia Gia, ta không có chuyện gì, hẳn là sợ bóng sợ gió một trận.
Kiều lão nói, không có việc gì liền tốt, có thể là đoạn thời gian gần nhất quá mức mệt nhọc, vừa vặn thừa cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt một chút. Kiều Như Long cho rằng Gia Gia là ám chỉ mình cái gì, vội vàng nói, Gia Gia, ta đã hướng Hoa Đầu nộp đơn từ chức, cấp lãnh đạo tỏ ra là đã hiểu, dù sao ta hiện tại tình trạng cơ thể đã không cách nào đảm nhiệm Hoa Ném công việc. Kiều lão nói, cũng tốt. Kiều Như Long nói, thật xin lỗi. Kiều lão cười lắc đầu, ta nghe nói là Tiểu Hứa cứu được ngươi. Kiều Như Long nói, ta thiếu hắn. Nói ra câu nói này về sau, hắn trong cảm giác tâm dễ dàng rất nhiều, kỳ thật từ Hứa Thuần Lương hỗ trợ cứu ra Tề Sảng mẹ con về sau, hắn liền thừa nhận hiện thực này, thế nhưng là chưa hề trước mặt người khác thổ lộ, hôm nay hắn chẳng những nói ra, mà lại là tại Gia Gia trước mặt. Kiều lão nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng là muốn ghi ở trong lòng. Kiều Như Long nói, Gia Gia, phán đoán của ngài không sai, Diệp Gia hẳn là tướng Diệp Sương Nguyên chết quy tội đến người trên thân, ta nhìn người có phải hay không tìm cơ hội hướng bọn hắn giải thích một chút. Kiều lão lạnh nhạt nói, bọn hắn nguyện ý nghĩ như thế nào chúng ta không xen vào, giải thích cái gì. Đời ta bị người oan uổng sự tình còn ít, nhưng cầu không thẹn với lương tâm liền tốt. Kiều Như Long nhẹ gật đầu, tâm tình lại trở nên nặng nề, hắn biết Gia Gia phi thường coi trọng cùng Diệp lão hữu nghị. Diệp Sương Nguyên chết để bọn hắn nhiều năm cách mạng tình nghĩa triệt để tan vỡ. Kiều lão nói, đúng rồi, người tại Đông Châu chuyện bên kia xử lý xong. Kiều Như Long nói, xử lý xong, chỉ cần Hoa Đầu phê chuẩn ta từ chức, ta cùng Đông Châu Văn Lữ hợp tác liền chính thức kết thúc, Hoa Đầu phương diện đã đang tìm kiếm người kế nhiệm của ta. Tế Thế chữa bệnh cũng đã bán cho Xích Đạo vốn liếng. Kiều lão nghe được Xích Đạo vốn liếng, từ trong túi lấy ra tấm danh thiếp kia đưa cho Kiều Như Long. Kiều Như Long tiếp nhận nhìn thoáng qua, Nhâm Thiên Dã. Hắn là Xích Đạo vốn liếng CEO, người lúc nào thấy hắn. Kiều lão nói, một cái vô tình, là hắn thu mua Tế Thế chữa bệnh. Kiều Như Long nói, đúng, Xích Đạo vốn liếng vốn là nghĩ đầu tư Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện, hắn đảm nhiệm CEO sau cho rằng Trường Hưng bệnh viện đầu tư hồi báo so bệnh truyền nhiễm viện càng thêm xác định, cho nên mới thu mua Tế Thế y liệu, cũng vì ta giải quyết một chút phiền toái. Kiều lão gật đầu nói, như thế nói đến hắn đối ngươi coi như không tệ. Kiều Như Long lạnh nhạt nói, sinh ý trên trận sự tình, cũng không có gì người có thể nhờ vào nhân tình mà thoát, hắn thu mua Tế Thế chữa bệnh cũng là vì kiếm tiền. 3. Hứa Thuần Lương dự định ngày mai trở về Đông Châu, Gia Gia cùng Diệp lão còn muốn chậm mấy ngày lại đi qua, trước khi chuẩn bị đi, chuyên đi thăm viếng Lân Chính Đường Hoàng Võng Lân Hoàng Tam Gia. Ngoại trừ Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện, Hứa Thuần Lương trước mắt còn phụ trách Nguy Sơn Hồ cấp quốc gia nghỉ phép khu kiến thiết bộ chỉ huy công việc, lần này tới kinh, chính thức mời Hoàng Võng Lân đảm đương cố vấn, là Đông Châu khảo sát cùng khai phát dưới nước chìm thành đến tiếp sau khai phát hạng mục làm chuẩn bị. Hoàng Võng Lân tại giới siêu tập đức cao vọng trọng, có hắn ra mặt học thuộc lòng, dưới nước chìm thành khảo cổ sẽ thuận lợi rất nhiều, liền trước mắt mà nói, Đông Châu tại dưới nước chìm thành khảo sát đã xa xa lạc hậu hơn Tế Châu. Hứa Thuần Lương gọi lên Hoa Trục Nguyệt đồng hành. Hoa Trục Nguyệt nói xong cùng hắn cùng một chỗ trở về Đông Châu, có ý hướng đi Đông Châu đầu tư một cái truyền hình điện ảnh căn cứ. Trên đường hỏi Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện dẫn tư tình trạng, nàng cũng nghe nói Xích Đạo vốn liếng từ bỏ chuyện đầu tư. Hứa Thuần Lương nói, hiện tại Xích Đạo vốn liếng phụ trách đầu tư phê duyệt chính là Nhâm Thiên Dã, Mặc Hàm đã từ chức. Hoa Trục Nguyệt nói, đây chẳng phải là bầy ngươi một đạo. Thiếu khuyết bọn hắn kia bút đầu tư, có phải hay không muốn cân nhắc cách khác? Hứa Thuần Lương nói, Khang Kiện tập đoàn Địch Bình Thanh nguyện ý xuất ra 50 ức đầu tư mới bệnh viện kiến thiết, đạt được Đông Châu các cấp bộ môn ủng hộ. Hoa Trục Nguyệt nói, Địch Bình Thanh có tiền như vậy. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng có chút kỳ quái, hắn rõ ràng có càng kiếm tiền khỏe mạnh dưỡng lão hạng mục, lần này thế mà đầu tư như thế đại kiến thiết tổng hợp bệnh viện, còn kiên trì độc nhất vô nhị đầu tư, cự tuyệt cái khác vốn liếng tham gia, thật không biết hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Hoa Trục Nguyệt nói, có lẽ là nghĩ hai cái đùi đi đường, một tay bắt khỏe mạnh dưỡng lão hạng mục, một tay bắt truyền thống chữa bệnh. Hứa Thuần Lương ngắm bộ ngực của nàng một chút, cảm khái nói, hai cánh tay chưa hẳn bắt tới. Hoa Trục Nguyệt nghe được hắn nói bóng gió, nũng nịu nói, không tự mình thử một chút làm sao biết. Một, ánh mắt hai người đều trở nên có chút nóng rực, Hoa Trục Nguyệt suýt nữa xông một cái đèn đỏ, một cước đạp xuống phanh lại nói, đừng ảnh hưởng ta lái xe. Hứa Thuần Lương cười nói, chính ngươi lực chú ý không tập trung còn trách ta. Hoa Trục Nguyệt nói, dài dài nghĩ đường bệnh viện các ngươi cổ đông đâu, hiện tại chẳng phải là muốn kế hoạch thất bại.
Hứa Thuần Lương nói, ta luôn cảm thấy Địch Bình Thanh người này động cơ không thuần. Lúc này điện thoại di động của hắn vang lên, gọi điện thoại tới lại là Địch Bình Thanh, Hứa Thuần Lương nhìn không được cười lên, thật sự là nhắc Tào Tháo liền đến. Địch Bình Thanh hôm nay sẽ đến Kinh Thành, cho nên muốn cùng Hứa Thuần Lương gặp mặt, hắn chuẩn bị ngày mai tích lũy một cái bẫy, mời mấy vị y học giới thái đầu nhân vật gặp mặt một lần, đây cũng là về sau mới bệnh viện kiến thiết làm kỹ thuật dự trữ, mà lại lần này hắn không phải một người tới, Đông Châu Bệnh truyền nhiễm viện Phó Viện trưởng Phan Tuấn Phong cùng Lý Xuân Yến cũng tới. Cùng đi còn có cục vệ sinh phó cục trưởng Ngô Trung Nghĩa. Hứa Thuần Lương có chút kỳ quái tại sao là Địch Bình Thanh cho mình gọi cú điện thoại này, bất quá hắn vẫn không do dự chút nào đáp ứng xuống. Cúp điện thoại không bao lâu, Phan Tuấn Phong liền gọi điện thoại tới, hỏi thăm Hứa Thuần Lương sự tình trong nhà bận bịu xong chưa. Lúc đầu Phan Tuấn Phong không có ý định để Hứa Thuần Lương tham gia lần này kinh thành gặp mặt, dù sao Hứa Thuần Lương có bạch chuyện bận rộn, là Địch Bình Thanh đưa ra muốn cho Hứa Thuần Lương cùng có mặt. Phan Tuấn Phong còn cân nhắc đến Hứa Thuần Lương đối Địch Bình Thanh người này không thế nào quan tâm, cũng lo lắng tiểu tử này sẽ ở lúc mấu chốt cho người ta khó coi, đặc địa bàn giao Hứa Thuần Lương, ngày mai sẽ có một số nhân vật trọng yếu tham gia sẽ bột. Hứa Thuần Lương biết Phan Tuấn Phong lo lắng, để hắn cứ yên tâm, mình chắc chắn sẽ không hủy đi người một nhà đài. Đi vào Lân chính đường, biết được Hứa Thuần Lương tới Hoàng Vọng Lân đã đi ra ngoài đón lấy, Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở đi qua cùng Hoàng Vọng Lân nắm tay. Kỳ thật bọn hắn hôm qua cũng gặp mặt, Hoàng Vọng Lân cũng đi tham gia Diệp Sương Nguyên lễ truy điệu. Hoàng Vọng Lân cho Hoa Trục Nguyệt lên tiếng chào, Hoa Tổng cũng tới. Hoa Trục Nguyệt nói, đến thưởng thức một chút Hoàng Tam gia cất giữ. Hoàng Vọng Lân gọi tới một vị người hướng dẫn để nàng mang theo Hoa Trục Nguyệt đi trước thưởng thức hắn đồ cất giữ. Hứa Thuần Lương đem mình ý đồ đến nói cho Hoàng Vọng Lân, Hoàng Vọng Lân vui vẻ tiếp nhận hắn mời. Hứa Thuần Lương biết Hoàng Vọng Lân cùng Địch Bình Thanh cùng là bì môn bốn đại trưởng lão một trong, cố ý tướng chủ đề chuyển rời đến Địch Bình Thanh trên thân, Tam gia, người cùng Khang Kiện tập đoàn Địch Bình Thanh quen thuộc sao. Hoàng Vọng Lân nói, đi qua ngược lại là từng có hợp tác, miễn cưỡng được cho bằng hữu. Hứa Thuần Lương đem Bình Thanh cố ý đầu tư kiến thiết bọn hắn bệnh viện sự tình nói cho Hoàng Vọng Lân. Hoàng Vọng Lân nói, Khang Kiện tập đoàn những năm này tại khỏe mạnh dưỡng lão lĩnh vực làm được tương đương thành công. Tổng hợp bệnh viện phương diện bọn hắn ngược lại là ít có liên quan đến. Hứa Thuần Lương nói, bởi vì Đông Châu quá khứ có qua dân doanh vốn liếng tiến vào bệnh viện công thất bại tiền lệ, cho nên chúng ta bệnh viện đối lần này hợp tác có chút thận trọng, ta đối Địch Bình Thanh người này cũng không tính là giải, Địch Bình Thanh đưa ra muốn đầu tư 50 ức, hắn có thực lực này sao? Hoàng Vọng Lân lập tức minh bạch Hứa Thuần Lương ý đồ, hắn là muốn thông qua chính mình hiểu rõ một chút Địch Bình Thanh. Hoàng Vọng Lân nói, thực lực phương diện hẳn là không có vấn đề gì, bất quá ta cũng xem không hiểu hắn vì sao muốn tiến vào truyền thống chữa bệnh thị trường, tại khỏe mạnh dưỡng lão phương diện hắn đã làm được phi thường thành công, nếu đổi lại là ta khẳng định sẽ tiếp tục tại quen thuộc đường đua thâm canh mảnh vân, chuyển đổi đường đua dù sao muốn bất chấp nguy hiểm. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy, khỏe mạnh dưỡng lão sản nghiệp vừa mới hưng khởi, lợi nhuận phong phú tiền cảnh rộng lớn, rõ ràng đã ôm một con đẻ trứng vàng gà mái. Hắn tại sao muốn lựa chọn cạnh tranh kịch liệt truyền thống chữa bệnh thị trường đâu? Hoàng Vọng Lân nói, có lẽ người tới tầng thứ nhất định về sau, liền không lại đem truy đuổi lợi ích lớn nhất đặt ở vị thứ nhất. Hứa Thuần Lương cười nói, ta đối Địch Bình Thanh mặc dù không hiểu rõ, nhưng người này suy cho cùng vẫn là một cái thương nhân. Hắn đầu tư bệnh viện chúng ta mục đích hẳn là sẽ không là chăm sóc người bị thương, là toàn dân khỏe mạnh làm cống hiến. Hoàng Vọng Lân cũng nở nụ cười. Hứa Thuần Lương đối Địch Bình Thanh đánh giá cơ bản chính xác. Hai người tới phòng trà ngồi xuống, Hoàng Vọng Lân nói cho Hứa Thuần Lương, gần nhất vẫn có người đưa xương rồng tới, hy vọng hắn hỗ trợ đáp cầu dắt mối, hắn lo lắng trong đó sẽ có văn vật lai lịch bất chính, cho nên không còn sờ chạm, sau đến giới thiệu Tạ Bá Tường cùng Mặc Hàm nhận biết. Hứa Thuần Lương lần trước đến Kinh Thành thời điểm, Tạ Bá Tường đã từng mời hắn ăn cơm, hắn mới biết được Tạ Bá Tường cùng Hạ Hầu gia đã sớm nhận biết. Cũng một mực có sinh ý bên trên lui tới. Hoàng Vọng Lân nhắc lên chuyện này cũng là có ý tốt, Tạ Bá Tường mặc dù tại đồ chơi văn hóa nghề danh khí rất lớn, nhưng là người này nội tình không sạch sẽ, trong tay hắn thường xuyên có không rõ lai lịch hàng hóa, mà lại vì lợi ích chế giả bán giả sự tình hắn cũng làm không ít. Hoàng Vọng Lân thông qua Hứa Thuần Lương nhận biết Mặc Hàm, đối Mặc Hàm ấn tượng cũng rất tốt, cho nên hắn muốn thông qua Hứa Thuần Lương nhắc nhở một chút Mặc Hàm, tuyệt đối đừng vì lợi ích nhất thời mà ngộ nhập kỳ đồ. Hứa Thuần Lương đối Hoàng Vọng Lân nhắc nhở biểu thị cảm tạ,
có chút khốn hoặc nói, ta nhớ được lần trước cùng Tạ Đại Yên đại cùng nhau ăn cơm, hắn chính miệng nói muốn trậu vàng rửa tay rời khỏi giang hồ. Hoàng Vọng Lân thở dài nói, vừa vào giang hồ sâu như biển, nào có dễ dàng như vậy có thể lui ra ngoài, Tạ Đại Yên đại cho dù có ý nghĩ như vậy, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thực hiện, hắn như vậy nhiều đồ tử đồ tôn đều muốn ăn cơm, nếu là hắn buông tay mặc kệ, những người kia làm sao bây giờ? Hứa Thuần Lương nói, Mặc Hàm bên kia ta sẽ nhắc nhở nàng, bất quá ta đoán chừng nàng chưa chắc sẽ nghe. Hoàng Vọng Lân nói, vô luận như thế nào cuối cùng là dùng hết bằng hữu bản phận. Vào lúc ban đêm lúc trở về, Hứa Thuần Lương đề nghị đi Phó Quốc Dân Đông Châu đồ nướng đi xem một chút. Hoa Trục Nguyệt bản thân đối đồ nướng hứng thú không lớn, chủ yếu là đi một chuyến đồ nướng khó tránh khỏi nhiễm một thân khói lửa, nhưng Hứa Thuần Lương đã sách ra, nàng đương nhiên sẽ không phản đối. Đi vào Đông Châu đồ nướng phụ cận, thật vất vả mới tìm được một cái chỗ đậu xe. Đi vào quán đồ nướng cổng nhìn thấy bên trong cơ hồ ngồi đầy. Hôm nay vừa lúc là chủ nhật, Phó Học Đông cũng tới trong tiệm hỗ trợ, xem như sớm thích ứng xã hội. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương tiến đến, hắn kinh hỉ nói, sư phụ, người đến đây lúc nào? Hứa Thuần Lương cười vuốt vuốt đỉnh đầu của hắn, đi, cho chúng ta an bài chỗ ngồi. Vừa vặn có hai người khách tính tiền rời đi. Phó Học Đông tay chân lanh lẹ thu thập cái bàn, mời Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt ngồi xuống, cho bọn hắn đưa tới một bình trà, xoay người đi thông chi cha hắn tới. Hoa Trục Nguyệt nói, người cái này tiểu đồ đệ trưởng thành, đều biết cho nhà hỗ trợ. Hứa Thuần Lương nói, dai dai cũng đang trưởng thành. Hoa Trục Nguyệt cảm thán nói, ta vốn cho rằng nàng tại Đông Châu đợi không được bao dài thời gian liền về được, nghĩ không ra thế mà thật ở lại nữa rồi, vẫn là ngươi có biện pháp. Hứa Thuần Lương nói, cũng không có ta công lao gì, nàng đột nhiên đối trung y sinh ra hứng thú, gia gia của ta cũng rất ưa thích nàng, dạy cho nàng không ít thứ, chủ yếu hơn là nhận Cao Thúc làm cha nuôi, tìm tới sự ấm áp của gia đình. Hoa Trục Nguyệt gật đầu nói, cho tới nay chúng ta cũng không biết nàng muốn cái gì, môn chủ mặc dù là phụ thân nàng, thế nhưng là đối nữ nhi này cũng không hiểu rõ. Hứa Thuần Lương nói, cơ bộ diêu lòng dạ cũng đủ sâu. Hoa Trục Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, dù sao ta sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Hứa Thuần Lương trong lòng hơi động, ngươi dự định như thế nào đền bù đâu. Hoa Trục Nguyệt sóng mắt lưu chuyển, xinh xắn động lòng người, lúc này Phó Quốc Dân đến đây, một bên xoa tay vừa nói, Thuần Lương, ngươi cũng không gọi điện thoại trước ta chuyện tốt trước chuẩn bị. Hứa Thuần Lương nói, chính là muốn đột kích kiểm tra, nhìn xem ngươi cái này quán đồ nướng kinh doanh tình huống như thế nào. Phó Quốc Dân nói, ngươi cũng nhìn thấy, mỗi ngày đều là cái dạng này, ta đều bận bịu váng đầu. Phó Học Đông bưng một mâm lớn nguyên liệu nấu ăn đưa tới. Hứa Thuần Lương nói, ta còn không có gọi món ăn đâu. Ê! Phó Quốc Dân nói, đến chỗ của ta không cần gọi món ăn, ta an bài, Tiểu Đông, đi đem ta tồn mao đài lấy ra, ta cùng ngươi Hứa Thúc Thúc hảo hảo uống mấy chén. Hứa Thuần Lương nói, được rồi, ngươi tranh thủ thời gian bận bịu sinh ý đi thôi. Chính ta chiếu cố chính mình. Phó Quốc Dân nói, không có chuyện, hôm nay tẩu tử ngươi cũng tại. Hắn tiếp nhận Phó Học Đông đưa tới rượu mao đài cho Hứa Thuần Lương rót, Hứa Thuần Lương đoạt lấy bình rượu giúp hắn đổ. Hoa Trục Nguyệt vốn định làm lái xe không uống rượu, Hứa Thuần Lương nói mời trở dùm không phải, thế là cũng rót đầy rượu. Hứa Thuần Lương lần này nhìn thấy Phó Quốc Dân cùng chia tay lần trước có rõ ràng khác biệt, Phó Quốc Dân nhìn qua mặt mày tỏa sáng. Tại Hứa Thuần Lương trước mặt hắn cũng không tàng tư, nói cho Hứa Thuần Lương quán đồ nướng từ khi khai trương lấy sinh ý tới náo nhiệt, dựa theo hiện tại xu thế để tính, một năm thu nhập hơn 100 cái không thành vấn đề, cái này thu nhập là hắn đi qua không dám tưởng tượng. Hoa Trục Nguyệt mặc dù tuổi trẻ nhưng tại thương trường phấn đấu nhiều năm, rất nhanh liền nhìn ra Phó Quốc Dân bên này vẫn là khuyết thiếu ăn uống quản lý kinh nghiệm, kiếm tiền là kiếm tiền, nhưng mọi thứ đều tự thân đi làm đầu nhập tinh lực quá lớn. Phó Quốc Dân đã từ cơn sóng nhỏ nhất giai đoạn đi ra, vừa mới từ chức đoạn thời gian kia, hắn không nhìn thấy tương lai, tiếp nhận nhà này quán đồ nướng thuần túy là muốn tìm một ít chuyện làm, không nghĩ tới ăn uống nghiệp làm xong lợi nhuận sẽ như thế lớn. Hứa Thuần Lương kính Phó Quốc Dân một chén rượu nói, Phó ca, ta lần này đến còn có một việc, trong thành phố để cho ta phụ trách Nguy Sơn Hồ cấp quốc gia nghỉ phép khu kiến thiết bộ chỉ huy công việc, ta nghĩ mời mấy cái cố vấn, người có hay không có hứng thú. Phó Quốc Dân lắc đầu nói, người đừng đánh ta phổ, nếu như không có chuyện đặc biệt, ta tận lực không trở về Đông Châu. Đông Châu ngăn trở đã trở thành hắn đời này vĩnh viễn đau nhức. Hứa Thuần Lương nghe hắn nói như vậy cũng không có miễn cưỡng,
người có cái gì kinh nghiệm truyền thụ cho ta sao? Phó quốc dân nói, đổi thành người khác, ta khẳng định phải nói, tại thể chế bên trong nghĩ lẫn vào lâu dài, làm nhiều sự tình không bằng bớt làm sự tình, bớt làm sự tình không bằng không làm việc, người không giống, Uông thư ký dám dùng ngươi liền chứng minh ngươi có thể lực đạt được công nhận của hắn. Hứa Thuần Lương nói, Đông Châu Văn Lữ cục thay máu sự tình ngươi nghe nói a? Phó quốc dân gật đầu nói, nghe nói, nơi này chú kinh bạn người thường xuyên tới, ta còn là nghe nói không ít chuyện, đúng, Chu thư ký cặp vợ chồng hôm qua cũng đến đây. Hứa Thuần Lương nói, hắn cũng tới. Phó quốc dân nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, ta đoán chừng Chu thư ký có thể tới kinh thành công tác. Hứa Thuần Lương trong lòng hơi động, phó quốc dân tại chú kinh bạn công việc nhiều năm, tu luyện một đôi hỏa nhãn kim tinh, nhất là đối bên trong thể chế biến động mẫn cảm nhất. Chu thư ký từ Đông Châu thua chạy mạch thành, lấy tuổi của hắn trên cơ bản không có bất kỳ cái gì chính trị tiền cảnh, phó quốc dân nói hắn công việc có biến động, còn có thể đến kinh thành, đó chính là nói Chu thư ký sẽ thu hoạch được tăng lên, chí ít cũng là bình điều. Hứa Thuần Lương lặng lẽ nói, Chu thư ký nói cho ngươi. Phó quốc dân nói, hắn không nói, bất quá ta dựa vào nét mặt của hắn bên trong có thể nhìn ra. Để ly rượu xuống nói, kỳ thật ta biết ngươi khẳng định sẽ đến kinh thành, lấy Diệp gia cùng quan hệ của ngươi, ngươi không có khả năng không ra mặt. Ta lúc đầu cũng suy nghĩ đi một chuyến, nhưng về sau ngẫm lại ta cùng Diệp gia không có cái này giao tình, lại rời đi thể chế, không muốn bị người hiểu lầm, ngươi những ngày này bề bộn nhiều việc làm việc, không biết phía ngoài truyền ngôn. Hoa Trục Nguyệt một bên yên lặng ăn đồ vật, phó quốc dân nhiều năm như vậy thể chế lịch luyện cũng không phải toi công lăn lộn, hắn mặc dù rời chức, nhưng tin tức con đường vẫn là có rất nhiều. Hứa Thuần Lương nói, bên ngoài đều đang đồn cái gì? Phó quốc dân nói, Kiều gia cùng Diệp gia sự tình tình, hiện tại phát cải ủy người phụ trách là Kiều lão học sinh, cũng là hắn một tay đề cử, nghe nói Diệp Sương Nguyên đi giảm tai ủy nhiệm chức cùng Kiều lão có quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, truyền ngôn thôi. Phó quốc dân nói, có phải hay không truyền ngôn hai ngày nữa liền biết? Hứa Thuần Lương nói, như thế nào phán đoán? Phó quốc dân nói, Diệp gia có hai đứa con trai, Diệp Sương Tuyền trước mắt phụ trách Nghe Hồng ngoại sự nghiệp vụ, trong thời gian ngắn không có khả năng lại được đề thăng, mà lại cho dù là tăng lên cũng là tại hắn quen thuộc lĩnh vực. Chúng ta lấy bình thường tư duy đến cân nhắc chuyện này, Diệp Sương Nguyên lần này qua đời có phải hay không cùng giảm tai ủy phái cho hắn nhiệm vụ có quan hệ? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, đây còn phải nói, nếu như Diệp Sương Nguyên không đi giảm tai ủy có lẽ lại tránh được một kiếp này. Phó quốc dân nói, mất con thống khổ không dễ dàng như vậy quên, ta cũng không tin Diệp lão đối giảm tai ủy thậm chí dân chính phương diện liền không có một chút xíu cái nhìn. Hứa Thuần Lương lời từ hắn bên trong lĩnh hội một loại nào đó tin tức, như thế nói đến Chu thư ký thật đúng là có thể tới kinh thành nhậm chức, mà lại có thể là bộ dân chính cửa, thậm chí trực tiếp tiếp nhận Diệp Sương Nguyên chức vị, lấy Diệp lão lực ảnh hưởng, hắn chỉ cần nguyện ý tuyệt đối có thể thúc đẩy chuyện này. Phó quốc dân nói, tầng cao nhất đánh cờ là chúng ta thấy không rõ, kỳ thật Chu thư ký rời đi, cũng không phải là bản thân hắn ra bao lớn vấn đề, mà là hắn tại đánh cờ bên trong bất hạnh ở vào tương đối yếu kém trận doanh. Hứa Thuần Lương phi thường rõ ràng, Chu thư ký lần kia thất bại cũng mệt mỏi vừa đến bọn hắn, chỉ bất quá đám bọn hắn tại một vài đại nhân vật trong mắt chỉ là không có ý nghĩa bụi bặm thôi. Phó quốc dân chủ động cùng Hứa Thuần Lương đụng đụng chén rượu, ý vị thâm trường nói, tại thượng vị giả trong mắt, chúng ta những người này là không có tư cách cùng bọn hắn làm bằng hữu, thậm chí bọn hắn tướng đối với chúng ta lợi dụng đều xem là một loại ban ân, ta rời đi thể chế một thân nhẹ nhõm, Thuần Lương, mặc kệ bất cứ lúc nào ngươi đều phải giữ vững tỉnh táo, cùng đám người kia bảo trì đầy đủ khoảng cách an toàn. Hứa Thuần Lương nhìn qua phó quốc dân nhẹ gật đầu, bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, tại phó quốc dân nhậm chức văn lữ cục thời điểm, trong lòng của hắn có phải hay không cũng nghĩ như vậy, cũng nhìn như vậy mình. Quán đồ nướng sinh ý thực sự bận quá, Triệu Hân Đình tới gọi phó quốc dân đi hỗ trợ. Hứa Thuần Lương để hắn nhanh đi đi. Các loại phó quốc dân rời đi về sau, Hoa Trục Nguyệt mới nói, người này không đơn giản a. Hứa Thuần Lương cười nói, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, hắn đi qua tại bên trong thể chế thời điểm đầu óc cũng không có như vậy thanh tỉnh. Hoa Trục Nguyệt nói, tiền tài cùng quyền lực dễ dàng nhất để cho người ta mê hoặc. Hứa Thuần Lương nói bổ sung, còn có nữ sắc. Hoa Trục Nguyệt cười khanh khách nói, người ở phương diện này ngược lại là thành thạo điêu luyện, hống tiểu cô nương bản lĩnh không nên quá cao. Hứa Thuần Lương nói, nhất sơn còn có nhất sơn cao, gặp được hoa tỷ dạng này đẳng cấp ta cũng chỉ có thành vì một con đợi làm thịt cừu non.
Hoa Trục Nguyệt mắng, ngươi đang vũ nhục ta mới không phải loại người như vậy, liền ngươi còn đợi làm thịt cừu non, da thịt không nên quá giả, ta răng lợi cũng không có tốt như vậy. Hứa Thuần Lương đưa cho Hoa Trục Nguyệt một chuỗi nướng thịt dê roi, một mặt ân cần nói, bổ sung điểm nhựa cây nguyên protein. Hoa Trục Nguyệt liếc qua nói, ta không cần, ngươi mới cần bổ. Vì tham gia Địch Bình Thanh tổ chức cái này lần gặp gỡ, Hứa Thuần Lương đặc địa tướng rời kinh ngày từ chối một ngày. Địch Bình Thanh mời khách phương vị tại sứ quán khu một nhà câu lạc bộ tư nhân. Hứa Thuần Lương tới đúng lúc, đi vào hội sở cổng thời điểm, vừa vặn Phan Tuấn Phong cùng Lý Xuân Yến hai vị phó viện trưởng đều đến. Phan Tuấn Phong tiến lên nắm chặt Hứa Thuần Lương tay nói, tiểu Hứa, ta mới nghe nói lá chuyện của chủ nhiệm, nén bi thương a. Hứa Thuần Lương cười nhạt một tiếng nói, sự tình đều đi qua, hết thảy cũng rất thuận lợi. Phan Tuấn Phong nhìn ra hắn không muốn nhắc lên, cũng liền không có đối với chuyện này tiếp tục, tranh thủ thời gian nói tránh đi, Địch Tổng không cần mời ngươi trình diện, không có chậm trễ ngươi sự tình đi. Hứa Thuần Lương nói, cũng là vì công việc, hắn sẽ không lại lật lọng a. Lý Xuân Yến mặt mày hớn hở nói, không có sự tình, người ta Địch Tổng hiện tại liền chờ chính thức ký hợp đồng, hôm nay còn đặc địa an bài rất nhiều y học giới lớn cả chuyên gia cùng chúng ta gặp mặt. Về sau những chuyên gia này đều sẽ là bệnh viện chúng ta cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Hứa Thuần Lương nói, hiện tại chuyên gia nhiều lắm, không thiếu mua danh chuộc tiếng hạng người. Lý Xuân Yến nói, ta có giải qua, đều là có thực học. Ba người vừa nói vừa trò chuyện đi vào trong nội viện, một vị hơn 30 tuổi thiếu phụ xinh đẹp cười ra đón, nàng là nơi này quản lý Đàm Mai cùng bọn hắn từng cái nắm tay, vì bọn họ dẫn đường đi vào bên trong phòng. Địch Bình Thanh đã đến. Ngay tại bồi tới trước mấy vị khách nhân nói chuyện phiếm. Nhìn thấy bọn hắn tiến đến, Địch Bình Thanh đứng dậy cười nói, Phan Viện, Lý Viện, ta đến đem cho các người giới thiệu, vị này là cùng hiệp bệnh viện đồng viện trưởng, vị này. Không biết hắn là vô tình hay là cố ý, đem Hứa Thuần Lương cho lọt, Hứa Thuần Lương một bên đứng đấy, Địch Bình Thanh loại nhân vật này không có khả năng phát sinh dạng này sơ sẩy, trừ phi hắn cố ý bỏ qua chính mình. Giới thiệu một vòng mấy lúc sau. Địch Bình Thanh phảng phất mới nhớ tới cái gì, đúng rồi, ta quên, vị này là Đông Châu Bệnh truyền nhiễm viện chủ Hoài Kiến lập xử lý Hứa Thuần Lương Hứa chủ nhiệm. Mấy vị chuyên gia hướng Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua, cùng nhau lộ ra một cái qua loa tiếu dung, hiển nhiên ai cũng không có đem Hứa Thuần Lương người trẻ tuổi này coi thành chuyện gì to tát, kỳ thật bọn hắn liền Phan Tuấn Phong, Lý Xuân Yến nhân vật này cũng không có nhìn ở trong mắt, hôm nay tới hoàn toàn là cho Địch Bình Thanh mặt mũi. Lúc này lại có khách đến. Vị này là chữ danh trung y Trương Bác Húc là Hoàng Vọng Lân đệ tử, Hoàng Công Hiền sư huynh, hắn ở kinh thành danh khí rất lớn, thậm chí vượt qua sư phụ năm đó, chủ yếu là hắn rất được bên trong thể chế một ít lãnh đạo tán đồng, thường xuyên được mời đi gặp xem bệnh. Trương Bác Húc vừa vào cửa tất cả mọi người đứng lên, Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, Địch Bình Thanh cùng Hoàng Vọng Lân cùng là bì môn bốn đại trưởng lão chi một, hai người hẳn là bình khởi bình tọa, Trương Bác Húc là Hoàng Vọng Lân đệ tử. Ấn lý thuyết hẳn là so Địch Bình Thanh thấp một đời trước, Địch Bình Thanh vì sao mời Trương Bác Húc không có mời Hoàng Vọng Lân? Hoàng Vọng Lân biết chuyện này sao? Địch Bình Thanh nói, ta tới cấp cho mọi người giới thiệu, vị này là. Trương Bác Húc đã dẫn đầu hướng Hứa Thuần Lương đi đến, nắm chặt Hứa Thuần Lương tay nói, Hứa tiên sinh, người cũng tới. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, đều không rõ Trương Bác Húc tại sao lại đối Hứa Thuần Lương khách khí như thế. Hứa Thuần Lương cười nói, Địch Tổng muốn đầu tư bệnh viện chúng ta hôm nay là xem ở tiền phân thượng tới. Đám người lại là khẽ giật mình, tiểu tử này ngữ khí bất thiện a. Địch Bình Thanh cười ha ha, Hứa chủ nhiệm người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Trương tiên sinh, người cùng Hứa chủ nhiệm đã sớm nhận biết. Trương Bác Húc gật đầu nói, Hứa tiên sinh y thuật cao minh, lại là sư phụ ta bạn vong niên, chúng ta Huệ Nhân Đường lần trước gặp được phiền phức, còn nhờ vào Hứa tiên sinh hỗ trợ đâu. Phan Tuấn Phong không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao hắn đối Hứa Thuần Lương năng lực đã sớm có nhận biết, biểu tình của những người khác nửa tin nửa ngờ, Hứa Thuần Lương còn trẻ như vậy thế mà liền có như thế đại năng nhịn. Nói hắn cho Huệ Nhân Đường giúp bận bịu có lẽ có khả năng, có thể nói hắn y thuật cao minh khẳng định là thổi phồng, trẻ măng lại biết cái gì xem bệnh. Địch Bình Thanh mời đám người nhập tọa, Trương Bác Húc thế mà được mời đi ngồi thủ vị, có thể thấy được hắn tại mọi người trong suy nghĩ địa vị không thấp. Phan Tuấn Phong, Lý Xuân Yến hiển nhiên không có đạt được khách quý đãi ngộ, tại nhà đầu tư cùng một đám chuyên gia lớn cả trước mặt, hai người cũng có chút niềm tin không đủ. Hứa Thuần Lương cái này hàng tiểu bối vui sách tịch miệng vị trí,
đối với cái này hắn cũng không có gì lời oán giận, luận tuổi tác luận tư lịch, mình ngồi vị trí này cũng là yên tâm thoải mái. Địch Bình Thanh chậm rãi mà nói, trước mắt đầu tư đàm phán phi thường thuận lợi, hắn đã được đến Đông Châu cấp lãnh đạo ủng hộ, lần này Đông Châu Cục Vệ Sinh Phó Cục trưởng Ngô Trung Nghĩa cũng đi tới Kinh Thành, bất quá hôm nay lâm thời thân thể khó chịu cho nên không thể có mặt tiệc tối. Địch Bình Thanh nói, ta lần này mời mọi người gặp mặt chủ yếu là nghĩ kiến thiết khởi một cây cầu lương, chờ tân y viện Lạc Thành về sau, những chuyên gia này lớn cả sẽ trở thành chúng ta cung cấp hướng dẫn kỹ thuật. Trương Bác Húc lặng lẽ nhìn Hứa Thuần Lương một chút, trong lòng thầm kêu hổ thẹn, liền Hứa Thuần Lương y thuật mình còn thật không dám chỉ đạo hắn, sao sẽ vừa khéo như thế, Địch Bình Thanh đầu tư lại là hắn công tác bệnh viện, lần này mình cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Địch Bình Thanh tự nhiên đưa tới một mảnh tiếng vỗ tay. Hứa Thuần Lương không có vỗ tay, bên người Lý Xuân Yến nhiều chuyện dùng chân đụng đụng hắn, Hứa Thuần Lương chỉ coi không có phát giác được, cười tủm tỉm nói, Địch Tổng hành động lực rất mạnh a, binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước. Phan Tuấn Phong phi thường rõ ràng Hứa Thuần Lương tính tình, tiểu tử này đối Bình Thanh đầu tư một mực không thế nào quan tâm, thậm chí có chút kháng cự, nếu trước mặt mọi người cho Bình Thanh khó xử luôn luôn không tốt, hắn mau chạy ra đây điều tiết khí phân, cười nói, Địch Tổng là cái thiết thực người. Hôm nay có thể cùng các vị chuyên gia mặt đối mặt giao lưu, cái này khiến ta đối tương lai hợp tác càng có lòng tin, đối bệnh viện phát triển cũng càng có niềm tin. Lý Xuân Yến phối hợp vỗ tay, lúng túng là, chỉ có một mình nàng vỗ tay, nàng lại lặng lẽ dùng đầu gối đụng đụng Hứa Thuần Lương đùi, trong lòng tự nhủ ngoại nhân nói ngươi không phòng trưởng, người một nhà nói chuyện ngươi dù sao cũng phải vỗ tay nâng cổ động a. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ này nương môn già đụng ta chân. Đừng cảm thấy ngươi là phó viện trưởng ta cũng không dám cáo ngươi quấy rối. Địch Bình Thanh cười nói, Phan viện trưởng nói đến thật tốt, ta sở dĩ quyết định đầu tư bệnh viện các ngươi, cũng là bởi vì bệnh viện các ngươi cấp lãnh đạo là một cái thiết thực cố gắng quần thể. Hôm nay mời được những chuyên gia này, về sau chẳng những sẽ ở kỹ thuật nâng lên cung cấp ủng hộ, có sẽ còn hợp tác với chúng ta trực tiếp tham dự mới bệnh viện kiến thiết, bên cạnh ta Trương Đại Sư liền định lấy người danh nghĩa trong tương lai tân y viện thành lập trung y viện. Trương Bác Húc tâm tình có chút xấu hổ, là Địch Bình Thanh tìm tới hắn chủ động đưa ra muốn giúp hắn tại Đông Châu kiến thiết một trong đó bệnh viện, hắn cùng Địch Bình Thanh tự mình có hợp tác, Địch Bình Thanh khang kiện tập đoàn tại cả nước các nơi mở kia a nhiều dưỡng lão hạng mục, người già đối thuốc đông y dưỡng sinh cảm thấy rất hứng thú, cho nên Bình Thanh mời hắn hợp tác, lần này cũng giống như vậy. Trương Bác Húc không dùng ra tiền, chỉ cần cung cấp kỹ thuật ủng hộ, chuyện như vậy cớ sao mà không làm, lúc đầu hắn đối với chuyện này là cực hứng thú. Có ai nghĩ được Hứa Thuần Lương ngay tại Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện, chớ nhìn hắn hiện tại danh khí như thế lớn, hắn cũng không dám nói y thuật của mình phải mạnh hơn Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói, Trương tiên sinh dự định đi Đông Châu mở trung y viện. Trương Bác Húc ho khan một tiếng nói, trước mắt chỉ là có ý hướng này. Hứa Thuần Lương nói, Đông Châu trung y giới ngọa hổ tàng long, gia gia của ta chính là Đông Châu trung y nhân vật kiệt xuất, có thời gian ta có thể vì Trương tiên sinh dẫn gặp một chút. Hắn chỉ kém không có nói rõ người Trương Bác Húc kém xa. Địch Bình Thanh cũng phát hiện Trương Bác Húc biểu hiện hôm nay có chút mất tự nhiên, hắn cười nói, ta nói tới cũng không phải truyền thống trung y, mọi người đều biết trung y những năm này không ngừng suy vi, chúng ta rất nhiều đơn thuốc dược vật đều bị nước láng giềng đoạt chú, trung y phương thuốc bột tuyệt đại đa số độc quyền đều không thuộc tại chúng ta, cho nên chúng ta muốn ngắt dùng đưa vào đến đánh đi ra biện pháp, học tập trên quốc tế tiên tiến kinh nghiệm, hấp thu bọn hắn sở trường. Lại chuyển hóa thành chúng ta đồ vật của mình. Dùng chúng ta mới trung y đến một lần nữa thu hoạch được thế giới tán đồng. Rất nhiều người vỗ tay, Hứa Thuần Lương vẫn là không cho hắn vỗ tay, hắn nghe ra Địch Bình Thanh trong lời nói có huyền cơ, Địch Tổng, người nói đưa vào đến là có ý gì? Địch Bình Thanh nói, cụ thể nói chính là đưa vào Nghê Hồng cùng bán đảo những quốc gia này ở dẫn trước phương pháp trị liệu cùng quản lý kinh nghiệm, ta ở phương diện này có con đường. Có thể cùng bọn hắn trong nước cấp cao nhất chuyên gia y học xây lập liên hệ. Hứa Thuần Lương nói, không có ý tứ, đánh gãy một chút, trung y căn nguyên ngay ở chỗ này, chúng ta cùng bọn hắn học cái gì? Bọn hắn có gì có thể để chúng ta học tập? Địch Bình Thanh nói, Hứa chủ nhiệm, người còn trẻ như vậy phải hiểu được rất nhanh thức thời, hiện tại trên quốc tế chữa bệnh hoàn cảnh cùng đi qua khác biệt, ở giữa y phương diện này mà nói, chúng ta rất nhiều quan niệm đều rơi ở phía sau, bọn ta không thể không thừa nhận. Nghe Hồng Hán phương chế dược, bán đảo Hàn Y đều tại chúng ta truyền thống trụ cột của y học bên trên tiến hành cải tiến, thu được thành công, còn lấy được dẫn trước địa vị, trên thế giới đối bọn Hàn Y học nhận cùng muốn vượt qua ta nhóm. Hứa Thuần Lương ha ha cười lạnh nói, tiểu thâu thôi,
từ quốc gia chúng ta trộm mấy cái toa thuốc đi qua thay hình đổi dạng liền xin độc quyền, lừa đời lấy tiếng, ta cũng không cho rằng bọn họ lấy được dẫn trước địa vị. Trung Hoa y học mấy ngàn năm văn hóa tích lũy, nội tình chi sâu nào có dễ dàng như vậy bị bọn hắn học trộm đi qua. Địch Bình Thanh thở dài nói, Hứa chủ nhiệm khẩn thiết chi tâm ta có thể lý giải, nhưng là chúng ta ái quốc đồng thời cũng muốn nhìn thẳng vào chênh lệch đối diện hiện thực, chỉ có lấy thừa bù thiếu mới có thể thực hiện đường rẽ vượt qua, một lần nữa tìm về Trung Hoa y học chi vinh quang. Hứa Thuần Lương nói, Trung Hoa y học vinh quang không cần tìm về, đường rẽ vượt qua càng không có cái kia tất yếu. Tại Trung Y phương diện chúng ta từ đầu đến cuối đứng tại đỉnh phong, chỉ bất quá có ít người xính ngoại tâm lý quấy phá. Lý Xuân Yến gặp hắn không chút nào cho Địch Bình Thanh mặt mũi, lo lắng chàng diện chơi cứng, tranh thủ thời gian lại lặng lẽ đụng đụng Hứa Thuần Lương đùi. Hứa Thuần Lương nhìn nàng một cái ghế hướng bên cạnh xê dịch, trước mặt nhiều người như vậy công khai cùng nàng bảo trì càng lớn khoảng cách, ta tiện nghi cũng không phải ngươi này nương môn nghĩ chiếm liền chiếm. Hứa Thuần Lương lời nói này khiến cho Địch Bình Thanh mặt mũi không ánh sáng, trước mặt nhiều người như vậy hắn còn phải biểu hiện ra mình hàm dưỡng, ha ha cười nói, thật sự là hậu sinh khảo ý, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không. Trong ngôn ngữ ở bên trong hàm Hứa Thuần Lương tuổi trẻ khinh cuồng. Lý Xuân Yến nói, có nhiệt tình có chí khí là chuyện tốt, bất quá còn cần cân nhắc đến hiện thực hoàn cảnh, ta cảm thấy Địch Tổng ý nghĩ rất có đạo lý, đưa vào đến đi ra ngoài. Hứa Thuần Lương nhìn qua nàng. Trong lòng tự nhủ này nương môn tóc dài kiến thức ngắn, thời khắc mấu chốt thế mà đứng đội Bình Thanh, là ta mới vừa nói đến không đủ rõ ràng. Vẫn là ngươi được Bình Thanh chỗ tốt. Phan Tuấn Phong liền tương đối sáng suốt, im lặng là vàng, hắn mặc dù cũng sợ Hứa Thuần Lương đem đầu tư làm không kết quả, nhưng hắn cho rằng Hứa Thuần Lương là có đạo lý, Trung Y đầu nguồn từ đầu đến cuối đều ở trong nước, cái gọi là Hàn Y, Hán Phương cũng chẳng qua là học gia lông, chân chính hạch tâm huyền bí là không dễ dàng như vậy bị trộm đi. Hứa Thuần Lương nói, Lý Viện Phó có hay không nghĩ tới, vạn nhất Địch Tổng dẫn người tiến vào mới có khác sắp tâm làm sao bây giờ. Lý Xuân Yến mặt lộ vẻ xấu hổ. Địch Bình Thanh nói, Hứa chủ nhiệm lời ấy sai rồi, chúng ta Khang Kiện tập đoàn dự định đầu tư 50 ức, về sau ích lợi của chúng ta nhất trí, chẳng lẽ ta còn có thể rời lên tảng đá nện chân của mình hay sao? Hứa Thuần Lương nói, ta không phải hoài nghi Địch Tổng thành ý, ta nói là người ý nghĩ có lỗ thủng. Hiện tại coi như ngươi không có ý định đưa vào, người khác còn vót nhọn đầu hướng chúng ta nơi này chui, mục đích của bọn hắn cũng không phải muốn cùng chúng ta bù đắp nhau, đồng mưu phát triển, đám người này chính là lấy đánh cắp Trung Hoa y học huyền bí làm nhiệm vụ của mình, hiện tại cái gì cầu thí Hàn Y, danh xưng cải tiến Hán Phương, lại có cái nào không phải trộm đi ra. Địch Bình Thanh nói, Trung Hoa y học sở dĩ dừng bước không tiến cũng là bởi vì quá nhiều người nắm giữ bảo thủ ý nghĩ, Hứa chủ nhiệm. Ta còn tưởng rằng các ngươi người trẻ tuổi sẽ đuổi theo thời đại, có quốc tế tầm mắt đâu, hiện tại là một cái cao tốc phát triển thời đại, nhất định phải bù đắp nhau, lấy thừa bù thiếu, đi qua loại kia truyền tử không truyền nữ gia tộc thức truyền thừa sớm đã trở ngại Trung Y học phát triển. Hứa Thuần Lương nói, Trung Y là một cái độc lập hệ thống, những năm này phát triển cũng không phải dừng bước không tiến, mà là không ngừng lui bước, muốn cải thiện cục diện này nhất định phải từ căn nguyên bên trên tìm vấn đề, đào móc truyền thống bí phương mới là căn bản. Mà không phải cái gì bên trong Tây Y kết hợp, càng không phải là cái gì đưa vào đến đi ra ngoài, hệ thống không giống, vì cái gì nhất định phải đem hai chồng chữa bệnh phương pháp cưỡng ép trộn lẫn cùng một chỗ. Nhiều khi không nhất định có thể đưa đến 1+1=2 hiệu quả. Đang ngồi không ít người đều lâm vào trong trầm tư, bọn hắn là chữa bệnh giới là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, cũng đều suy tư qua vấn đề như vậy, bên trong Tây Y kết hợp bản thân không có vấn đề gì, có lẽ là kết hợp phương pháp tiến vào chỗ nhầm lẫn. Hứa Thuần Lương hướng Trương Bác Húc cười cười nói, ta nói những này cũng không phải nhằm vào Trương Tiên Sinh, Trương Tiên Sinh sư thừa Hoàng Tam gia, đều nói người trò giỏi hơn thầy, sớm đã trở thành một đời tông sư. Trương Bác Húc như ngồi bàn trông, không dám nhận, ta cũng không dám cùng sư phụ đánh đồng, lại không dám nói siêu việt. Hứa Thuần Lương mỉm cười nhìn qua chúng nhân nói, Địch Tổng nói Trung Y gia tộc thức truyền thừa tồn tại tệ nạn, nhưng ta lại không nhìn như vậy. Chính là bởi vì loại gia tộc này thức truyền thừa mới bảo vệ được Trung Hoa y học chi căn, chuyện cũ kể thật tốt, dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ, nhất là những cái kia ôm lấy lòng lang dạ thú đồ đệ. Nếu là chúng ta không giữ lại chút nào đem áp đáy hòm đồ vật lấy ra, chưa chừng ngày mai liền sẽ bị người cầm đi thân di, đoạt chú chuyên lợi, phương diện này giáo huấn còn chưa đủ nhiều không? Trương Bác Húc cảm giác mặt mo phát sốt, Hứa Thuần Lương câu nói này làm sao có chút ngấm ngầm hại người đâu. Lý Xuân Yến nói, cũng không thể nói như vậy, Địch Tổng chiếm đoạt độ cao không đồng nhất.
Hứa Thuần Lương đã không muốn dễ dàng tha thứ cái này thiếu tim thiếu phổi nương môn, lạnh lùng đánh gãy nàng nói, độ cao không giống với lập trường, ta chỉ biết là bất cứ lúc nào, chúng ta đều hẳn là đứng tại bệnh viện trên lập trường nói chuyện, đứng tại quốc gia cùng dân tộc trên lập trường nói chuyện, địch tổng đầu tư bệnh viện chúng ta hoan nghênh, nhưng là chúng ta cũng muốn tướng chuyện xấu nói trước, đầu tiên số tiền kia muốn tới đường hợp pháp, sau đó còn nhất định phải phù hợp bệnh viện chúng ta lợi ích cùng ích lợi của quốc gia. Hứa Thuần Lương lời nói này mặc dù không đủ khách khí, nhưng hắn đứng góc độ lại không có kẽ hở, Lý Xuân Yến miệng giật giật còn muốn nói điều gì, lần này Phan Tuấn Phong lặng lẽ dùng đầu gối đụng đụng chân của nàng, tuyệt không phải thừa cơ chiếm nàng tiện nghi, mà là bởi vì Phan Tuấn Phong không nghĩ nàng nói nữa, nếu không sẽ để ngoại nhân nhìn ra bọn hắn cái này tập thể không đoàn kết, quan trọng hơn là, Hứa Thuần Lương đã xuất hiện không nhịn được manh mối, nếu như Lý Xuân Yến còn dám không biết thời thế xen vào. Chỉ sợ Hứa Thuần Lương sẽ không đi cho nàng mặt mũi. Địch Bình Thanh ha ha cười nói, nghe hứa chủ nhiệm ý tứ, giống như cũng không hoan nghênh ta đầu tư bệnh viện các ngươi đâu. Hứa Thuần Lương nói, chỉ cần là đang lúc đầu tư chúng ta đều hoan nghênh, hiện ở trong nước nghèo rất mồng tơi hạng mục còn nhiều, rất nhiều, địch tổng không thiếu chúng ta một nhà đối tượng đầu tư, đồng dạng, chúng ta hạng mục này cũng không thiếu cảm thấy hứng thú nhà đầu tư, địch tổng không ném, chúng ta một dạng có thể đem tân y viện dựng lên. Hắn bưng lên trước mặt kia bầu rượu nói, không có ý tứ, ta hôm nay tới khả năng quét các vị tử hứng, bất quá đã địch tổng mời ta tới, ta lại không thể phật mặt mũi của hắn, ta lấy bầu rượu này biểu đạt một chút trong lòng áy náy. Hắn ngửa đầu tướng kia bầu rượu uống cạn. Sau đó hướng Phan Tuấn Phong nói, Phan Viện, trong nhà của ta còn có chuyện, xin cáo từ trước. Thái độ đã phi thường minh xác, ngoại trừ Phan Tuấn Phong bên ngoài, đám người này hắn ai cũng không có nể tình. Địch Bình Thanh trong lòng phiền muộn cực kỳ, hắn cũng không nghĩ tới Hứa Thuần Lương như thế không nể mặt chính mình, ngay trước nhiều chuyên gia y học như vậy lớn cả bột đem mình đỗi đến mặt mũi không ánh sáng, Địch Bình Thanh nói, Hứa chủ nhiệm lưu bước. Hứa Thuần Lương quay người nhìn về phía hắn nói, Địch Tổng còn có cái gì chỉ giáo? Địch Bình Thanh nói, ta biết Hứa chủ nhiệm một mực tại là mới bệnh viện đầu tư bôn tẩu, cũng kéo đến một chút nhà đầu tư, có phải hay không ta yêu cầu độc nhất vô nhị đầu tư tổn hại ích lợi của ngươi? Hứa Thuần Lương mỉm cười nhìn qua Bình Thanh nói, ta vừa mới nói qua, trong nước nghèo rất mồng tơi hạng mục rất nhiều, chúng ta tân y viện tuyệt đối không phải tốt nhất một cái, ta kéo đầu tư là vì bệnh viện lợi ích, tuyệt không là vì cá nhân ta, cho nên ngươi chưa nói tới tổn hại ích lợi của ta, địch tổng yêu cầu độc nhất vô nhị đầu tư, còn muốn cầu thu hoạch được mới bệnh viện kiến thiết quyền, trong này đến tột cùng là nguyên nhân gì ta còn thực sự có chút nhìn không rõ. Địch Bình Thanh nói, độc nhất vô nhị đầu tư là vì phòng ngừa dẫn vào nhiều nhà đầu tư tạo thành tương hỗ cái cọ, yêu cầu nhận xây tân y viện công trình là bởi vì ta bản thân liền có được thực lực hùng hậu chuyên nghiệp kiến thiết đoàn đội, cũng là vì mức độ lớn nhất mà bảo chứng kiến trúc chất lượng áp xúc kiến thiết chi phí. Hứa Thuần Lương nói, nghe rất có đạo lý, nhưng cẩn thận một suy nghĩ liền sẽ cảm thấy nơi này tràn đầy mãnh liệt khống chế dục cùng đối hợp tác phương không tín nhiệm, đứng tại Đông Châu Bệnh truyền nhiễm viện trên lập trường. Cá nhân ta nhận là giao phó phía đầu tư quá nhiều quyền lực cũng không phù hợp ích lợi của chúng ta. Địch Bình Thanh lạnh hừ một tiếng nói, bất cứ đầu tư nào đều là có phong hiểm, ta đầu tư như thế lớn, chẳng lẽ không nên yêu cầu một chút quyền lợi làm bảo hộ. Hứa Thuần Lương nói, đều biết đầu tư có phong hiểm, có thể tiếp nhận đầu tư một phương cũng có phong hiểm, nếu như phía đầu tư xảy ra vấn đề, chúng ta bên này lãnh đạo đoàn đội là muốn nhận gánh trách nhiệm, Đông Châu liền đã có sẵn ví dụ. Địch Bình Thanh nói, người nói là Trường Hưng bệnh viện đi, Trường Hưng phía sau vốn liếng là Hoa Niên tập đoàn, Hoa Niên tập đoàn bản thân liền tư không gán nợ, mà lại bọn hắn là lần đầu liên quan đủ chữa bệnh sản nghiệp, cùng chúng ta Khang Kiện tập đoàn không có được khả năng so sánh. Hứa Thuần Lương nói, ta đương nhiên hy vọng hợp tác thành công, ta chỉ là tướng khả năng tồn tại phong hiểm nói ra, có câu nói khả năng không dễ nghe, nếu như tương lai tân y viện thất bại, đối địch tổng tới nói chẳng qua là tổn thất thời gian cùng tiền tài. Đối với chúng ta tới nói lại là cho quốc gia tài sản tạo thành tổn thất, ta mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng vị ti không dám vong ưu nước, tổn hại quốc gia cùng nhân dân lợi ích sự tình, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không đi làm. Hắn nói xong lời nói này cũng không quay đầu lại đi, còn lại một đám người đưa mắt nhìn nhau. Địch Bình Thanh tức giận đến não nhân tỉnh tỉnh, tiểu tử này động một chút lại khiêng ra quốc gia nhân dân, còn vị ti không dám vong ưu nước, ưu quốc ưu dân đến phiên ngươi. Lý Xuân Yến nội tâm có chút sợ hãi, Hứa Thuần Lương chơi như vậy rõ ràng là muốn đem đầu tư cho chơi không kết quả tiết tấu, thân là phó viện trưởng, nàng không thể thờ ơ, trước nhìn Phan Tuấn Phong một chút.
Phan Tuấn Phong không nói chuyện, trên thực tế là hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, một phương diện muốn thúc đẩy Khang Kiện tập đoàn đầu tư rơi xuống đất, còn có một phương diện hắn cho rằng Hứa Thuần Lương lời nói mới rồi không phải không có lý, cũng là hắn chỗ lo lắng vấn đề, nhưng là hắn cũng không dám giống Hứa Thuần Lương một dạng rõ ràng nói ra. Lý Xuân Yến nhìn qua đã lâm vào cục diện bế tắc tràng diện quyết định đứng ra hòa hoãn một chút bầu không khí, chủ động bưng chén rượu lên hướng Địch Bình Thanh nói, Địch Tổng, người cũng chớ để ý, tiểu Hứa trẻ tuổi nóng tính, làm việc không đủ lạnh tính, người không đáng chấp nhặt với hắn. Đối diện Lý Xuân Yến mời rượu, Địch Bình Thanh mí mắt đều không có lật một cái, hắn hướng Trương Bác Húc nói, Trương Đại Sư, ta mời ngài một chén. Lý Xuân Yến nâng chén tay ở giữa không trung, Phan Tuấn Phong nhìn nàng một cái. Trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì đồng tình, loại trường hợp này ngươi cũng nghĩ tìm tồn tại cảm, căn bản chính là tự rước lấy nhục, bất quá Bình Thanh thái độ để Phan Tuấn Phong cũng nhận rõ một cái hiện thực, đầu tư loại chuyện này chưa hề đều không phải là mong muốn đơn phương, bọn hắn cũng không nên biểu hiện được như thế kinh sợ, hèn mọn tư thái chưa hẳn có thể đổi lấy đối phương tôn trọng. Phan Tuấn Phong giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, Địch Tổng, không có ý tứ, chúng ta còn có chút sự tình khác đi trước. Địch Bình Thanh cũng không có giữ lại. Đối diện Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện đám này tiểu lãnh đạo cần cho bọn hắn một chút áp lực, dù sao thiếu mình khoản này đầu tư bọn hắn chưa hẳn có thể tướng bệnh viện kiến thiết. Phan Tuấn Phong cùng Lý Xuân Yến hai người tại cửa tửu điếm xuống xe, nhẫn nhịn một đường Lý Xuân Yến tức giận nói tiểu Hứa đang làm cái gì. Đây rõ ràng là tại đập phá quán A, nếu như người ta khỏe mạnh 50 ức đầu tư hoàng, ai đến gánh chịu trách nhiệm này. Phan Tuấn Phong nói, đi ra ngoài bên ngoài chúng ta là một đoàn đội. Người một nhà không thể hủy đi người một nhà đài, không phải dễ dàng để người ngoài chê cười. Hứa Thuần Lương vừa trở lại khách sạn liền nhận được Phan Tuấn Phong điện thoại, Phan Tuấn Phong muốn theo hắn đơn độc nói chuyện. Hứa Thuần Lương biết chuyện đêm nay khiến cho Phan Tuấn Phong trong lòng khẳng định là bất ổn, để hắn đến tinh thần hành chính rượu hành lang. Phan Tuấn Phong đến hành chính rượu hành lang, Hứa Thuần Lương đã ở nơi đó chờ hắn. Ngồi tại đứng trước cửa sổ sát đất vị trí. Có thể nhìn thấy kinh thành một góc cảnh đêm, Phan Tuấn Phong hướng ra phía ngoài nhìn một chút, Hứa Thuần Lương để nhân viên phục vụ đem hắn lần trước cất ở đây bên trong whisky lấy ra. Ngược lại tốt rượu về sau, hai người nâng chén đụng một cái, Hứa Thuần Lương uống một hớp rượu nói, hôm nay cho Phan Viện thêm phiền toái. Phan Tuấn Phong nói, cảnh cáo dù sao cũng phải nói trước, vẫn là người dũng khí hơn người. Hứa Thuần Lương cười nói, người không nói có đúng hay không lo lắng 50 ức đầu tư chạy. Phan Tuấn Phong ngượng ngùng nở nụ cười. Hứa Thuần Lương nói, là ngươi chạy không được, không phải ngươi cầu không được, không dối gạt Phan Viện, ta đối Địch Bình Thanh động cơ còn nghi vấn. Phan Tuấn Phong nói, ngươi có phải hay không nghe nói cái gì? Từ ta trước mắt đối Địch Bình Thanh cùng Khang Kiện tập đoàn hiểu rõ giống như không tồn tại vấn đề quá lớn. Hứa Thuần Lương nói, Phan Viện có nghe nói hay không qua bì môn tổ chức này? Phan Tuấn Phong gật đầu nói, nghe nói qua. Bất quá hiện ở thời đại này bì môn sớm đã trở thành lịch sử A. Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, Địch Bình Thanh chính là bì môn bên trong người, mà lại địa vị rất cao. Phan Tuấn Phong nhíu mày, nội tâm càng phát ra thấp thỏm, bọn hắn những này thể chế bên trong người sợ nhất cùng nhân vật giang hồ dính líu quan hệ. Nếu như Địch Bình Thanh nội tình không sạch sẽ, vậy thật đúng là phải thận trọng cân nhắc tương lai hợp làm, thế nhưng là hắn lo lắng cũng không có tác dụng gì. Địch Bình Thanh đầu tư kiến thiết tân y viện đã được đến trong thành phố tương quan lãnh đạo tán đồng, mà lại Bình Thanh giao thiệp rất rộng, hắn những năm này tại khỏe mạnh dưỡng lão lĩnh vực lẫn vào phong sinh thủy khởi. Gần đây lại liên quan đủ quản linh cữu và mai táng ngành nghề, đều cùng sau lưng của hắn ủng hộ có quan hệ. Phan Tuấn Phong chẳng qua là Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện một cái nghiệp vụ phó viện trưởng, 50 ức đầu tư đưa tới cửa đối với hắn mà nói đều là đầy trời giàu sang. Phan Tuấn Phong lời nói thật thực nói ra, kỳ thật lần này mới bệnh viện kiến thiết chúng ta cũng không có quá lớn quyền lên tiếng. Hứa Thuần Lương nói, quyền lên tiếng không lớn không có nghĩa là không cho chúng ta nói chuyện, Địch Bình Thanh người này có hậu đài có phương pháp, mà lại hắn không thiếu tốt hạng mục, chúng ta mới bệnh viện tiền cảnh mặc dù không tệ, nhưng là đầu tư kỳ hạn trường, hồi báo cũng so ra kém hắn hiện tại xử lý hạng mục, vì cái gì hắn còn muốn móc ra như vậy một số tiền lớn làm dạng này đầu tư. Ta hoài nghi sau lưng của hắn khẳng định có không thể cho ai biết mục đích. Phan Tuấn Phong nói, phương diện này ta cũng điều tra qua, ta nghe nói hắn là muốn đem Khang Kiện tập đoàn đưa ra thị trường, kiến thiết tân y viện mục đích cuối cùng nhất cũng là vì đưa ra thị trường làm chuẩn bị. Hứa Thuần Lương nói, hắn đêm nay đề cập tới muốn đưa vào cái gì Hàn Y, Hán Phương.
Phan Tuấn Phong nói, có lẽ chỉ nói là nói, bệnh viện còn chưa xây xong, những sự tình này trong ngắn hạn không có khả năng thực hành. Hứa Thuần Lương nói, Phan Viện, ngươi là có hay không còn nhớ rõ lúc trước Nhạc Tinh tập đoàn đập đất không thành lại đưa ra hợp tác kiến thiết mới bệnh viện sự tình. Phan Tuấn Phong nói, nhớ kỹ a, lúc ấy là Bạch Lan tiểu thư đại biểu bọn hắn nói lên, tựa như là đồng thời đầu tư 2,5 tỷ. Hứa Thuần Lương lại uống một hớp rượu nói, ta hoài nghi giữa bọn hắn khả năng có liên lạc. Không nghe nói a. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta cự tuyệt Nhạc Tinh về sau, Nhạc Tinh liền không còn có chủ động đi tìm chúng ta, bằng vào ta đối Nhạc Tinh tập đoàn hiểu rõ, bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, nếu đổi lại là ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Phan Tuấn Phong suy nghĩ một chút nói, ta lại tìm một cái hợp tác người, để hắn ra mặt. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, Xích Đạo vốn liếng bên này từ bỏ đầu tư kế hoạch, bên kia Bình Thanh liền chủ động tìm tới cửa, về thời gian cơ hồ không có khoảng cách, 50 ức hạng mục không có khả năng đột nhiên tự hạ định quyết tâm, hắn tại quá khứ chưa hề biểu hiện ra đối mới bệnh viện hứng thú. Phan Tuấn Phong nói, có lẽ là hắn có hứng thú, nhưng là cảm thấy không cạnh tranh được Xích Đạo vốn liếng đâu. Hứa Thuần Lương nói, yêu cầu độc nhất vô nhị đầu tư, hơn nữa còn muốn đem mới bệnh viện kiến thiết quyền cầm tới. Nhất cử nhất động của hắn đều lộ ra không bình thường, dù sao ta cảm thấy người này khẳng định có mục đích khác. Phan Tuấn Phong cười khổ nói, người có chứng cứ sao? Rồi sẽ tìm được. Phan Tuấn Phong nói, coi như người cảm thấy hắn có vấn đề, vẫn là tận lực không muốn biểu lộ rõ ràng như vậy. Nếu như Địch Bình Thanh đối với chuyện này làm văn chương, nói người cố ý làm khó dễ hắn đầu tư, chúng ta vô luận đối cục vệ sinh vẫn là trong thành phố đều không tiện bàn giao, dù sao bí thư lặp đi lặp lại cường điệu. Muốn cải biến Đông Châu doanh thương hoàn cảnh, muốn cho nhà đầu tư sáng tạo điều kiện tiện lợi nhất. Hứa Thuần Lương cười nhạt một tiếng nói, Phan Viện nói rất có đạo lý, chuyện đêm nay về sau, ta đoán chừng Địch Bình Thanh 89 phần 10 liền muốn ở phương diện này có động tác, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem ta đá ra ngoài cục. Phan Tuấn Phong thở dài nói, tiểu hứa, đối phó những này nhà đầu tư chúng ta phải để ý sách lược. Hứa Thuần Lương biết hắn tình thế khó xử, đã sợ 50 ức đầu tư ngâm nước nóng. Lại sợ mình bỏ gánh không làm, người khác khó mà nói, Phan Tuấn Phong vẫn là rất coi trọng năng lực chính mình. Hứa Thuần Lương nói, Phan Viện, nếu như Địch Bình Thanh trong lòng có quỷ, hắn tuyệt không buông tha đối mới bệnh viện đầu tư. Phan Tuấn Phong nói, nếu hắn thật từ bỏ đầu tư đâu? Hứa Thuần Lương nói, ta chọc ra chỗ hở ta đến phụ trách, bất quá có một chút người cứ yên tâm, nếu như hắn rút vốn, ta sẽ phụ trách. Phan Tuấn Phong trong lòng tự nhủ 50 ức cũng không phải nói một chút chơi đùa, lúc trước người cùng Xích Đạo vốn liếng cũng là đang nói hay, nhưng người ta vẫn là nói rút lui liền rút lui, quay người lại đi đầu Trường Hưng bệnh viện, hắn cũng không phải đối Hứa Thuần Lương không có lòng tin, chủ yếu là đối với mình nhà bệnh viện không có lòng tin, Đông Châu Bệnh truyền nhiễm viện chỉ là một nhà cấp 3 ớt đẳng chuyên khoa bệnh viện, trước mắt chính đang bận bịu sáng tạo tam giáp, phóng nhãn Đông Châu. Bọn hắn bệnh viện thực lực tổng hợp liền trước 8 cũng sắp xếp không đi vào, nào có nhiều như vậy nhà đầu tư đối bọn hắn cảm thấy hứng thú. Lúc này Hứa Thuần Lương ánh mắt bị hướng hắn đi tới Hoa Trục Nguyệt hấp dẫn, Hoa Trục Nguyệt ngầm màu nâu tóc như gợn sóng chập trùng, thân xuyên màu xám bạc váy dài, da trắng nõn nà, liệt diễm môi đỏ, dẫm lên một đôi sáng lấp lánh gót nhỏ dài cao gót, đình đình niểu niểu đi tới, tựa như một đầu mỹ nhân ngư xuất hiện tại nhân gian. Hoa Trục Nguyệt đi vào hai người phụ cận. Cười nói, trùng hợp như vậy, Hứa chủ nhiệm khi nào đến Kinh Thành? Đến mấy ngày? Hứa Thuần Lương hướng Phan Tuấn Phong giới thiệu nói, Phan Việt, vị này là Lam Tinh tập đoàn CEO Hoa Tổng, nguyên bản nàng cũng chuẩn bị nhập cổ phần chúng ta mới bệnh viện. Hoa Trục Nguyệt tại Hứa Thuần Lương ngồi xuống bên người, để nhân viên phục vụ đưa tới một chén rượu. Phan Tuấn Phong kinh diễm tại Hoa Trục Nguyệt mỹ mạo, bội phục Hứa Thuần Lương giao thiệp rộng hiện đồng thời càng hâm mộ nữ nhân của hắn duyên. Móc ra danh thiếp của mình đưa cho Hoa Trục Nguyệt nói, Hoa Tổng tốt, đây là danh thiếp của ta. Hoa Trục Nguyệt cười nhạt một tiếng, Phan Viện không cần lãng phí, ta có chuyện gì tìm Hứa chủ nhiệm. Phan Tuấn Phong có chút nhỏ xấu hổ, bất quá hắn còn thật là tốt điều chỉnh tâm tình, mỉm cười nói, cũng tốt, Hoa Tổng đối bệnh viện chúng ta cũng có hứng thú. Hoa Trục Nguyệt không nhanh không chậm nói, quá khứ có, bây giờ không có, nghe nói các ngươi cùng Khang Kiện tập đoàn đã đạt thành độc nhất vô nhị hợp tác hiệp nghị. Phan Tuấn Phong nhìn Hứa Thuần Lương một chút, Hứa Thuần Lương nói, Phan Việt, người đừng nhìn ta cũng không có đem bệnh viện chúng ta cơ mật để lộ ra đi. Hoa Trục Nguyệt giúp đỡ giải thích nói, cùng Hứa chủ nhiệm tự nhiên là không có quan hệ, sinh ý trên trận làm chính là tin tức,
Khang Kiện tập đoàn tổng giám đốc Địch Bình Thanh đã sớm đem tin tức này công bố ra ngoài. Phan Tuấn Phong nói, Hoa tổng tin tức đủ linh thông. Hoa Trục Nguyệt nói, nguyên bản chúng ta xem trọng hạng mục bị người khác nửa đường tiệt hồ, chắc chắn sẽ có chút không cam lòng, bất quá đã khỏe mạnh nhanh chân đến trước, ta cũng chỉ đành từ bỏ, kỳ thật không cần hắn làm cái gì độc nhất vô nhị ném tư, ta cũng khinh thường tại cùng loại này kiếm lão nhân tiền thương nhân hợp tác. Phan Tuấn Phong cười nói, Hoa tổng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Hắn ý thức được mình cũng không thích hợp tiếp tục lưu đi xuống, đứng dậy cáo từ. Hứa Thuần Lương đem hắn đưa đến ngoài cửa, Phan Tuấn Phong để hắn dừng bước, hắn phi thường rõ ràng, Hứa Thuần Lương có chút vòng tròn là mình đời này không cách nào với tới. Hứa Thuần Lương trở lại Hoa Trục Nguyệt bên người, thở dài nói, Phan Viện là ta lãnh đạo cấp trên, người cũng quá không cho người ta mặt mũi. Hoa Trục Nguyệt nói, ta khả nhìn không ra hắn đến tột cùng là ngươi lãnh đạo vẫn là ngươi tiểu đệ. Hứa Thuần Lương nói, tiểu đệ của ta ngươi chưa thấy qua à. Ngươi không phải con trai độc nhất sao? Ở đâu ra tiểu đệ? Hoa Trục Nguyệt nói mau nói xong mới ý thức tới lại bị hắn cho xáo lộ, giày cao gót tại hắn trên bàn chân đạp một cước, phải chết ngươi. Hứa Thuần Lương dùng bắp chân tướng chân của nàng cho kẹp lấy, Hoa Trục Nguyệt tránh thoát quá trình bên trong giày rơi mất, chân lại không tốt trực tiếp rơi trên mặt đất. Chỉ có thể dẫm tại trên bàn chân của hắn, nhỏ giọng nói, trả lại cho ta. Hứa Thuần Lương một chân tướng giày của nàng hướng bên cạnh mình câu một chút, lần này Hoa Trục Nguyệt rời đi con kia giày càng xa hơn. Hoa Trục Nguyệt ôm lấy hai tay, cố ý bản khởi gương mặt xinh đẹp nói, có tin ta hay không gọi bảo an. Hứa Thuần Lương nói, vậy ngươi ngược lại là gọi cho ta nghe nghe. Hoa Trục Nguyệt dùng chân tại hắn trên bàn chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đều quấn quanh ở cùng nhau. Hứa Thuần Lương nói, người muộn như vậy tới tìm ta có chuyện gì? Hoa Trục Nguyệt nói, thật là không có đạo lý, khách sạn này là của ta làm sao không thể tới? Hứa Thuần Lương nói, còn tưởng rằng ngươi chuyên là ta mà tới. Thực sẽ hướng trên mặt mình thiếp vàng, ngựa không biết mặt dài ra hỏa. Hoa Trục Nguyệt nói xong mình đều nhịn không được bật cười. Hứa Thuần Lương nói, người đem chân thả ta trên đầu gối. Làm gì? Ta giúp ngươi đem giày mặc vào. Hoa Trục Nguyệt xinh đẹp đỏ mặt lên, nàng cùng Hứa Thuần Lương quan hệ từ khi Thiếu Thành hành trình sau liền trở nên càng phát ra mập mờ. Hoa Trục Nguyệt cũng không phải xấu hổ người, tướng chân ngọc nâng lên để ở đầu gối hắn đắp lên, Hứa Thuần Lương không có cho nàng đi giày, chống đi tay trái một tay lấy nàng chân ngọc giữ tại lòng bàn tay. Hoa Trục Nguyệt gắt giọng, làm gì? Đại đình quảng chúng, chung quanh đều là ta nhân viên, ngươi không muốn mặt, ta còn muốn đâu? Hứa Thuần Lương cười nói, không có việc gì, nơi này ánh đèn ảm đạm, không ai chú ý đến chúng ta đang làm cái gì. Hoa Trục Nguyệt nói, đừng hồ nháo, đem giày đưa ta. Hứa Thuần Lương lắc đầu. Hoa Trục Nguyệt cố ý giả ra giữ dằn dáng vẻ, chọc giận ta một cước phế bỏ ngươi. Hoa Trục Nguyệt trong lòng vừa thương vừa sợ, nàng vẫn nhớ kỹ cùng Hứa Thuần Lương mới quen thời điểm, nàng đánh lấy xem bệnh hỏi bệnh cờ hiệu tiến đến hồi xuân đường. Kết quả Hứa Thuần Lương cho nàng tới cái bàn chân xoa bóp, làm cho nàng là dục tiên muốn chết, hỗn tiểu tử này tám thành lại muốn lập lại chiêu cũ. Hoa Trục Nguyệt cũng không phải kháng cự, mà là nàng lo lắng cho mình vạn nhất khống chế không nổi tại trước mặt mọi người kêu thành tiếng, kia nàng vị này cao ngạo cường hãn chủ tịch người thiết chẳng phải là muốn tại đêm nay sụp đổ. Nàng dù sao thân thể nghiệm qua Hứa Thuần Lương bàn chân xoa bóp ra sao lợi hại, hắn kia 10 ngón tay tuyệt đối có năng lực để nàng làm trận không kiềm chế được nỗi lòng. Phát giác được Hứa Thuần Lương ngón tay tại mình bàn chân vuốt ve tăng áp lực, Hoa Trục Nguyệt gần như khẩn cầu nói. 1. Hứa Thuần Lương mỉm cười, không có tiếp tục lại trêu cợt Hoa Trục Nguyệt, nhẹ véo nhẹ bóp lòng bàn chân của nàng, sau đó nhặt lên giày cao gót, giúp nàng mặc vào. Hoa Trục Nguyệt cắn môi anh đào, một đôi tinh mâu nửa mở nửa khép, ôn nhu nói, lúc này mới nghe lời, tỷ tỷ thương ngươi. Nói miệng không bằng chứng, đến điểm thực tế. Hoa Trục Nguyệt liếc mắt đưa tình mà, ta vừa muốn nói gì tới. Hứa Thuần Lương nói, người nói tìm ta có việc. Hoa Trục Nguyệt lúc này mới nghĩ từ bản thân tới mục đích, bị Hứa Thuần Lương lúc này cho trêu chọc ý loạn tình mê thế mà đem chính sự mà đem quên đi, điều chỉnh một chút tư thế ngồi, mới nói, lần trước đề cập với ngươi, ta nơi này có cái vở rất thích hợp Tô Tình, nhìn nàng có hứng thú hay không? Vì cái gì không trực tiếp tìm nàng, các ngươi cũng nhận biết. Hoa Trục Nguyệt nói, nàng nói với ta vô ý liên quan đủ truyền hình điện ảnh vòng, ta tổng không tốt lại đi nếm mùi thất bại, cái này kịch bản thực là không tồi, nếu không ngươi giúp ta chuyển cho nàng,
cố gắng nàng sẽ cảm thấy hứng thú đâu. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Hoa Trục Nguyệt tướng điện tử bản kịch bản truyền cho hắn, hắn lập tức chuyển cho Tô Tình biểu thị nhìn qua sẽ cho hắn hồi phục. Hoa Trục Nguyệt hỏi khỏe mạnh đầu tư mới bệnh viện hợp đồng phải chăng đã định, Hứa Thuần Lương đem đêm nay kinh lịch đơn giản nói cho nàng. Hoa Trục Nguyệt cũng cảm thấy Bình Thanh khẳng định có mưu đồ khác, thấp giọng nói, có nghe nói hay không qua lấy gùi bỏ ngọc cố sự. 1. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Hoa Trục Nguyệt nói, có lẽ chân chính đáng tiền chính là độc. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng nghĩ như vậy, vô luận là Nhạc Tinh vẫn là khỏe mạnh bọn hắn nhìn chúng đều là mảnh đất kia, đây mới là cả kiện mấu chốt của sự tình. Hoa Trục Nguyệt nói, ta đây cũng nghĩ không ra, chẳng lẽ mới bệnh viện dưới mặt đất cất giấu một tòa kim sơn. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, có lẽ thật bị ngươi nói chúng nữa nha. Nhớ tới Bạch Lan trước đây nói qua sự tình, hắn càng phát ra kết luận tại già khu mỏ quảng ẩn giấu đi bí mật, những người này đều nhằm vào trạm đất dưới bí mật mà tới. Hoa Trục Nguyệt đứng dậy, ta đi trước, ngày mai còn phải đi chung với người Đông Châu, nhất định phải dưỡng đủ tinh thần. Hứa Thuần Lương nói, lúc này đi rồi. Hoa Trục Nguyệt cắn cắn môi anh đào, cười yếu ớt nói, không đi quá nguy hiểm. Nàng cầm khởi sắc tay của mình, hướng Hứa Thuần Lương phất phất tay, nàng thừa nhận mình thích Hứa Thuần Lương, nhưng nàng còn không có làm tốt bước ra cuối cùng một bước dự định, nam nữ tình cảm khoảng cách cảm giác rất trọng yếu, hiện tại cảm giác liền rất tốt, nàng không cách nào cho Hứa Thuần Lương bất luận cái gì hứa hẹn, nàng cũng rõ ràng, Hứa Thuần Lương cũng giống như vậy. Hứa Thuần Lương phàn nàn nói, chưa thấy qua ngươi dạng này, vậy xong liền đi, không chịu trách nhiệm. Uống xong trước mặt chén rượu kia, chuẩn bị trở về gian phòng. Trải qua quầy ba thời điểm, một vị nhuộm mái tóc màu đỏ, vẽ lấy khoa trương trang dung nữ lang hướng hắn nói, cùng uống chén rượu. Hứa Thuần Lương quan sát một chút nàng, sờ lên cái mũi, hít vào một hơi, nàng phun nước hoa rất nồng nặc, nhưng là vẫn không thể che giấu một cỗ khí tức quen thuộc. Hứa Thuần Lương tại bên người nàng A ghế dựa ngồi xuống, nữ lang kêu whisky, Hứa Thuần Lương mượn ánh đèn quan sát một chút nàng đường cong ôn nhu bên mặt, ý vị thâm trường nói, vẫn luôn ngốc ở kinh thành A. Hắn từ nữ lang trên thân chi lan khí tức đánh giá ra nàng chính là Bạch Lan. Bạch Lan nói, người cùng mỗi người đều như thế bắt chuyện. Nàng giúp Hứa Thuần Lương cũng kêu chén rượu. Hứa Thuần Lương nói, rõ ràng ta là bị bắt chuyện. Nếu như không phải khứu giác của hắn linh mẫn, tự ở bề ngoài rất khó nhận ra Bạch Lan. Bạch Lan nói, người cùng bà chủ của nơi này không minh bạch, xem ra là triệt để nghĩ thông suốt, không muốn cố gắng. Hứa Thuần Lương cười ha hả. Nâng chén cùng với nàng đụng một cái, không có gì không nghĩ ra, cá nhân ta không thích ăn bám. Bạch Lan nói, cảm ơn ngươi. Hứa Thuần Lương minh bạch nàng chỉ chính là mình trợ giúp tỷ tỷ nàng Kim Tín Huệ cùng Sa Thế Hùng thoát khốn sự tình, lạnh nhạt cười nói, người ta ở giữa là lợi dụng lẫn nhau theo như nhu cầu, ta muốn cũng không phải tạ ơn. Bạch Lan đưa cho hắn một cái sớm liền chuẩn bị xong túi văn kiện, trở về từ từ xem như ta còn ngươi ân tình. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ túi văn kiện nói, ta ngược lại thật ra có chút mong đợi. Bạch Lan nói, cảnh phúc đại hạ chuyển nhượng sự tình ngươi biết không? Hứa Thuần Lương cũng không nghe nói chuyện này, ngươi nói là Minh Đức tập đoàn thối lui ra khỏi. Bạch Lan uống một hớp rượu, chủ yếu là cảnh phúc đại hạ gần nhất ra không ít sự tình, bị an toàn bộ môn để mắt tới. Mặc dù cảnh phúc đại hạ thủ tục bên trên thuộc về Hoàng Hữu Long, nhưng cuối cùng phía sau kim chủ vẫn là Nhạc Tinh, Hoàng Hữu Long về bán đảo không lâu. Liền làm ra chuyển nhượng cảnh phúc đại hạ quyết định. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, sớm tại Trần Kiến Tân té lầu trước đó, lấy Lưu Hải Dư cầm đầu an toàn bộ môn đã nhìn chằm chằm nơi đó, Hoàng Hữu Long nhất định ngửi được nguy hiểm, cho nên mới kịp thời tướng tai họa ngầm giải trừ. Đoán xem là ai tiếp thủ cảnh phúc đại hạ. Hứa Thuần Lương nghĩ nghĩ, trước đây Uông Kiến Thành cùng Minh Đức tập đoàn có hợp tác, chẳng lẽ là Uông gia? Hắn cẩn thận nói ra chính mình suy đoán, chính đạo đầu tư. Bạch Lan cười lắc đầu, người hẳn là rất quen thuộc, nói đến vẫn là người tình nhân cũ. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, Mặc Hàm, đây là hắn có thể nghĩ tới có khả năng nhất, bất quá Bạch Lan trong những lời này ẩn hàm một cái nho nhỏ cái bẫy, vô luận đoán đúng vẫn là đoán sai đều giống như chủ động thừa nhận Mặc Hàm là hắn tình nhân cũ. Bạch Lan nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, Mặc Hàm đã thối lui ra khỏi xích đạo vốn liếng, nàng đi qua hiện ra người trước thân phận chính là cái làm công. Nhưng bây giờ trực tiếp tướng cảnh phúc đại hạ cầm xuống, đủ để chứng minh thực lực của nàng. Bạch Lan ý vị thâm trường nói, người vị này tình nhân cũ thật không đơn giản, cảnh phúc đại hạ cũng lắc mình biến hóa trở thành Mặc Hàn phương Đông,
cụ thể nghiệp vụ phương hướng không rõ, làm sao? Ngươi không hề có một chút tin tức nào. Hứa Thuần Lương nói, ta cùng nàng ở giữa không có trong tưởng tượng của ngươi quan hệ. Bạch Lan nở nụ cười, người Hứa Thuần Lương người nào ta nhiều ít vẫn là rõ ràng, ta đi, đêm nay tính ngươi mời ta. Hứa Thuần Lương gật đầu cười, trong mắt ngươi người thế nào của ta a? Bạch Lan nói, dù sao cũng không phải người tốt lành gì. Hứa Thuần Lương trước kia thu thập xong hành lý đi vào rượu ngoài cửa tiệm, nhìn thấy Hoa Trục Nguyệt đã tại bên cạnh xe chờ, hôm qua nàng đem xe đưa đi bảo dưỡng hôm nay cho lái tới. Hứa Thuần Lương cười nói, Hoa tỷ sớm. Hoa Trục Nguyệt nói, cũng không sớm, tranh thủ thời gian xuất phát, tranh thủ buổi chiều đến Đông Châu. Hứa Thuần Lương tướng hành lý để vào dương phía sau. Hoa Trục Nguyệt chủ động đưa ra lái xe, chủ yếu là cân nhắc đến Hứa Thuần Lương đối kinh thành con đường không quen. Buổi trưa đã tiến vào lỗ địa, hai người đi khu phục vụ đơn giản ăn một bữa cơm, Hoa Trục Nguyệt điện thoại không ngừng, dù sao cũng là công ty tổng giám đốc, coi như đi công tác bên ngoài tìm nàng xin chỉ thị cũng là một cái tiếp lấy một cái. Đợi nàng nói chuyện điện thoại xong, bột đều đống. Hứa Thuần Lương nói, nếu không cho ngươi thêm điểm một bát. Hoa Trục Nguyệt nói, không cần, chịu đựng ăn, ta cũng không phải không có qua thời gian khổ cực. Nàng vùi đầu ăn mì, Hứa Thuần Lương ăn no rồi, ngồi ở phía đối diện nhìn xem nàng ăn, Hoa Trục Nguyệt có chút ngượng ngùng, ngươi đừng nhìn ta, một bên đi bộ một chút. Hứa Thuần Lương nói, ngươi ăn cái gì dáng vẻ thật là dễ nhìn. Hoa Trục Nguyệt kém chút không có cười phun cút, thật sự là chọc người ghét. Hứa Thuần Lương nói, đúng vậy, ta đi trong xe chờ lấy. Hứa Thuần Lương đến đi ra bên ngoài, vừa vặn Mặc Hàm gọi điện thoại tới. Hứa Thuần Lương tiếp thông điện thoại, nha, Mặc Tổng. Mặc Hàm nói, ta nghe nói ngươi đến kinh thành. Hứa Thuần Lương nói, ngươi tin tức này có chút nghiêm trọng lạc hậu a, ta đều rời đi, lập tức tới ngay Đông Châu. Mặc Hàm nói, ta đi công tác vừa trở về. Diệp chủ nhiệm sự tình ta cũng là mới nghe nói, người muốn nén bi thương a. Tạ ơn. Mặc Hàm nói, cùng khỏe mạnh hợp tác tiến triển như thế nào? Hứa Thuần Lương nói, ta còn tưởng rằng ngươi không còn quan tâm chuyện này đâu. Mặc Hàm nói, coi như không quan tâm bệnh viện các ngươi, cũng phải quan tâm một chút ngươi vị bằng hữu này. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi đối ta có mưu đồ, cũng không phải đơn thuần coi ta là thành bằng hữu, thật là khiến ta cảm động a. Mặc Hàm nói, ta biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, nếu như ta nếu thật là đem ngươi trở thành bằng hữu, liền sẽ không thả ngươi bổ câu. Hứa Thuần Lương nói, xem ra ngươi đối ta cách cục không có chút nào hiểu rõ, xích đạo vốn liếng kêu dừng chuyện đầu tư ta thật không có để ở trong lòng, ta không thiếu đầu tư. Mặc Hàm nói, biết bạn gái của ngươi nhiều. Ai, ngươi cái này không có ý nghĩa a, thân người công kích a. Ta thế nhưng là thể chế bên trong người. Ghét nhất người khác tại ta sinh hoạt tác phong bên trên làm văn chương. Mặc Hàm nói, thanh giả tự thanh, không cần giải thích. Hứa Thuần Lương nói, ta giải thích cái rắm, người khác còn tưởng rằng hai ta quan hệ không tầm thường đâu. Mặc Hàm nói, ngươi ít hướng trên người của ta bôi đen, ta sẽ coi trọng loại người như ngươi. Đừng vũ nhục ta phẩm vị. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cũng không có phẩm qua biết ta cái gì hương vị. Không muốn mặt ngươi. Hứa Thuần Lương nói, hứa ngươi rèm pha ta, không cho phép ta cứng rắn một chút. Ngươi cũng chính là mạnh miệng. Hứa Thuần Lương nói, ngươi thật đúng là không hiểu rõ ta. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, gặp lại. Đừng a, ta còn có câu nói chuyển cáo ngươi. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Thục nữ bắt lính theo danh sách không? Ta thục nữ một mặt không cần thiết lãng phí ở như ngươi loại này vô lại trên thân. Mặc Hàm ý thức được mình không khỏi liền bị Hứa Thuần Lương chọc giận, hắn có chủ tâm cố ý, đặc biệt vui với làm như thế, mà mình biết rất rõ ràng, còn hết lần này tới lần khác bên trên hắn bộ. Hứa Thuần Lương đem Hoàng Võng Lân kia vài câu lời khuyên chuyển cáo cho Mặc Hàm, người ta Hoàng Tam gia là hảo ý. Mặc Hàm nói, giúp ta tạ ơn Hoàng Tam gia, trái phải rõ ràng ta tự hiểu rõ ràng. Hứa Thuần Lương nói, biết ngươi thông minh. Trong miệng ngươi thông minh cũng không phải cái gì lời ca ngợi. Hứa Thuần Lương nói, nghe nói ngươi mới thành lập một nhà Mặc Hàn Phương Đông. Mặc Hàm nói, ta còn trẻ như vậy luôn không khả năng sự tình gì đều không làm. Hứa Thuần Lương nói, lúc nào khai trương? Mặc Hàm nói, còn tại chủ bị, đoán chừng 2 tháng đi, đến lúc đó ta khẳng định mời ngươi, đúng, ngươi dự định đưa chút gì làm lễ vật. Đưa bức chữ đi, phía trên dùng giáp cốt văn viết cho ngươi, Mặc Hàn Phương Đông, duy ta bất bại. Mặc Hàm vì đó chán nản.
hít vào một hơi thật dài, sau đó cái gì cũng không nói, quả quyết cúp điện nói. Quả nhiên, Địch Bình Thanh tại bữa cơm kia bị Hứa Thuần Lương công khai chống đối về sau, rất nhanh liền hướng Đông Châu Cục Vệ Sinh phản ứng tình huống. 50 ức đầu tư đừng nói đối Cục Vệ Sinh, coi như tại Đông Châu cũng là một cái không thể coi thường tồn tại, huống hồ Bình Thanh tại Đông Châu thâm canh nhiều năm, các mặt quan hệ đều không tầm thường, có tương đương ảnh hưởng lực. Đông Châu Cục Vệ Sinh phi thường trọng thị chuyện này, Phó Cục trưởng Ngô Trung Nghĩa lần này cũng đi kinh thành khảo sát, vừa vặn không có tham gia Địch Bình Thanh tích lũy cái kia cục, tiếp vào Bình Thanh khiếu nại về sau, Ngô Trung Nghĩa lập tức hướng người đứng đầu Hồ Chính Kim phản ứng. Ngô Trung Nghĩa mặc dù cùng Hứa Thuần Lương lui tới không nhiều, nhưng là hắn đối người trẻ tuổi này là hiểu rõ vô cùng, nhất sớm biết cái tên này là bởi vì hắn cháu trai Trương Hải Tân. Trương Hải Tân đi qua tại Nguy Sơn đảo bệnh viện đương phó viện trưởng, bởi vì đắc tội Hứa Thuần Lương khiến cho thân bại danh liệt, cuối cùng liền công việc đều không thể bảo trụ. Ngô Trung Nghĩa rõ ràng mình người ngoại sinh này là có vấn đề, nhưng là hắn đối Hứa Thuần Lương cũng không có nhiều hảo cảm, bởi vậy hắn đối Hứa Thuần Lương cũng đặc biệt chú ý. Hứa Thuần Lương tại Cục Vệ Sinh ra ra vào vào, hắn đều xem ở mắt bên trong, tiểu tử này năng lượng hắn phi thường rõ ràng, ở kinh thành hắn sở dĩ không có đi tham gia Địch Bình Thanh tích lũy cái kia cục, cũng không phải là thật không thoải mái, mà là hắn đối khả năng phát sinh xấu hổ tình trạng làm ra dự phán. Ngô Trung Nghĩa tại thể chế bên trong nhiều năm như vậy cũng không phải toi công lăn lộn, hắn đi cùng khảo sát dự tính ban đầu cũng không phải muốn vì giải quyết mâu thuẫn, mà lại hắn tại Cục Vệ Sinh cũng không phải người đứng đầu. Không có lớn như vậy cái mông, hắn nhưng không muốn mặc quá lớn quần cộc. Hồ Chính Kim cũng không muốn gánh trách nhiệm, hắn đem phía đầu tư ý kiến lại thông báo cho Đông Châu Bệnh truyền nhiễm viện cấp lãnh đạo, để bọn hắn tiến hành nội bộ điều chỉnh. Phan Tuấn Phong còn chưa có trở lại, Cục Vệ Sinh lãnh đạo đã tới trước vấn trách, viện trưởng Nghiêm Hồi Ý đặc địa tìm bí thư Tôn Vi Dân thương lượng một chút. Hai người mặc dù không tính là cái gì phối hợp khăng khít ăn ý cộng tác, thế nhưng là đang kiến thiết cùng phát triển bệnh viện phương diện vẫn là mục tiêu nhất trí. Tôn Vi Dân biết Hứa Thuần Lương là Nghiêm Hồi Ý tâm phúc, Nghiêm Hồi Ý khẳng định không bỏ được đối Hứa Thuần Lương động thủ, đổi thành bình thường hắn cũng sẽ không tìm mình thương lượng, chứng minh Nghiêm Hồi Ý đối với chuyện này đã sinh ra động động, nghĩ để mình làm mặt trắng sao. Nghiêm Hồi Ý nói, lão Tôn, hồ cục cục đem áp lực nhanh nhanh đến trên người chúng ta, hắn nói, khỏe mạnh bên kia muốn. Yêu cầu đối Hứa Thuần Lương công việc tiến hành điều cả, ngươi là tiểu Hứa lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, cho nên ta tìm ngươi. Thương lượng một chút. Tôn Vi Dân trong lòng thầm mắng, ngươi thương lượng cái rắm, Hứa Thuần Lương đoàn bí thư còn không phải ngươi giúp đỡ tranh thủ đi qua, người ta khỏe mạnh phương diện đối Hứa Thuần Lương có ý kiến cũng không phải là bởi vì đoàn sự tình, mà là tại bệnh viện xây thiết bên trên phát sinh khác nhau. Tôn Vi Dân nói, lão Nghiêm. Tiểu Hứa đối Khang Kiện tập đoàn đầu tư kiến thiết tân y viện tâm tình có chút mâu thuẫn, ta đây đã sớm biết, song phương tại câu thông bên trên khẳng định tồn tại một vài vấn đề. Cũng không thể bởi vì là tồn đang vấn đề liền phủ định Tiểu Hứa là bệnh viện chúng ta làm ra cống hiến, càng không thể chỉ nghe Khang Kiện tập đoàn lời nói của một bên, người phải hướng cục lãnh đạo dựa vào lý lẽ biện luận A, không thể bởi vì bọn hắn khiếu nại liền xử lý một vị công thần. Nghiêm Hồi Ý có chút mộng bức. Ta lúc nào nói qua phải xử lý Hứa Thuần Lương rồi. Tôn Vi Dân quá trơn đầu, ta tìm ngươi thương lượng biện pháp giải quyết, cũng không phải muốn đem bóng ra đá cho ngươi, ngươi trực tiếp liền cho ta đạp về tới. Nghiêm Hồi Ý lắp bắp nói, ta không có phủ định Tiểu Hứa cống hiến, ta là tìm ngươi thương lượng, khỏe mạnh bên kia nói không có. Đạt được vốn có tôn trọng, bọn hắn, nghĩ rút lui tư, trong đám tướng áp lực cho đến chúng ta. Tôn Vi Dân nói, ta nhìn khỏe mạnh rút vốn hẳn là giả, 50 ức đầu tư cũng không phải vội vàng quyết định, bọn hắn không có khả năng nói rút lui liền rút lui, đoán chừng là lợi dụng chuyện này bách khiến cho chúng ta tướng Tiểu Hứa từ kiến thiết mới bệnh viện đội ngũ quản lý bên trong điều đi. Nghiêm Hồi Ý nhẹ gật đầu, Tôn Vi Dân quan điểm cùng hắn nhất trí. Tôn Vi Dân nói, trong đám để ngươi xử lý Tiểu Hứa, ngươi cho rằng Tiểu Hứa không sai, nhưng là lại lo lắng nếu như không khai thác hành động, cửa này chúng ta không dễ chịu. Nghiêm Hồi Ý nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Vi Dân châm một điếu thuốc, chậm rãi nói, chúng ta đều phi thường rõ ràng, nếu như không có Tiểu Hứa liền không có khối này kiến thiết dùng địa, ai cũng không thể xóa đi công lao của hắn, nhưng là Tiểu Hứa đối khỏe mạnh mâu thuẫn cũng là hiện thực tồn tại, chúng ta đổi một góc độ đến xem, coi như đầu tư hợp đồng thuận lợi ký kết, từ Tiểu Hứa tiếp tục phụ trách mới bệnh viện kiến thiết, song phương hợp tác cũng tất nhiên sẽ xuất hiện càng nhiều mâu thuẫn.
Nghiêm Hồi Ý nói, đó chính là nói. Tôn Vi Dân hít một hơi thuốc lá, thật sự là không có tính nhẫn nại nghe hắn tiếp tục cà lăm. Lão Nghiêm, kỳ thật tâm tư của ngươi ta minh bạch, ngươi lo lắng đầu tư thất bại, lại không muốn rơi kế tiếp tá ma giết lửa bêu danh, cho nên muốn cho ta ra mặt. Không có, Nghiêm Hồi Ý đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như. Tôn Vi Dân nói, ngươi không cần giải thích, tất cả mọi người là vì bệnh viện, hiện tại có hai chồng lựa chọn. Một loại là chúng ta kiên quyết cùng Tiểu Hứa cùng một lập trường, như vậy kết quả cuối cùng không phải 50 ức ngâm nước nóng chính là liền người ta đều cùng đi người. Tại lãnh đạo trong mắt, chúng ta người lãnh đạo này ban tử cộng lại cũng không đáng 50 ức. Nghiêm Hồi Ý tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Tôn Vi Dân tiếp tục nói, xử lý Tiểu Hứa chúng ta cũng không đành lòng, còn lại chính là cho hắn điều chỉnh công việc, đem hắn từ kiến thiết mới bệnh viện trong công việc hái ra ngoài, đền bù cho hắn một cái chức vị rất cao. Nghiêm Hồi Ý nói, chỉ có cái này xử lý, biện pháp. Tôn Vi Dân nói, người đối Tiểu Hứa hiểu rõ hẳn là so ta nhiều, hắn thông minh như vậy, cái gì xáo lộ thấy không rõ lắm a. Nghiêm Hồi Ý nói, kia, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tôn Vi Dân trong lòng tự nhủ, ta vừa không phải nói, chính ngươi liền không có biện pháp nào. Cái này Nghiêm Hồi Ý mặc dù cả lăm, nhưng trong lòng chú ý một điểm không ít, chính mình nói phương án hắn không phải không nghĩ tới. Tôn Vi Dân nói, khỏe mạnh bên kia phản ứng chúng ta đã kiến thức, nhưng Tiểu Hứa phản ứng chúng ta ai cũng không rõ rõ, ta bên này có thể làm chính là đem hắn đảng viên cho chứng thực. Hứa Thuần Lương tiến về kháng chấn, chống chấn động cứu tế, đã nộp đơn xin vào đảng, hỏa tuyến vào đảng là chuyện chắc như đinh đóng cột, loại này thuận nước song thuyền, Tôn Vi Dân đương nhiên muốn làm. Nghiêm Hồi Ý nói, năm nay thị nhân viên gương mẫu đẩy. Đề cử hắn. Hai người chính suy nghĩ như thế nào đền bù Hứa Thuần Lương thời điểm, Hứa Thuần Lương đến đây, kỳ thật Hứa Thuần Lương đã nghe Phan Tuấn Phong bên kia nói, khỏe mạnh tổng giám đốc muốn đem hắn lại lần nữa bệnh viện kiến thiết tầng quản lý đá ra khỏi cục. Nghiêm Hồi Ý cười rạng rỡ, mời Hứa Thuần Lương ngồi xuống. Tôn Vi Dân không muốn hiện tại liền lội cái này vũng nước đục, lấy cớ có việc muốn đi. Hứa Thuần Lương nói, Tôn Bí Thư, người chớ vội đi, vừa vặn hai vị lãnh đạo đều tại. Ta cùng các ngươi thương lượng chút chuyện. Tôn Vi Dân cười nói, có ta cái gì vậy, ta gần nhất đang bận phát triển đảng viên sự tình đâu, Tiểu Hứa, ngươi nhóm này không có vấn đề gì. Nghiêm Hồi Ý thầm mắng Tôn Vi Dân là cái lão hoạt đầu, người tốt đều để ngươi làm, hợp lấy ngươi còn là muốn cho ta hát mặt trắng a. Tôn Vi Dân cho rằng Hứa Thuần Lương là Nghiêm Hồi Ý người, ai người xảy ra vấn đề ai đến xử lý, ta không đáng đắc tội với người, mà lại Hứa Thuần Lương cũng không phải ta có thể đắc tội khởi. Nghiêm Hồi Ý cười tủm tỉm hỏi, Thuần Lương, Lương, có chuyện gì? Hứa Thuần Lương nói, cũng không có đại sự gì, gần nhất phát sinh một chút tình trạng, cho nên ta tâm tình có chút sa sút, cảm giác mình đã không thể đảm nhiệm công việc bây giờ. Nghiêm Hồi Ý hoảng hốt vội nói, ngươi, ngươi công việc vẫn luôn đều rất xuất sắc a. Tôn Vi Dân cũng đi theo gật đầu. Hứa Thuần Lương nói, đa tạ hai vị lãnh đạo tín nhiệm, cho đến bây giờ. Ta đang làm việc phương diện có thể vỗ bộ ngực nói may mắn không làm nhục mệnh, bất quá ta hiện tại hơi mệt chút, Đoàn Bí Thư, Viện Xử lý Chủ nhiệm, Chủ Hoạch Kiến lập Xử lý Chủ nhiệm, liền xem như đội sản xuất lửa kéo cối xay cũng phải nghỉ ngơi một chút, các ngươi nói có đúng hay không? Nghiêm Hồi Ý cùng Tôn Vi Dân trong lòng đều là buông lỏng, nguyên lai là chuyện này, Hứa Thuần Lương muốn chủ động mời từ, nhưng bây giờ không rõ ràng hắn nghĩ dỡ xuống cái nào phó gánh. Vẫn là càng dứt khoát một điểm. Hắn muốn rời đi bệnh truyền nhiễm viện khác mưu thăng chức. Tôn Vi Dân ỉ vào đầu lưỡi lưu loát lại vượt lên trước đem người tốt cho làm, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút nha, có thể đừng cái ngày lễ, tăng thêm kháng chấn, chống chấn động cứu tế bồi thường nghỉ ngơi, có thể thả cái nhỏ nghỉ dài hạn đâu. Nghiêm Hồi Ý có chút buồn bực, lão Tôn cái này không tử tế, người tốt xấu để cho ta cũng làm về người tốt thôi, ta chính là nói chuyện cà lăm, ngữ tốc chậm, nhưng ta không phải không loại ý nghĩ này. Hứa Thuần Lương cười cười nói, không phải nghĩ nghỉ, ta là nghĩ lãnh đạo giúp ta giảm điểm lượng công việc, hiện tại mới bệnh viện kiến thiết chủ bị cũng không xê xích gì nhiều, mà lại ta cùng nhà đầu tư ở giữa hợp tác tồn tại một chút hỏi đề, nếu như tiếp tục đảm nhiệm cái này Chủ Hoạch Kiến lập Xử lý Chủ nhiệm, sợ rằng sẽ cho tân y viện tạo thành ảnh hưởng xấu, cho nên ta chủ động từ đi chức vị này. Hứa Thuần Lương chủ động mời từ hiển nhiên là kết quả tốt nhất, Nghiêm Hồi Ý nói, ngươi, ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, suy nghĩ kỹ càng. Nghiêm Hồi Ý nói, có thể, tân y viện từ, trinh đến, đến chủ bị đều là ngươi, ngươi xuất lực nhất, lớn nhất.
Hứa Thuần Lương cười nói, Chu Hoạch Kiến lập làm lịch sử sứ mệnh cũng coi như viên mãn hoàn thành, ta cái này lâm thời chủ nhiệm cũng hẳn là công thành lui thân. Kết quả như vậy hiển nhiên là lý tưởng nhất, Nghiêm Hồi Ý nhẹ gật đầu, hướng Tôn Vi Dân nhìn thoáng qua, Tôn Vi Dân nói, cũng tốt, Khang Kiện tập đoàn bên kia yêu cầu độc nhất vô nhị đầu tư, còn muốn cầu mới bệnh viện kiến thiết quyền, nếu như hợp đồng cuối cùng dựa theo bọn hắn ý tứ ký kết xuống tới, chúng ta xây dựng cơ bản xử lý cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Nghiêm Hồi Ý nói, như vậy đi, trong công tác tiến hành một cái điều chỉnh, ngươi đi phụ trách mua sắm xử lý. Tôn Vi Dân thầm than, Nghiêm Hồi Ý đối Hứa Thuần Lương là chân ái a, mua sắm xử lý tập dược phẩm mua sắm, chữa bệnh thiết bị mua sắm, y dụng hao tài mua sắm, cao gặp hao tài mua sắm, hậu cần vật tư mua sắm, xây dựng cơ bản phục vụ hạng mục hái mua vào một thân. Còn phụ trách khởi thảo, chỉnh sửa cùng hoàn thiện bệnh viện đấu thầu mua sắm quản lý chế độ. Quyền lực không nhỏ, công việc tương đối nhẹ nhõm. Mấu chốt là thương nghiệp cung ứng quyền quyết định cơ bản đều có thể tham dự định ra, bình thường cùng người làm ăn liên hệ, giao thiệp rộng, kiến thức nhiều, đương nhiên mua sắm xử lý cũng là bệnh viện dễ dàng nhất sinh sôi mục nát bộ môn. Hứa Thuần Lương xin miễn Nghiêm Hồi Ý hảo ý, Nghiêm viện, người vẫn là để ta nhẹ nhõm một đoạn thời gian đi, ta vừa dỡ xuống một bộ gánh, người cái này lại cho ta thêm bên trên, vậy ta tìm đến người lại có ý nghĩa gì? Thực không tướng giấu giếm, trong thành phố còn để cho ta cho văn lữ cục hỗ trợ, trước đây ta cũng cùng người thông qua khí, nếu như không phải ta làm việc đến nơi đến chốn, ta trực tiếp liền hồi văn lữ cục. 1. Nghiêm Hồi Ý nói, nhưng bệnh viện công việc vẫn là không thể rời đi, mở ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, cảm tạ hai vị lãnh đạo đối ta coi trọng, ta cũng không nói muốn rời khỏi bệnh viện, các ngươi yên tâm, ta về sau vẫn sẽ vì bệnh viện phát triển cố gắng công việc. Hứa Thuần Lương rời đi về sau, Nghiêm Hồi Ý cảm thán nói, tiểu Hứa thật sự là rất rõ lớn. Đại nghĩa, Tôn Vi Dân nói, từ trên đầu sóng ngọn gió bước ra rời đi chưa nếm không là một chuyện tốt, hắn chủ động mời từ, lần này chúng ta đối đầu có bàn giao, Khang Kiện tập đoàn bên kia cũng không có làm khó dễ lấy cớ, tiếp xuống chính là chính thức ký kết đàm phán. Nghiêm Hồi Ý nhẹ gật đầu, kỳ thật tại trận này đàm phán bên trong bọn hắn cũng không quá nhiều có kè mặc cả chỗ trống. Ngoại trừ Hứa Thuần Lương dựa vào cố gắng bảo trụ mảnh đất kia, chủ yếu kiến thiết tài chính là thông qua chiêu thương. Nghiêm Hồi Ý áp lực cũng rất lớn, hắn đến bệnh truyền nhiễm viện trước đó nghĩ đến chính là hỗn xong một nhiệm kỳ quang vinh về hưu, nhưng bây giờ lại đuổi kịp mới bệnh viện kiến thiết. Nếu như thành công hắn khẳng định phải tại bệnh truyền nhiễm viện viện trí bên trên lưu lại mỹ danh, nhưng nếu như không thành công, hắn liền có khả năng mang tiếng xấu, nói tóm lại hắn còn lại nhiệm kỳ không dễ lăn lộn. Tôn Vi Dân mặc dù là bí thư, nhưng là cùng hắn cũng gặp phải đồng dạng khốn cảnh, thật muốn xảy ra chuyện, hắn cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Nghiêm Hồi Ý nói, đàm phán quá trình bên trong, chúng ta nhóm nhất định phải kiên trì nguyên tắc, kiên trì cầm. Ranh giới cuối cùng, quyết không thể tổn hại bệnh viện nhân viên lợi ích. Tôn Vi Dân nói, Trường Hưng át chủ bài so chúng ta muốn cứng rắn, nhưng bởi vì dẫn vào ngoại lai vốn liếng sự tình còn không phải nháo cái đầy bụi đất. Chúng ta không cầu tên lưu sử sách, chỉ cầu. Hắn không có đem câu nói này nói xong, dù sao tất cả mọi người trong lòng đều hiểu. Trường Hưng bệnh viện cái này quý tài báo không tệ, Xích Đạo vốn liếng mới nhậm chức CEO Nhâm Thiên Dã lần này tới đến Đông Châu đặc địa cùng Uông Kiến Thành gặp mặt, còn gọi bên trên hắn cùng một chỗ tiến về Trường Hưng thị sát. Uông Kiến Thành có chút bất đắc dĩ, hắn lúc trước gia nhập tế thế chữa bệnh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn cũng là xem ở Kiều Như Long trên mặt mũi. Hiện tại Kiều Như Long người bên kia ngựa toàn thân trở ra, ngược lại còn lại hắn cái này hỗ trợ. Hắn cũng nghĩ đem đầu tay một thành cổ phần chuyển ra ngoài được rồi, nhưng Xích Đạo vốn liếng bên kia không có hứng thú, ngoại giới cũng không ai đối cổ phần trong tay của hắn có hứng thú, chủ yếu là Xích Đạo vốn liếng làm tế thế chữa bệnh thu mua phương, có được tuyệt đối quyền lên tiếng, Trường Hưng bệnh viện phong bình cũng không hề tốt đẹp gì, đã bị coi là công tư hợp doanh thất bại điển hình án lệ. Uông Kiến Thành cùng Nhâm Thiên Dã mục đích gặp mặt chính là hy vọng sớm ngày tướng cái này một thành cổ phần biến hiện, không muốn cùng Trường Hưng bệnh viện có bất kỳ liên lụy. Nhâm Thiên Dã lần này gặp mặt ngay từ đầu liền nói cho Uông Kiến Thành, hắn đối thu mua Uông Kiến Thành trong tay một thành cổ phần không có bất kỳ cái gì hứng thú, bất quá hắn có hứng thú cùng Uông Kiến Thành hợp tác. Uông Kiến Thành cũng cân nhắc qua loại kết quả này, dù sao mình là cái có bối cảnh người, mà lại trước mắt Đông Châu người đứng đầu Uông Kiến Minh chính là hắn Đường Ca. Nhâm Thiên Dã làm ra lựa chọn như vậy, chẳng khác nào cùng mình tại ném từ bên trên tiến hành buộc chặt, ở một mức độ nào đó có thể lẩn tránh phong hiểm. Nhâm Thiên Dã tự mình cũng cấp ra Uông Kiến Thành tốt hơn chia hoa hồng điều kiện,
nhìn thấy điều kiện về sau, Uông Kiến Thành liền trên cơ bản bỏ đi rời khỏi suy nghĩ. Nửa ngày thị sát Trường Hưng công trường, giữa trưa đơn giản công việc bữa ăn về sau, đi vào Trường Hưng bệnh viện nghe viện trưởng Triệu Phi Dương báo cáo bệnh viện vận doanh tình huống. Uông Kiến Thành đi qua cũng không đầu tư bệnh viện kinh nghiệm, cho nên hắn rất ít phát biểu. Triệu Phi Dương báo cáo nhiều lần bị Nhâm Thiên Dã đánh gãy, Nhâm Thiên Dã đánh gãy cùng đặt câu hỏi đều cực kỳ chuyên nghiệp. Triệu Phi Dương tâm tình trở nên càng ngày càng khẩn trương, hắn cũng không phải lần đầu tiên đối diện loại tràng diện này, nhưng đi qua tại ứng đối Đường Kinh Vĩ huynh đệ thời điểm hắn thành thạo điêu luyện, tổng thể mà nói, anh em nhà họ Đường tại chữa bệnh quản lý bên trên không tính là chân chính người trong nghề, nhưng là Nhâm Thiên Dã khác biệt, người này sẽ phát hiện mỗi một chi tiết nhỏ chỗ, xảy ra vấn đề ở đâu, địa phương nào hắn nghĩ qua loa đi qua, nói tóm lại tại Nhâm Thiên Dã trước mặt hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Người này tại quản lý kinh doanh bên trên tuyệt đối là cao thủ. Triệu Phi Dương thậm chí cảm giác mình biến thành một cái tiểu học sinh, Nhâm Thiên Dã chính là lão sư. Uông Kiến Thành cũng không tự chủ được toát ra ánh mắt tán thưởng, hắn tại giới kinh doanh nhiều năm, cũng đã gặp không ít giới kinh doanh đại lão nhân vật phong vân, nhưng là có Nhâm Thiên Dã như vậy sắc bén ánh mắt người không nhiều. Nếu như nói hắn ban sơ dao động nguyên nhân là Nhâm Thiên Dã cho ra tiền lãi, hiện tại cũng là bởi vì Nhâm Thiên Dã mị lực cá nhân, dạng này người không có khả năng không thành công. Triệu Phi Dương cuối cùng hồi báo xong, lúc này cái trán đã rịn ra mắt trần có thể thấy tinh mịn mồ hôi. Nhâm Thiên Dã khép lại Triệu Phi Dương chuẩn bị xong kia phần tài báo, lạnh nhạt nói, quý tài báo nói rõ không được vấn đề, hai kỳ công trình cùng hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện kiến thiết mục đích là cái gì? Triệu Phi Dương hồi đáp, là vì tăng lên chữa bệnh tổng hợp trình độ, cải thiện người bệnh chạy chữa điều kiện, hấp dẫn càng nhiều người bệnh, làm lớn chữa bệnh thị trường, trở thành Giang Hải địa khu lớn nhất thực lực bệnh viện một trong. Nhâm Thiên Dã nói, Trường Hưng bệnh viện hiện tại chính là một trong, nghĩ muốn tăng lên muốn làm liền làm thứ nhất, ta phát hiện các ngươi đi qua tại bệnh viện phát triển mạch suy nghĩ bên trên tồn tại vấn đề rất lớn. Triệu Phi Dương rõ ràng khẩn trương, xích đạo vốn liếng vị này tân nhiệm CEO kẻ đến không thiện a. Hắn là không phải là đối ta có thành kiến. Triệu Phi Dương thấp thỏm thỉnh giáo, Nhâm Tổng, xin chỉ giáo. Nhâm Thiên Dã nói, ta hỏi ngươi một vấn đề, là trước kiến thiết lại phát triển, vẫn là bên cạnh kiến thiết bên cạnh phát triển. Triệu Phi Dương nói, đương nhiên là bên cạnh kiến thiết bên cạnh phát triển. Nhâm Thiên Dã nói, thế nhưng là ta không thấy được a. Hắn đem trong tay kia phần quý tài báo ném ở trên bàn làm việc. Ta vừa mới nói người phần này quý tài báo nói rõ không được vấn đề cũng không phải là phủ nhận thành tích của ngươi, cùng Trường Hưng bệnh viện lịch sử cùng thời kỳ so sánh, phần này tài báo hoàn toàn chính xác có tiến bộ, thế nhưng là thân vì một cái bệnh viện người quản lý, ánh mắt không nên như vậy cực hạn, không thể chỉ quay đầu nhìn, còn muốn nhìn về phía trước, còn muốn vãng hai bên nhìn, ta đi qua không có đầu tư bệnh viện kinh lịch. Bất quá ta quen thuộc tại so sánh, hai năm này trong nước chữa bệnh thị trường tổng thể hướng tốt. Các bệnh viện lớn bồng bột phát triển, ta không bắt các ngươi đặt ở cả nước phạm vi bên trong so sánh, cực hạn một điểm, cùng Đông Châu bản địa khu so sánh, ta có thể nói các ngươi cái này quý tài báo không những không xuất sắc ngược lại là rất kém cỏi. Nhâm Thiên Dã nói đến đây, cầm khởi chén trà của mình nhấp một ngụm trà. Uông Kiến Thành nhìn ra hắn đang dùng động tác này đến tăng lớn đối Triệu Phi Dương tâm lý uy áp, người này lợi hại a. Triệu Phi Dương nói, Nhâm Tổng. Ta thừa nhận Trường Hưng những năm gần đây phát triển xác thực rơi ở phía sau, nhưng là ta cùng toàn thể nhân viên ngay tại tận sức cải biến vấn đề này. Nhâm Thiên Dã nói, cải biến hoàn toàn chính xác cần thời gian, nhưng là cho người quản lý thời gian, không nhìn thấy hiệu quả, đó chính là phía đầu tư tuyển người sai lầm, Phi Dương đồng chí, ta không phải nhằm vào ngươi. Triệu Phi Dương như ngồi bàn trông, hắn đã muốn đứng lên cùng Nhâm Thiên Dã nói chuyện, hắn có loại cảm giác kỳ quái. Nhâm Thiên Dã người này không giống với phổ thông thương nhân, hắn thậm chí tìm được một loại bột đối lãnh đạo cấp trên làm hồi báo cảm giác. Nhâm Thiên Dã nói, bên cạnh kiến thiết bên cạnh phát triển không thể chỉ nói một chút, mà không đi làm, bệnh viện hai kỳ công trình cùng hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện xây thành về sau khẳng định sẽ sửa thiện liền xem bệnh điều kiện, nhưng cái này cũng không hề là nơi mấu chốt, chẳng lẽ nhất định phải đợi đến hết thảy đều xây thành về sau mới có thể mở rộng bước chân đại phát triển. Các ngươi kiến thiết. Người khác sẽ không kiến thiết. Trường Hưng hôm nay đạt được 30 ức đầu tư, khả năng ngày mai khác bệnh viện đạt được 50 ức, 100 ức, tài chính là bệnh viện phát triển điều kiện một trong, nhưng chưa hề đều không phải là điều kiện chủ yếu nhất. Uông Kiến Thành nghe đến đó thật muốn vỗ tay, Nhâm Thiên Dã đối Triệu Phi Dương gõ phi thường tinh chuẩn, Triệu Phi Dương hiện tại cúi đầu cúi người, chỉ có lắng nghe phân nhi.
Bất luận cái gì một nhà tổng hợp bệnh viện đều không thể làm được chân chính cân đối phát triển, tài nguyên nhất định phải hướng trọng điểm phòng nghiêng, như thế nào tại hiện hữu trên cơ sở mức độ lớn nhất mà tăng lên bệnh viện hiệu quả và lợi ích, như thế nào cổ vũ sĩ khí, tăng lên tất cả nhân viên có thể động tính, đó là ngươi cái này người quản lý nhiệm vụ, ta cho ngươi 3 tháng, ta cần muốn nhìn thấy cải biến. Triệu Phi Dương dùng sức nhẹ gật đầu, nội tâm áp lực khó mà hình dung, tại một khắc cuối cùng Kiều Như Long từ bỏ đầu tư, tướng tế thế chữa bệnh cổ phần chuyển nhượng, cái này khiến hắn ban sơ hy vọng biến thành bọt nước, để hắn càng là buồn bực là, Nhâm Thiên Dã so anh em nhà họ Đường càng khôn khéo hơn, cho 3 tháng có thể là hắn tại vị kỳ hạn chót. Nhâm Thiên Dã cùng Uông Kiến Thành cùng xe rời đi, Nhâm Thiên Dã hướng Uông Kiến Thành nói, Uông Tổng, người cảm thấy ta cho hắn 3 tháng khảo nghiệm kỳ thế nào? Uông Kiến Thành nói, Nhâm Tổng anh minh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười, Nhâm Thiên Dã nói, ăn ngay nói thật, Triệu Phi Dương người này cho ta cảm giác cũng không tính tốt, có nhất định năng lực quản lý, nhưng là không có tác dụng lớn, Uông Tổng trong tay có không có thích hợp người quản lý. Uông Kiến Thành nghe ra hắn đã quyết định muốn đem Triệu Phi Dương đổi đi, 3 tháng này không phải đối Triệu Phi Dương khảo nghiệm, mà là lợi dụng Triệu Phi Dương quá độ, thường nói cưỡi lừa tìm ngựa. Uông Kiến Thành nói, chức nghiệp người quản lý có thể giải quyết vấn đề này. Nhâm Thiên Dã nói, Đông Châu chuyện bên này liền xin nhờ Uông Tổng. Uông Kiến Thành nói, Nhâm Tổng đừng quá khách khí, về sau người liền trực tiếp xưng hô ta đấy danh tự. Nhâm Thiên Dã nói, vậy ta cũng không khách khí, ngươi liền gọi ta lão Nhâm, xây thành, Trường Hưng bệnh viện vấn đề lớn nhất chính là cường điệu tổng hợp phát triển, kỳ thật bọn hắn bây giờ có được 2 cái trọng điểm phòng, một là phóng xạ trị liệu, 2 là khoa tim mạch, ta hôm nay nói đến đủ sáng tỏ, liền nhìn Triệu Phi Dương có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Uông Kiến Thành nói, lão Nhâm, ta có chuyện muốn thỉnh giáo, đi qua ta nghe nói các ngươi Xích Đạo vốn liếng là dự định đầu tư Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện, vì cái gì ngươi đến nhận chức về sau lập tức kêu dừng cái kia đầu tư hạng mục, chuyển mà lựa chọn Trường Hưng bệnh viện đâu? Nhâm Thiên Dã mỉm cười nói, chúng ta đều rõ ràng đầu tư là không thể trộn lẫn tình cảm nhân tố, Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện mới bệnh viện hạng mục là Mặc Hàm chọn chúng, nàng cùng Hứa Thuần Lương quan hệ ngươi hẳn là có nghe thấy. Uông Kiến Thành thở dài nói, Hứa Thuần Lương nữ nhân duyên thực là không tồi. Nhâm Thiên Dã nói, coi như không có Trường Hưng bệnh viện hạng mục, ta cũng sẽ kêu dừng Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện bên kia đầu tư, vừa vặn gặp phải tế thế chữa bệnh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn nóng lòng tuột tay, cho nên ta không chút do dự lựa chọn tham gia, đem hai cùng so sánh cái nào hồi báo tiền cảnh càng lớn, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra. Uông Kiến Thành nhẹ gật đầu, đoán chừng Nhâm Thiên Dã cầm xuống tề sảng trong tay cổ phần chi phí không cao. Nhâm Thiên Dã lại nói, Kiến Thành, ta biết ngươi cũng nghĩ tướng cổ phần trong tay chuyển nhượng, kỳ thật ta hoàn toàn có thể cầm xuống, nhưng là ta tại hiểu rõ ngươi về sau, phát hiện ngươi là một cái rất tốt người hợp tác. 1. Uông Kiến Thành trong lòng thầm nghĩ, người này quá khôn khéo, là hướng về phía bối cảnh của chính mình cùng quan hệ mới thông qua loại phương thức này thành lập quan hệ, bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận. Có được Nhâm Thiên Dã dạng này người hợp tác là một kiện chuyện tốt, ít nhất phải so Kiều Như Long đáng tin cậy nhiều lắm, Kiều Như Long vứt bỏ mình thời điểm liên thanh chào hỏi cũng không đánh. Uông Kiến Thành cũng không sợ hắn, Đông Châu người đứng đầu là mình Đường ca, Nhâm Thiên Dã sẽ không ngu xuẩn đến cùng hắn chơi tâm nhãn. Hoa Trục Nguyệt đến đạt được Đông Châu Văn Lữ Cục nhiệt liệt hoan nghênh, tân nhiệm Văn Lữ Cục trưởng Lục Minh chuyên cùng đi nàng tiến hành khảo sát. Kỳ thật Hoa Trục Nguyệt đối Đông Châu không có chút nào lạ lẫm. Đi qua Đông Châu nổi danh hộp đêm Seven Star chính là Lam Tinh Vật Nghiệp, bất quá trong khoảng thời gian này, bọn hắn đã thực hiện thành công chuyển hình, trước mắt chủ yếu nghiệp vụ đã chuyển hướng khách sạn nghiệp cùng truyền hình điện ảnh nghiệp. Hứa Thuần Lương cũng không có tham gia lần này khảo sát, trong đó một cái nguyên nhân cũng là vì tránh hiểm nghi. Hoa Trục Nguyệt mục đích là Đại Hằng lưu lại suối nước nóng tiểu trấn, Minh Nước tập đoàn cam kết đầu tư chậm chạp không có tới sổ, Đại Hằng Vi Sơn Hồ sự nghiệp bộ cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Bởi vì nợ nần nguy cơ, Đại Hằng đã bất lực tướng công trình hoàn thành, hiện tại chủ đề nhạc viên đã xây xong hơn phân nửa, lúc này rất thích hợp tới hái quả đào. Trong thành phố để Hứa Thuần Lương phụ trách Nguy Sơn Hồ cấp quốc gia nghỉ phép khu kiến thiết bộ chỉ huy, nhưng là cũng không có cho hắn thực tế chức vị, bên ngoài là Tần Chính Dương thống nhất lãnh đạo, đem bộ chỉ huy theo Văn Lữ Cục tháo rời ra, nhưng là tại thực tế trong công việc, bộ chỉ huy không thể rời đi Văn Lữ Cục. Văn Lữ Cục cũng không có khả năng đối Nguy Sơn Hồ cấp quốc gia nghỉ phép khu mặc kệ không hỏi, quá nhiều chuyện cần song phương phối hợp. Tần Chính Dương thư ký công việc đều bận tối mày tối mặt đâu còn có tinh lực đi quản du lịch nghỉ phép khu sự tình, hắn tự mình hướng Hứa Thuần Lương biểu thị,
để Hứa Thuần Lương một mực cùng Lục Minh phối hợp công việc, Lục Minh ở ngoài sáng, Hứa Thuần Lương ở trong tối, hắn phụ trách cổ vũ, thời điểm mấu chốt hướng Uông thư ký hóng gió muốn chính sách. Hoa Trục Nguyệt tại Văn Lữ cục lãnh đạo cùng đi đi Nguy Sơn đảo thị sát thời điểm, Hứa Thuần Lương tại Hán Nguyên suối nước nóng làng du lịch trong bể bơi thích ý bơi lội. Làng du lịch tổng giám đốc Trương Hằng Dương ngồi tại cạnh bể bơi vừa chờ lấy hắn, một vị dáng người yểu điệu mỹ nữ chính quy ở một bên pha trà. Trương Hằng Dương hô, Hứa chủ nhiệm, bên trên tới uống trà. Bổ sóng chạm biển Hứa Thuần Lương nghe được hắn chào hỏi, lại bơi một cái vừa đi vừa về, cái này mới lên bờ. Trương Hằng Dương hâm mộ nhìn qua Hứa Thuần Lương một thân khối cơ thịt, một bên châm trà mỹ nữ cũng bởi vì thưởng thức mà thất thần, không cẩn thận bỏng đến tay, đau đến ử một tiếng. Trương Hằng Dương có chút không vui chừng nàng một chút, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mỹ nữ kia đỏ bừng cả khuôn mặt cáo từ rời đi. Hứa Thuần Lương phủ thêm khăn tắm đi vào Trương Hằng Dương cái ghế bên cạnh ngồi xuống, Trương Tổng thật sự là khoái hoạt giống như thần tiên. Trương Hằng Dương cười nói, uống nước không quên người đào giếng, Hứa chủ nhiệm, mời. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà, Trương Hằng Dương giúp hắn nối liền. Hứa Thuần Lương có trận không có cùng hắn liên hệ, hôm nay cũng không phải đơn thuần vì đến bơi lội, nói ngay vào điểm chính, Trương Tổng, Đại Hằng Nguy Sơn đảo hạng mục tình trạng ngươi có hiểu biết a? Trương Hằng Dương nói, ta đều từ trước ra, người cũng không phải không biết. Hứa Thuần Lương nói, lúc trước cái kia hạng mục thế nhưng là ngươi một tay làm. Trương Hằng Dương lập tức ý thức được Hứa Thuần Lương hôm nay qua tìm đến mình chính là vì suối nước nóng tiểu trấn, thấp giọng nói có ý nghĩ gì một mực nói. Hứa Thuần Lương nói, bao quát sân chơi ở bên trong tất cả đều đình công, Minh Đức tập đoàn trước mắt cam kết đầu tư cũng không nghĩ vị, trong thành phố đối với chuyện này rất là nổi nóng. Trương Hằng Dương nói, Minh Đức tập đoàn sự tình ta nhiều ít nghe nói một chút, tựa như là Nhạc Tinh bên kia bác bỏ bọn hắn bên này đầu tư kế hoạch, Minh Đức đáp ứng ban đầu đầu tư tiền cuối cùng là Nhạc Tinh tập đoàn ra, nếu như Nhạc Tinh không chịu xuất tiền, Minh Đức chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Hứa Thuần Lương nói, kia nói đúng là Minh Đức đầu tư không cách nào chứng thực rồi. Trương Hằng Dương nói, Đại Hằng phương diện so với ai khác đều muốn sốt ruột, bọn hắn hiện tại đặt mông nợ, cái nào có tâm tư làm kiến thiết. Có thể chuyển tay hạng mục cơ hồ đều cân nhắc chuyển tay, chỉ là Nguy Sơn hồ bên này hạng mục cảm thấy hứng thú không nhiều, đến một lần sạp hàng trải không nhỏ, thứ hai lúc trước lựa chọn Nguy Sơn đảo nguyên nhân là nhìn chúng quốc gia của các ngươi cấp du lịch nghỉ phép khu, nhưng Chu thư ký đi, Uông thư ký cưỡi ngựa nhậm chức, Văn Lữ phát triển trọng điểm biến. Ai sẽ tại tình thế không rõ tình huống dưới tiếp cái này cục diện rối rắm, ta đoán chừng, Minh Đức tập đoàn đầu tư lần này không đúng chỗ, hẳn là cũng cùng chính sách biến động có quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, nếu bằng hữu của ta tiếp bàn, người đoán chừng nhiều ít có thể lấy xuống. Trương Hằng Dương nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, quan hệ thế nào? Hứa Thuần Lương nói, người một nhà, người nếu là có hứng thú, cũng có thể tham dự. Nói đến nước này, Trương Hằng Dương đã hoàn toàn minh bạch, hắn suy nghĩ một chút nói, không có thấp nhất chỉ có thấp hơn, chỉ là tiếp bàn dễ dàng, muốn đem toàn bộ hạng mục dựng lên cần tương đương thực lực hùng hậu. Hứa Thuần Lương cũng không gạt hắn. Lam Tinh tập đoàn cố ý tiếp bàn, trước mắt ý nghĩ là trước đem chủ đề công viên dựng lên, đã bán đi phòng ở có thể trả phòng. Dưỡng lão hạng mục không làm. Hứa Thuần Lương nói, không làm, đã đổi tốt phòng ở có thể đổi làm cách dùng khác, làm du lịch nguyên bộ. Tại lúc đầu cánh đồng bên trên vạch ra một bộ phận thổ địa làm truyền hình điện ảnh quay chụp căn cứ, đầu tư hiếm thấy hiệu nhanh. Trương Hằng Dương nói, nhưng bây giờ Uông thư ký phát triển Văn Lữ mạch suy nghĩ là chế tạo Đông Châu Văn mạch. Hoa đầu bên kia bỏ vốn chế tạo, Văn Miếu công trình đã bắt đầu xây dựng. Hứa Thuần Lương nói, hoa đầu nhiều nhất không nát đuôi, cũng không nhất định có thể cam đoan thành công. Theo ta được biết nguyên bản phụ trách hạng mục này hoa đầu Phó Tổng Kiều Như Long đã từ chức, Đông Châu Văn Mạch khi nào có thể chế tạo thành công còn không biết đâu. Nhưng Nguy Sơn đảo cấp quốc gia nghỉ phép khu là Chu thư ký chủ đẩy trọng điểm hạng mục, dựa theo lẽ thường tới nói, Uông thư ký hẳn là sẽ không vì thế học thuộc lòng. Trương Hằng Dương tại thương trận đánh nhau nhiều năm, cùng bên trong thể chế quan viên đánh qua không ít quan hệ, trong này đạo đạo hắn phi thường rõ ràng. Hứa Thuần Lương nói, Uông thư ký cảnh giới cũng không có như vậy nhỏ hẹp, thực không dám giấu giếm, hiện tại hắn để cho ta phụ trách thực tế thao tác hạng mục này, nhưng là không nghĩ tới sớm công bố ra ngoài. Trương Hằng Dương hai mắt sáng lên. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nếu là có hứng thú ta hoan nghênh ngươi gia nhập, nếu như ngươi không có hứng thú. Vậy coi như ta hôm nay chưa từng tới. Trương Hằng Dương nói, có hứng thú, ta đương nhiên có hứng thú, Hứa chủ nhiệm, Đại Hằng bên kia ta vẫn còn có chút bằng hữu, ta
ta có nắm chắc cầm tới một cái để ngươi giá vừa ý. Hứa Thuần Lương nói, buôn bán sự tình ta không lẫn vào, quay đầu ngươi cùng Hoa Tổng đàm. Trương Hằng Dương liên tục gật đầu, bất quá, bây giờ còn có một cái biến số, đó chính là Minh Đức Tập đoàn, nếu như bọn hắn đột nhiên nghĩ thông suốt, đem tài chính cho cung cấp bên trên, kia chuyển nhượng sự tình coi như mất toi công. Hứa Thuần Lương nói, đã cho bọn hắn hạ đạt tối hậu thư, bọn hắn liền cái hồi phục đều không có, coi như hồi phục, ta cũng có biện pháp tướng đầu tư của bọn hắn cho quấy nhiễu, lúc nào đến phiên bổng tử đến tách ra bổng tử rồi. Trương Hằng Dương cười ha ha, lấy trà thay rượu kính Hứa Thuần Lương. Hai người thương lượng một chút chi tiết, tìm hiểu Đại Hằng chuyển nhượng giá quy định sự tình giao cho Trương Hằng Dương, việc này nhất định phải giữ bí mật, vạn nhất tiết lộ phong thanh khẳng định dẫn tới không ít con ruồi. Hứa Thuần Lương rời đi làng du lịch về sau, lái xe đi Trung Hoa khai thác mỏ đại học tìm Hạ Uyển Oánh. Hạ Uyển Oánh coi là Hứa Thuần Lương hôm nay tới lại là đàm bệnh viện treo biển hành nghề sự tình, mời Hứa Thuần Lương ngồi xuống, rót cho hắn chén trà, hỏi mới bệnh viện kiến thiết tiến triển. Hứa Thuần Lương biểu thị mình đã không còn phụ trách mới bệnh viện xây dựng. Hạ Uyển Oánh hơi kinh ngạc nói, tình huống như thế nào? Cho tới nay đều làm rất tốt sao? Hứa Thuần Lương nói, cũng không có gì. Chính là trong khoảng thời gian này công việc quá mệt mỏi, ta chủ động từ đi Chủ Hoạch Kiến Lập xử lý chủ nhiệm. Hạ Uyển Oánh nói, lý do thoái thác liền từ A, ngươi cùng ta đàm phụ thuộc bệnh viện sự tình, hiện tại chính ngươi đi trước, ta về sau với ai kết nối. Hứa Thuần Lương cười nói, tẩu tử, ta cái này cấp bậc cũng không đủ, về sau phái chúng ta viện trưởng trực tiếp hướng người xin chỉ thị báo cáo. Hạ Uyển Oánh tức giận nói, đào binh một cái. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không phải đào binh, chủ yếu là hiện tại tới mới nhà đầu tư, ta cùng bọn hắn đàm không đến cùng một chỗ, cùng chiếm vị trí chướng mắt, còn không bằng giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Hạ Uyển Oánh cười nói, có cảm xúc rồi. Hứa Thuần Lương lắc đầu, không có, gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều, ta là thật hơi mệt chút. Hạ Uyển Oánh biết hắn đi kháng chấn, chống chấn động cứu tế sự tình, cũng biết bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ Diệp Sương Nguyên là hắn cha nuôi. Từ gần nhất phát sinh những sự tình này đến xem Hứa Thuần Lương đích thật là cái có tình có nghĩa người trẻ tuổi, nàng điểm một cái đầu nói, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút, không có người nào có thể một mực chạy về phía trước, nên dừng lại liền dừng lại, điều chỉnh tốt về sau tốt hơn chạy. Hứa Thuần Lương nói, ta tới chủ yếu có hai chuyện. Hắn đem mang tới một cái bọc lớn đưa cho Hạ Uyển Oánh. Hạ Uyển Oánh nụ cười trên mặt lập tức thu liếm, tiểu Hứa, cũng không mang dạng này. Người cũng không phải không biết nhà chúng ta lão Uông tính tình. Hứa Thuần Lương nói, người hiểu lầm, những này là tặng cho ngài. Hạ Uyển Oánh nói, ta cũng không thể thu. Hứa Thuần Lương nói, người xem trước một chút mới quyết định. Hạ Uyển Oánh mở ra bao vải nhìn thoáng qua, bên trong đựng tất cả đều là trung thảo dược. Hứa Thuần Lương nói, ta nhìn người sắc mặt không tốt, cho nên liền mở ra chút điều trị thân thể thuốc đông y cho ngài, sắc pháp cùng cách dùng đều viết xong. Hắn tướng trước đó viết xong sách hướng dẫn đưa cho Hạ Uyển Oánh. Hạ Uyển Oánh nói, ngươi cũng không có giúp ta xem qua bệnh, làm sao biết ta hẳn là ăn cái gì thuốc. Hứa Thuần Lương cười nói, tẩu tử, ta còn có thể hại người a. Ta cho ngài mở đơn thuốc có bệnh trị bệnh, vô bệnh cường thân. Hạ Uyển Oánh cười nói, khiến cho cùng khách giang hồ một dạng, được, vậy ta nhận lấy, bao nhiêu tiền ta chuyển cho ngươi. Cái này một tuần lượng, người trước thử dùng một chút. Nếu có chỗ cải thiện, ta lại đưa cho ngài đến, thuận tiện đem lần này tiền thuốc đều cho kết. Hạ Uyển Oánh nói, kia cứ như vậy định. Hứa Thuần Lương nói, đúng rồi, ta tìm ngài còn có một việc. Hạ Uyển Oánh lập tức lại cảnh giác lên, tiểu tử này quả nhiên còn có hậu chiêu, cuối cùng vẫn là tặng lễ, mình cầm hắn đồ vật nương tay, không được, nếu là hắn đưa ra yêu cầu gì mình còn phải đem đồ vật trả lại cho hắn. Hứa Thuần Lương nói, Thanh Nhã tỷ qua mấy ngày đến Đông Châu giải sầu. Đến lúc đó ở tại nhà ta. Hạ Uyển Oánh lúc này mới ý tứ đến mình quá lo lắng, cười nói, được, ta đi xem nàng. Hứa Thuần Lương nói, Diệp lão cũng tới. Hạ Uyển Oánh lập tức khẩn trương, kia đến cùng Kiến Minh nói một tiếng. Hứa Thuần Lương nói, bọn hắn không muốn náo ra động tĩnh quá lớn, liền là đơn thuần tới giải sầu, tư cách cá nhân, Thanh Nhã tỷ nguyên lai không có ý định nói, nhưng về sau ngẫm lại, vẫn là để ta cùng người đơn độc lên tiếng kêu gọi. Hạ Uyển Oánh nói, yên tâm đi, ta minh bạch, quay đầu ta cùng Kiến Minh thương lượng một chút, chờ ngày nào Diệp lão tâm tình tốt chút, chúng ta lại đi qua nhìn hắn, Thuần Lương, ngươi phải tùy thời hướng ta thông báo tình huống A. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu.
Uông Kiến Minh gần nhất trở về đều đã khuya, vừa vào cửa đã nghe đến nồng đậm thuốc đông y hương vị, ân cần nói, Uyển Oánh, ngươi thế nào? Có phải là bị bệnh hay không? Hạ Uyển Oánh từ trong phòng bếp đi ra, không có chuyện, ngươi chớ đoán mò, buổi chiều Thuần Lương đi đơn vị tìm ta, cho ta đưa điểm điều trị thân thể dược vật, ta chính xác thuốc đâu, ngươi chờ một chút, ta đem thuốc lọc ra lại cùng ngươi nói chuyện. Uông Kiến Minh đổi quần áo, nhìn thấy Hạ Uyển Oánh bưng một chén lớn nóng hổi chén thuốc ra, hắn nghĩ đi qua hỗ trợ. Hạ Uyển Oánh nói, ngồi xuống, đừng sấy lấy, không phải Đông Châu hơn 900 vạn lão bách tính nhưng không đáp ứng. Uông Kiến Minh cười ha ha, tiểu tử này cho ngươi đưa. Vô sự không đăng tam bảo điện a. Hạ Uyển Oánh nói, đừng nói như vậy, người ta Thuần Lương cũng không tệ lắm. Uông Kiến Minh nói, ta cũng không có nói hắn không tốt, tiểu tử này đầu não linh hoạt cực kỳ, ngươi phải cẩn thận hắn viên đạn bọc đường. Hạ Uyển Oánh cười nói, cũng không phải viên đạn bọc đường, là van nài thuốc hay. Các loại thuốc lạnh công phu, nàng đem Diệp lão muốn tới Đông Châu giải sầu sự tình nói cho Uông Kiến Minh. Uông Kiến Minh biết phải nên làm như thế nào, đã Diệp lão là tư cách cá nhân giải sầu, hắn liền không thích hợp chủ động quấy rầy, tạm thời chứa làm cái gì cũng không biết, thê tử xử lý rất tốt, thích hợp thời điểm để Hứa Thuần Lương an bài một chút, tiến về Hứa gia cùng Diệp lão gặp mặt. Hạ Uyển Oánh cảm khái nói, muốn nói thanh nhã cũng đủ đáng thương, vừa cùng Kiều Như Long ly hôn không lâu, cái này lại mất đi phụ thân. Uông Kiến Minh nói, không ai có thể thuận buồm xuôi gió, thanh nhã đi qua một mực tại yêu mến bên trong lớn lên, sớm tối cũng muốn đi đối diện thế gian tàn khốc. Hạ Uyển Oánh nhẹ gật đầu, nhớ tới trượng phu còn nhỏ liền đã mất đi phụ mẫu, đúng là hắn tao ngộ rèn luyện hắn trưởng thành, dưỡng thành hắn độc lập. Uông Kiến Minh nhắc nhở nàng nên uống thuốc. Hạ Uyển Oánh uống xong thuốc, Uông Kiến Minh đã chuẩn bị xong mật ong nước ở một bên chờ lấy. Hạ Uyển Oánh lắc đầu, biểu thị Hứa Thuần Lương đặc địa bàn giao, uống thuốc về sau trong vòng 10 phút đừng dùng nước đến pha loãng. Uông Kiến Minh nhìn nàng sầu mi khổ kiểm dáng vẻ đoán được thuốc nhất định rất khổ, ân cần nói, đặc biệt khổ đúng không? Hạ Uyển Oánh nói, vậy liền phiền phức Uông thư ký nhiều lời điểm dỗ ngon dỗ ngọt. Uông Kiến Minh nở nụ cười, thấp giọng nói, người vẫn là như vậy xinh đẹp. Hạ Uyển Oánh nói, buồn nôn, vẫn là đừng nói nữa, ta không có để ngươi lên cho ta thuốc tê. Hai vợ chồng đồng thời nở nụ cười, lão phu lão thê, lại nói lời tâm tình luôn cảm giác có chút khó chịu. Uông Kiến Minh nói, đúng rồi, trường học các ngươi cùng bệnh truyền nhiễm viện treo biển hành nghề hợp đồng ký qua sao? Hạ Uyển Oánh nói, ký qua, song phương trước mắt đều tại chủ bị kiến thiết, cho nên không có đối ngoại công khai tuyên bố, bọn hắn ngược lại là muốn cho ngươi ra mặt cho đứng đứng đài. Bị ta cự tuyệt. Uông Kiến Minh nói, các ngươi lần này đánh bậy đánh bạ xem như chọn lựa một cái tiềm lực, Khang Kiện tập đoàn chuẩn bị đầu tư 50 ức dùng để mới bệnh viện kiến thiết. Hạ Uyển Oánh nói, hợp đồng ký qua rồi, tài chính đúng chỗ rồi. Uông Kiến Minh nói, hẳn là không có vấn đề gì. Hạ Uyển Oánh nói, ta nghe Hứa Thuần Lương nói hắn cùng phía đầu tư có chút không thoải mái, sở dĩ chủ động thối lui ra khỏi mới bệnh viện kiến thiết. Uông Kiến Minh cũng không biết rõ tình hình. Chủ yếu là loại sự tình này quá nhỏ, không đến mức truyền đến lỗ tai hắn bên trong, nhưng bây giờ Hạ Uyển Oánh nói, tự nhiên là đưa tới hắn chú ý, hắn tìm ngươi chính là vì chuyện này. Hạ Uyển Oánh nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, người ta cũng không có để ngươi hỗ trợ, là chính hắn chủ động yêu cầu rời khỏi. Uông Kiến Minh nói, rời khỏi tốt, hắn năng lực không nhỏ, ta đã sớm để hắn đi Nguy Sơn đảo hảo hảo dày vò, bên kia thiên địa bao rộng khoát. Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện tòa kia miếu với hắn mà nói thật sự là quá nhỏ. Hạ Uyển Oánh nói, ngươi không phải thường nói làm việc phải đến nơi đến chốn, tân y viện còn không có che lại đâu, nếu là hắn đi chẳng phải là làm đào binh. Uông Kiến Minh nói, muốn nói mảnh đất kia cũng coi là khó khăn trắc trở không ngừng. Nói đến đây hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Vừa vặn cửa tiếng chuông vang lên, có thể tại thời gian này tới tiếp hắn 100% là người một nhà, Uông Kiến Minh đi đáng nhìn chuông cửa nhìn một chút. Là em họ của hắn Uông Kiến Thành. Uông Kiến Thành mang theo hoa quả cùng bánh ngọt tới, hắn phi thường thanh sở đại ca tính tình, nếu thật là lấy cái gì vật quý giá, Uông Kiến Minh nói không chừng liền cửa đều không cho hắn tiến. Vào cửa sau cũng nghe được mùi thuốc, hừm, tình huống như thế nào, nồng như vậy mùi thuốc. Hạ Uyển Oánh nói, mùa thu, ta ăn chút thuốc đông y bồi bổ. Uông Kiến Thành nói, là thuốc ba phần độc, tẩu tử, thuốc cũng không thể ăn bậy. Muốn không ngày mai ta an bài một vị chuyên gia cho ngài nhìn xem. Hạ Uyển Oánh nói, không cần, các ngươi hai anh em trò chuyện, ta rửa chén đi.
Uông Kiến Minh nói, tại sao tới đây cũng không chào hỏi. Uông Kiến Thành cười nói, đến xem anh ta còn cần đánh chào hỏi sao. Ta vừa vặn đi ngang qua, nhà này điểm tâm không tệ, mua được cho tẩu tử nếm thử, ta cũng không phải chạy người tới. Uông Kiến Minh nói, ngươi thật đúng là có tâm. Uông Kiến Thành thần thần bí bí nói, ta đây không phải nhớ để tẩu tử giúp ta làm bà mai nha. Uông Kiến Minh lập tức minh bạch hắn là bởi vì Diệp Thanh Nhã sự tình, thở dài nói, ngươi ngược lại là rất dài tình, ngươi không sợ hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Uông Kiến Thành nói, đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, chân thành chỗ đến sắt đá không rời. Uông Kiến Minh nhịn không được dội nước lạnh nói, ta đoán chừng người ta Diệp Thanh Nhã gần nhất đều không tâm tình cân nhắc chuyện tình cảm. Uông Kiến Thành nói, ta biết trong nhà nàng gặp được không ít chuyện, nhưng càng là loại thời điểm này, nàng càng là cần phải có người quan tâm. Uông Kiến Minh nói, người ta có là người quan tâm, không nhất định không phải là ngươi. Uông Kiến Thành nói, ca ngươi ý gì? Làm sao lại không thể là ta? Nhà chúng ta điểm nào không xứng với bọn hắn Diệp gia? Uông Kiến Minh chỉ điểm lấy hắn nói, lời này của ngươi liền không đúng, đừng hơi một tí liền lấy gia đình để cân nhắc, gia gia cùng Diệp lão là nhiều năm hảo hữu, ngươi mình chuyện tình cảm đừng đem trong nhà kéo vào. Uông Kiến Thành nói, được, tính ta nói sai. Uông Kiến Minh nói, ta nhưng nghe nói thúc thúc hồi trước cho Diệp Thanh Nhã trêu chọc một chút phiền toái. Uông Kiến Thành nói, chuyện kia trách ta, ta từ Thanh Nhã nơi đó mua họa bị cha ta đưa cho Đường Kinh Vĩ. Ta cũng không nghĩ tới Đường Kinh Vĩ sẽ xảy ra chuyện, còn cắn ngược lại cha ta một ngụm. Sự tình đều làm rõ ràng, Đường Kinh Vĩ tặng chính là cái đồ giỏm, nói đến cha ta còn bị thua thiệt đâu. Uông Kiến Minh không nói chuyện, lấy hắn đối thúc thúc hiểu rõ, thúc thúc tuyệt không phải một nguyện ý thua thiệt người, thậm chí hắn đều cho rằng thúc thúc tướng Diệp Thanh Nhã họa đưa cho Đường Kinh Vĩ cũng không phải là vô ý. Tại Uông gia hắn không dám nói hiểu rõ nhất thúc thúc, nhưng so sánh hắn hiểu rõ thúc thúc người cũng chỉ có gia gia. Coi như Uông Kiến Thành cái này thân nhi tử cũng không được. Uông Kiến Minh nói, tế thế chữa bệnh bên kia vấn đề ngươi giải quyết sao? Uông Kiến Thành nói, dù sao cổ phần cũng không nhiều, ta không có ý định chuyển nhượng. Uông Kiến Minh nao nao. Uông Kiến Thành nói, tại đối trường Hưng bệnh viện tiến hành tổng hợp khảo sát về sau, ta cảm thấy bệnh viện này rất có triển vọng. Uông Kiến Minh đánh đáy lòng không muốn người trong nhà tại Đông Châu tồn tại cảm quá đủ, nhưng hắn cũng phi thường rõ ràng. Nếu như người nhà họ Uông đi chính quy đầu tư đường tắt, mình cũng không thể ngăn cản, hắn nhắc nhở trường Hưng bệnh viện tương đối phức tạp, trước ngươi cũng không có phương diện này đầu tư kinh nghiệm. Uông Kiến Thành nói, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Uông Kiến Minh nói, ta cũng sẽ không đối ngươi đặc thù chiếu cố, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Uông Kiến Thành cười nói, ca, ta biết người thiết diện vô tư, ta chắc chắn sẽ không cho ngài tìm phiền toái. Uông Kiến Minh rất rõ. Coi như Uông Kiến Thành không trực tiếp tìm mình hỗ trợ, chỉ bằng lấy bọn hắn cái tầng quan hệ này, Đông Châu phạm vi bên trong ai không được cho hắn ba phần mặt mũi, nghĩ tới đây, tâm tình lập tức trở nên nặng nề khởi tới. Uông Kiến Thành nói, ca, ta không chậm trễ người nghỉ ngơi, ngày mai ta liền trở lại kinh thành, có cái gì muốn phân phó sao? Uông Kiến Minh nhớ lại, ta và ngươi tẩu tử cho ra ra mua hai kiện dê nhung áo, ngươi cho mang về, hai ngày trước ta đi kinh thành đem quên đi. Được, Uông Kiến Thành cầm dê nhung áo, hướng về phía phòng bếp nói, tẩu tử, ta đi. Làm sao không nhiều ngồi một lát, ngươi chờ một chút, ta rửa tay một cái ra đến tiễn ngươi. Uông Kiến Thành cười nói, không cần. Uông Kiến Minh đem hắn đưa đến ngoài cửa, đóng cửa lại, cái này mới nhìn đến thê tử từ trong phòng bếp đi ra, Hạ Uyển Oánh hiển nhiên không muốn đưa vị này tiểu thúc tử, không phải động tác sẽ không như vậy kéo dài. Uông Kiến Minh biết thê tử cùng nhà mình quan hệ vẫn luôn chẳng ra sao cả, đối đãi Uông Kiến Thành vị đệ đệ này cũng là nóng mặt tâm lạnh. Hạ Uyển Oánh nói, vô sự không đến nhà, hắn lại tìm ngươi làm gì? Uông Kiến Minh cười nói, mua cho ngươi đồ vật. Hạ Uyển Oánh tức giận nói, ta mới không muốn đâu, hắn còn không phải muốn cho ta tác hợp hắn cùng Diệp Thanh Nhã, người ta Thanh Nhã căn bản không thích hắn, ta ngược lại thật ra đề cập qua một lần. Bị người ta tại chỗ liền cho đổi trở về, ta cũng không có như vậy ra mặt dày. Uông Kiến Minh nói, truy cầu tình yêu kia không gọi ra mặt dày. Truy cầu tình yêu chính hắn đi a, đừng thông qua ta, Uông Kiến Minh ngươi thật đúng là hướng về đệ đệ ngươi. Uông Kiến Minh bắt đầu cười hắc hắc. Hạ Uyển Oánh nhìn qua hắn cũng nở nụ cười, khoan hãy nói, các ngươi người nhà họ Uông tại tình cảm phương diện cũng đều rất cố chấp. Uông Kiến Minh nói, đây không tính là khuyết điểm a. Hạ Uyển Oánh nói, không nói cái này,
hắn tới căn bản không phải vì Diệp Thanh Nhã sự tình, có phải hay không lại tìm ngươi hỗ trợ? Uông Kiến Minh nói, không có, Kiến Thành phương diện này vẫn là có giác ngộ, ta dám nói từ ta đến Đông Châu tiền nhiệm về sau, hắn không có tìm ta làm qua một kiện việc tư. Hạ Uyển Oánh nói, được rồi, hắn không tìm ngươi, nhưng người khác người nào không biết hắn là đệ đệ ngươi, còn có ngươi cái kia thúc thúc, biết rất rõ ràng ngươi ở đây làm lãnh đạo, còn nhất định phải đi Trung Hàn sản nghiệp vườn xía vào, đây không phải rõ ràng muốn lợi dụng ngươi lực ảnh hưởng nha. Uông Kiến Minh nói, bọn hắn đầu tư thủ tục đều là hợp lý hợp pháp, ta cũng không thể đem bọn hắn đuổi ra ngoài đi, lại nói, bọn hắn chân kim bạch ngân vùi đầu vào Đông Châu, cũng là hỗ trợ phát triển Đông Châu, với ta mà nói cũng không tính chuyện xấu. Hạ Uyển Oánh nói, quốc gia lớn như vậy, có thể đầu tư nhiều chỗ, bọn hắn có tiền chỗ nào không thể ném, không phải tuyển Đông Châu A, hỗ trợ phát triển Đông Châu. Là Đông Châu lão bách tính làm cống hiến, ta cũng không tin, Uông Kiến Minh ôn nhu nói, người yên tâm, ta đối bọn hắn đối xử như nhau. Nhìn thấy thê tử vẫn không cao hứng, hắn cười khổ nói, bọn hắn lại không phạm sai lầm, ta cũng không thể hiện tại liền quân pháp bất vị thân A. Hạ Uyển Oánh nói, lão gia tử chẳng lẽ không rõ ràng. Hắn liền mặc kệ quản, nếu như bọn hắn thành thành thật thật làm ăn còn tốt, vạn nhất bọn hắn lợi dụng ngươi lực ảnh hưởng làm ra chuyện gì đó không hay, khẳng định sẽ liên lụy đến ngươi. Không tồn tại vạn nhất, Uyển Oánh, ngươi yên tâm trăm phần, ta tự mình nhìn bọn hắn chằm chằm. Hai ngày này Hứa Thuần Lương xe đều là Hoa Trục Nguyệt tại dùng, 10 giờ tối, nàng lái xe đi thẳng tới Hứa Thuần Lương nhà nhà để xe. Hứa Thuần Lương từ Cao Tân Hoa trong nhà uống rượu vừa trở về, đem Hoa Trục Nguyệt mời đến nhà. Hoa Trục Nguyệt nói, thế nào, chỉ một mình ngươi tại A. Nàng cũng là biết rõ còn cố hỏi, nếu như Hứa lão gia tử ở nhà, nàng thật đúng là không nhất định tiến đến. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không phải người A. Hoa Trục Nguyệt mắng, lá gan càng lúc càng lớn, nàng cái chìa khóa xe đưa cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói, ngươi trước dùng thôi, ta hai ngày này mở xe buýt. Thân là Đông Châu Bệnh truyền nhiễm viện viện xử lý chủ nhiệm, dùng xe hay là vô cùng thuận tiện. Hoa Trục Nguyệt nói, ngày mai phụ tá của ta từ Nam Giang tới, ta liền có xe dùng. Hứa Thuần Lương nói, chờ được lại nói. Hoa Trục Nguyệt cái chìa khóa thu về, Hứa Thuần Lương đi rót hai chén rượu đỏ. Hoa Trục Nguyệt nói, ta còn phải về khách sạn, người muốn cho ta rượu giá sao? Hứa Thuần Lương nói, ta chỗ này lại không phải là không có chỗ ở. Quay đầu đem phòng ta dọn dẹp một chút. Hoa Trục Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái nói, ta tại sao muốn ngủ phòng ngươi, nhà các ngươi không có khách phòng A. Hứa Thuần Lương nói, có là có, lo lắng một mình ngươi đi ngủ sợ hãi, lần trước kém chút không có ra đại sự. Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi ít có ý đồ xấu, chúng ta có thể nói tốt, tương kính như tân, không thể vượt giới. Lúc này mới tiếp nhận Hứa Thuần Lương đưa tới rượu, tiến đến bên môi. Có chút hồ nghi nói, ngươi sẽ không phải tại trong rượu hạ dược A. Hứa Thuần Lương vỗ đầu một cái, ta làm sao đem quên đi, còn phải là ngươi A. Hoa Trục Nguyệt nói, ta nhắc nhở ngươi, tuyệt đối đừng khiêu chiến luật pháp ranh giới cuối cùng. Hứa Thuần Lương cùng với nàng đụng một cái chén rượu, Trục Nguyệt. Hoa Trục Nguyệt lông mày đứng đấy mắt phượng trợn lên, Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian sửa lời nói, Hoa tỷ. Hoa Trục Nguyệt hài lòng gật gật đầu, lúc này mới ngoan nha. Cầm chén rượu trở lại trên ghế salon ngồi xuống. Hứa Thuần Lương cũng cầm chén rượu bu lại, sát bên nàng ngồi xuống. Hoa Trục Nguyệt nói, Thuần Lương, ta biết ngươi có ý đồ gì, ta cũng thừa nhận, rất thích ngươi, nhưng ta hiện tại vẫn không rõ sở ta đối với ngươi đến tột cùng thích đến loại nào trình độ. Nàng chủ động ghé vào Hứa Thuần Lương trên môi hôn một chút, chuồn chuồn lướt nước, Hứa Thuần Lương đem miệng há mở thời điểm, nàng đã rút lui trở về, dùng tay ngăn trở Hứa Thuần Lương miệng. Người ta ở giữa cần phải tỉnh táo, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, nhất định phải cân nhắc hậu quả. Một đôi mắt đẹp ngắm Hứa Thuần Lương nghiêm trọng biến dạng quần, ôn nhu nói, để nó ngoan một điểm. Hứa Thuần Lương nói, ta gần nhất tự chủ hoàn toàn chính xác chênh lệch một chút, việc này nói rất dài dòng. Hoa Trục Nguyệt lại liếc một cái, không chỉ có riêng là nói trưởng, khẽ cười nói, ta có nguyên tắc của ta, coi như ta lại thích ngươi, ta cũng sẽ không dễ dàng đem mình giao cho ngươi. Ngươi sẽ không bắt buộc ta đi. Hứa Thuần Lương lắc đầu, ta là cái loại người này sao? Không thể không thừa nhận, tại lẫn nhau vẩy phương diện, hai người coi là kỳ phùng địch thủ. Hoa Trục Nguyệt nói, làm chúng ta song phương có thể bảo trì lý trí thời điểm, chứng minh chúng ta đối lẫn nhau còn không có trọng yếu như vậy. Ngươi người này đủ hoa tâm, ngươi đối với người nào cũng không tệ,
có thể đối ai cũng không sẽ yêu quá sâu. Ngươi loại nam nhân này liền không đơn giản dùng cặn bã để hình dung. Nếu như ngươi là triệt triệt để cặn bã nam, nữ nhân đều có thể thấy rõ bộ mặt của ngươi. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại trọng tình trọng nghĩa, ngay cả ta đều không phân rõ ngươi là tốt người hay là xấu người. Hứa Thuần Lương nói, ta vẫn cho là ngươi hiểu rất rõ ta. Hoa Trục Nguyệt nói, ta nhiều ít vẫn là hiểu rõ ngươi, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, ngươi cùng Hạ Hầu Mộc Lan hiện tại liền rất không bình thường. Hứa Thuần Lương bị nàng ở trước mặt vạch trần cùng Hạ Hầu Mộc Lan quan hệ, thế mà không có chút nào xấu hổ, thở dài nói, Hoa tỷ, ngươi nói ta còn chưa tính, tuyệt đối đừng mang kèm theo người ta, nàng còn không có gả người đây. Hoa Trục Nguyệt nói, ôi, cái này hộ bên trên, hai người các ngươi nếu là không có một chân, ta đem cái này hai tròng mắt móc ra đến cấp ngươi. Hứa Thuần Lương giả ra giật nảy mình, đừng a, hơn nửa đêm không cần thiết máu tanh như vậy. Hoa Trục Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, đưa tay tại trên lồng ngực của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, ta cũng là vì ngươi tốt, không muốn tăng thêm ngươi gánh vác, vạn nhất ngươi ngày nào lương tâm phát hiện, nhiều như vậy tình nợ ngươi làm sao còn. Hứa Thuần Lương nhấp miệng rượu trong chén, Hoa Trục Nguyệt đứng dậy cầm rượu lên bình giúp hắn rót. Ôn nhu nói, trẻ măng không đem tinh lực đặt ở sự nghiệp bên trên, cả ngày nghĩ đến giữa nam nữ kia chút chuyện không tốt. Hứa Thuần Lương nói, vẫn là Hoa tỷ ý chí rộng lớn, hữu dung nãi đại. Hoa Trục Nguyệt khanh khách nở nụ cười, liên tiếp hắn ngồi xuống, chủ động ôm eo của hắn, chán tựa ở đầu vai của hắn, nhắm lại hai con ngươi, như nói mê nói, ta cảm thấy chúng ta hiện tại cái dạng này liền rất tốt, không rõ không sở, không minh bạch, ngươi làm tỷ tỷ của ta cũng tốt. Làm ta chi kỷ cũng tốt, chúng ta vẫn là phải bảo trì một điểm khoảng cách, người nói đúng không? Hứa Thuần Lương dùng tay khoa tay một chút, ở trước mắt nàng lung lay, Hoa Trục Nguyệt có chút khó hiểu nói cái gì? Hứa Thuần Lương nói, dài như vậy khoảng cách. Hoa Trục Nguyệt xinh đẹp đỏ mặt lên, cúi đầu tại lỗ tai hắn bên trên khẽ cắn một chút, người thật là không phải cái thứ tốt. Hứa Thuần Lương lần này thế mà ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, Hoa Trục Nguyệt hắn thế mà nghe lọt được. Giữ một khoảng cách liền giữ một khoảng cách, nhìn hai ta cuối cùng ai trước nhịn không được. Hoa Trục Nguyệt nói, ta mệt mỏi một ngày, tắm rửa đi ngủ, ngươi cũng an an sinh sinh, Thuần Lương, có chuyện ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, có chút giấy cửa sổ mà vẫn là đừng trọt rách tốt. Hứa Thuần Lương đổ tràn đầy một ly rượu đỏ, ngửa đầu uống cạn, dõng dạc nói, Hoa tỷ lời nói này nói đến ta trong tâm khảm đi, nên uống cạn một chén lớn. Hoa Trục Nguyệt hướng hắn liếc mắt đưa tình. Lắc lắc dáng người yểu điệu đi khách phòng, lưu lại Hứa Thuần Lương một người độc lập thu sớm. Hứa Thuần Lương có sáng sớm thói quen, huống hồ tối hôm qua bị Hoa Trục Nguyệt vẩy tới lòng như lửa đốt, tự nhiên chưa nói tới cái gì giấc ngủ chất lượng, triển chuyển chi hạ cho người ta tại hỗ hải Hạ Hầu Mộc Lan liền cái đường dây nóng, hai người củi khô liệt lửa hàn huyên nửa đêm, một cái hỏa thiêu liên doanh, một cái dìm nước bảy quân. Nếu như không là sinh ý còn không có nói xong, Hạ Hầu Mộc Lan hận không thể hiện tại liền bay trở về tìm hắn. Hứa Thuần Lương đi vào phòng khách đã nghe đến một cỗ mùi thơm, lại là Hoa Trục Nguyệt tại trong phòng bếp bận rộn. Hoa Trục Nguyệt nói, lên, sớm như vậy. Hứa Thuần Lương ngáp một cái nói, căn bản liền không ngủ, đều là ngươi hại. Một, Hoa Trục Nguyệt nói, tại sao phải đè ép tha, để nó tự do, ngươi cũng liền tự do. Hứa Thuần Lương nhìn không được cười lên, Hoa Trục Nguyệt so mình nghĩ chu đáo, tiến đến Hoa Trục Nguyệt bên người, thấy được nàng ngay tại trứng ốp lép. Lợi hại a, vào tới phòng hạ đến phòng bếp. Hoa Trục Nguyệt nói, được rồi, ta cũng chính là miễn cưỡng làm bữa sáng, đi qua ta nhưng không cho nam nhân khác làm qua. Vậy ta có phúc phần. Hứa Thuần Lương hai tay rất tự nhiên từ phía sau ôm lấy eo của nàng, Hoa Trục Nguyệt cũng không có cự tuyệt, không bao lâu cũng cảm giác sau lưng hơi khác thường, mắng, bên cạnh đi, đừng gây sự. Hứa Thuần Lương cười buông nàng ra, chứng không phải trong nồi. Hoa Trục Nguyệt giơ lên cái nồi làm bộ muốn đánh hắn, ngươi còn có ăn hay không? Ăn, nhất định phải ăn. Hứa Thuần Lương đi một bên thành thành thật thật chờ lấy, nhìn qua Hoa Trục Nguyệt tại trong phòng bếp bận bịu tứ phía, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thực khó tin tưởng luôn luôn lấy nữ cường nhân xuất hiện tại người trước Hoa Tổng sẽ cam tâm tại trong phòng bếp là hắn nấu cơm, một niềm hạnh phúc cảm giác tự nhiên sinh ra. Mình không thể nghi ngờ là may mắn, Hoa Trục Nguyệt, Hạ Hầu Mộc Lan, Tô Tình. Diệp Thanh Nhã các nàng mỗi người đều đối với mình tốt như vậy, nhớ tới Mai Như Tuyết cũng đối với mình tốt, bất quá nàng cái chủng loại kia tốt từ đầu đến cuối duy trì một loại khoảng cách. Về phần Mặc Hàm, nàng cùng mình ở giữa thủy chung là lợi dụng lẫn nhau, Hứa Thuần Lương quyết định không nghĩ tiếp nữa, khó trách nói muốn luyện thần công trước phải tự cung,
nữ nhân xác thực phân tán sự chú ý của mình. Hoa Trục Nguyệt tướng làm tốt bữa sáng đưa đến trước mặt hắn, Hoa Trục Nguyệt cũng không phải miễn cưỡng, tài nấu nướng của nàng coi như không tệ, kiểu Tây bữa sáng sắc hương vị đều đủ. Hứa Thuần Lương ăn uống no đủ, phát hiện Hoa Trục Nguyệt không chút ăn, ở phía đối diện cười tủm tỉm nhìn lấy mình. Hứa Thuần Lương nói, ngươi làm sao không ăn a? Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi thông minh như vậy liền chuyên đơn giản như vậy cũng nhìn không ra, ta tại ngươi bữa sáng bên trong hạ độc. Hứa Thuần Lương đương nhiên biết nàng sẽ không, mỉm cười nói, ác như vậy a? Hoa Trục Nguyệt ngẩng đầu lên, Hứa Thuần Lương nhìn qua nàng tuyết trắng cổ trắng nuốt nước miếng một cái, bỗng nhiên đi tới, ôm lấy nàng, tại nàng tuyết bạch vô hạ trên cổ hung hăng gặm một cái, thẳng đến lưu lại một cái thật sâu dấu son môi lúc này mới coi như thôi. Hoa Trục Nguyệt tại hắn trên mông đánh một bàn tay, chán ghét chết rồi, ta quay đầu còn phải đi gặp Lục Minh. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở nhìn qua nàng. Hoa Trục Nguyệt nói, thay đổi nhỏ thái. Hứa Thuần Lương nói chính sự, ta hôm qua cùng Trương Hằng Dương đã nói, hắn phụ trách đi Đại Hằng bên kia tìm hiểu tình huống. Hoa Trục Nguyệt nói, có thể để hắn nhập cổ phần. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, chỉ có lợi ích cùng hưởng mới có thể phong hiểm chung gánh. Lam Tinh tập đoàn mặc dù tài lực hùng hậu, nhưng là đã đi qua cũng không khai thác kinh nghiệm, mà Trương Hằng Dương vừa vặn là trong cái này cao thủ. Hứa Thuần Lương nói, có thể cùng Đông Thúc bên kia nói chuyện, hắn ngay tại chỗ lực ảnh hưởng không người có thể so. Hoa Trục Nguyệt nói, không có vấn đề, ta cũng đã nghĩ như vậy. Hứa Thuần Lương nói, cùng Lục Minh đàm đến thế nào? Hoa Trục Nguyệt nói, là cái thiết thực người, ta hẹn xế chiều đi Văn Lữ Cục. Ban đêm dự định mời Văn Lữ Cục mấy vị lãnh đạo ăn cơm, người có muốn hay không cùng một chỗ? Hứa Thuần Lương nói, ta còn là đừng góp cái này náo nhiệt, tránh khỏi người khác cầm hai chúng ta quan hệ nói sự tình. Hoa Trục Nguyệt nở nụ cười, hai ta quan hệ thế nào? Hứa Thuần Lương nói, mắt đi mày lại câu kết làm bậy quan hệ. Hoa Trục Nguyệt nói, giống như thật sự là có chuyện như vậy. Phan Tuấn Phong trở lại Đông Châu liền nghe nói Hứa Thuần Lương chủ động từ đi Chủ Hoạch Kiến Lập xử lý chủ nhiệm chức vụ, cái này đại biểu Hứa Thuần Lương từ đây thối lui ra khỏi mới bệnh viện kiến thiết công trình, hắn có chút sốt ruột, tại viện ban lãnh đạo hội nghị bên trên đưa ra ý kiến của mình. Để tiểu Hứa đến phụ trách mới bệnh viện công trình kiến thiết là chủ ý của ta, các vị lãnh đạo cho phép hắn từ thôi chức vụ trước đó tốt xấu hỏi một chút ý kiến của ta a. Nghiêm Hồi Ý nhìn ra hắn cảm xúc có chút kích động, cười nói, nhỏ. Nhỏ Phan, ta còn tưởng rằng ngươi đã biết, nói. Phan Tuấn Phong nói, ta cùng Hứa Thuần Lương ở Kinh Thành gặp mặt một lần, thật sự là hắn cùng phía đầu tư có chút không thoải mái, nhưng là không có nghĩa là liền nhất định phải hắn bị loại, chúng ta cũng muốn lắng nghe các phương khác biệt ý kiến. Phó Viện trưởng Lý Xuân Yến nói, Phan Viện, ta lại cảm thấy, tiểu Hứa từ đi Chủ Hoạch Kiến Lập xử lý chủ nhiệm chức vụ là một chuyện tốt, hiện tại đầu tư đàm phán ngay tại thời khắc quan trọng nhất. Vạn nhất bởi vì hắn đối địch tổng thành kiến mà dẫn đến 50 ức đầu tư thất bại, chúng ta tân y viện kiến thiết kế hoạch có khả năng liền ngâm nước nóng, chuyện lớn như vậy chúng ta không thể mạo hiểm. Phan Tuấn Phong nói, ta cho rằng Hứa Thuần Lương có câu nói không có nói sai, chúng ta không thể chỉ nhìn chằm chằm 50 ức đầu tư, nhất định phải làm rõ ràng khỏe mạnh mục đích là cái gì. Cũng muốn điều tra rõ bọn hắn tiền bạc lai lịch. Bí thư Tôn Vi Dân nở nụ cười, Tuấn Phong đồng chí, người cái này liền không cần lo lắng. Khỏe mạnh đầu tư khẳng định là sạch sẽ, không phải lãnh đạo thành phố cũng không sẽ hỗ trợ dắt cái này tuyến, kỳ thật chúng ta cũng không muốn tiểu Hứa sa thải chức vụ, là chính hắn chủ động yêu cầu, mà lại trong đám cho chúng ta không nhỏ áp lực, khỏe mạnh bên kia trực tiếp khiếu nại đến trong thành phố, trong đám yêu cầu chúng ta mau chóng giải quyết, chúng ta cũng không có cách nào. Phan Tuấn Phong nhìn về phía Nghiêm Hồi Ý, trong lòng tự nhủ Hứa Thuần Lương thế nhưng là ngươi chẳng lẽ liền không ngăn trở một chút. Nghiêm Hồi Ý minh bạch hắn ý tứ, lắp bắp nói, hắn. Hắn thái độ phi thường kiên quyết. Phan Tuấn Phong nhìn thấy đã trở thành sự thật, mình nhiều lời cũng là vô ích, Hứa Thuần Lương mặc dù chủ động từ đi Chủ Hoạch Kiến Lập xử lý chủ nhiệm chức vụ, nhưng trong lòng của hắn tất nhiên là không cam lòng, tiểu tử này tính tình hắn vẫn là rõ ràng một chút, bất quá lần này Hứa Thuần Lương không có tức sùi bọt mép, triệt để từ trước rời đi ngược lại là biểu hiện ra trước nay chưa từng có lý trí. Sau đó, Phan Tuấn Phong đi Hứa Thuần Lương văn phòng, Hứa Thuần Lương chính cho Vương Kim Vũ gọi điện thoại, hiểu rõ Nguy Sơn đảo gần nhất tình huống đâu. Phan Tuấn Phong mình đi trên ghế salon ngồi, cầm khởi chén trà của mình đi đón nước nóng. Hứa Thuần Lương đưa cho hắn một hộp lá trà. Phan Tuấn Phong đem chén đóng vặn ra, tướng bên trong lá trà một mạch đổ, xuyến xuyến cái chén,
đem Hứa Thuần Lương cho hắn lá trà pha được. Chờ hắn pha tốt trà, Hứa Thuần Lương cũng đánh xong điện thoại, cười nói cái này là bằng hữu tặng trà mới, người cầm đi nếm thử. Phan Tuấn Phong nói, không tệ, nhìn thoáng qua lá trà bao bên ngoài chứa, không rẻ à. Hứa Thuần Lương nói, cái đồ chơi này bạo lợi, bản thân chi phí không có nhiều. Phan Tuấn Phong cũng không có khách khí với hắn, đem kia hộp lá trà nhận, người thật dự định bỏ gánh. Lưu ta một người một mình phấn chiến, lúc trước chúng ta nhưng đã nói xong, muốn cùng một chỗ đem tân y viện cho dựng lên. Hứa Thuần Lương nói, ta đây không phải không đi sao. Sở dĩ từ đi Chu Hoạch Kiến lập làm chức vụ là bởi vì không muốn trở thành một ít người lấy cớ, vạn nhất Bình Thanh tương lai đổi chủ ý, không có ý định đầu tư, hắn đem trách nhiệm đẩy lên trên người của ta nhiều oan uổng. Phan Tuấn Phong nói, theo ta quan sát, hắn đầu tư mới bệnh viện ý nguyện hay là vô cùng mãnh liệt, mà lại người này tại chữa bệnh giới quan hệ thật rất lợi hại. Nói đến đây, hắn đột nhiên giảm thấp xuống âm thanh âm, hắn tại dân chính quan hệ càng là lợi hại. Hứa Thuần Lương đoán chừng mình sau khi đi, Địch Bình Thanh lại không biết làm sao lắc lư Phan Tuấn Phong, đừng nhìn Phan Tuấn Phong lớn nhỏ cũng coi như cái lãnh đạo, nhưng đến kinh thành, hắn liền con tôm nhỏ cũng không tính, bên trong thể chế đại nhân vật hắn căn bản không tiếp xúc qua. Hứa Thuần Lương nhắc nhở, coi như chuyện này thành, hắn muốn nhận xây mới bệnh viện yêu cầu cũng phải hảo hảo thương lượng một chút, nếu như các ngươi đem cái gì quyền lực đều giao cho hắn, vạn nhất hắn muốn làm sao đóng liền làm sao đóng. Đến thời điểm các ngươi hối hận cũng đã muộn. Phan Tuấn Phong cười nói, cái này nhưng không cần lo lắng, hợp đồng ký kỹ càng một chút, đem trái với điều ước điều khoản viết thanh một chút. Lại nói chúng ta cũng phải giám sát a, há có thể để bọn hắn làm loạn. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, phản chính tự mình nói đều nói đến, về sau chúng Địch Bình Thanh cái bẫy, đừng tìm mình khóc. Phan Tuấn Phong nhấp một ngụm trà nói, trà này không tệ. Hứa Thuần Lương nói, người muốn uống, bao no. Phan Tuấn Phong nói, một hộp là đủ rồi, đúng, ta nghe Nghiêm Viện nói, hắn lúc đầu muốn đem mua sắm xử lý giao cho ngươi, ngươi không nguyện ý tiếp chiêu, ngươi hẳn là rõ ràng, kia chỗ ngồi nhiều ít người nhớ. Hứa Thuần Lương nói, càng nhiều người nhớ thương, phiền phức càng nhiều, ta có viện xử lý cùng đoàn bí thư hai cái hư chức là đủ rồi. Tiểu Hứa, lời này của ngươi liền không đúng, không có cái gì hư chức mà nói, phải xem ai làm, ta tin tưởng ngươi chính là làm bảo an cũng có thể làm được thuận theo thiên địa. Hứa Thuần Lương cười nói, Phan Viện, người thật định đem ta điều đi làm bảo an. Phan Tuấn Phong cũng nở nụ cười, đương nhiên chỉ là nói đùa. Hứa Thuần Lương là cái lái nổi đùa giỡn người, Hứa Thuần Lương nói, chúng ta lúc trước vì cầm xuống mảnh đất kia phí không ít trắc trở, ra khu mỏ quặng có không ít người tại công trường làm công, những người này không thể động. Phan Tuấn Phong nhẹ gật đầu, hắn phi thường rõ ràng những người kia tầm quan trọng, tỉ như nhận thầu công trường phòng ăn Dương Khánh Nguyên. Còn có bảo an đội trưởng Chu Mãnh, đây đều là tại già khu mỏ Quảng Tương đương có sức ảnh hưởng nhân vật. Phan Tuấn Phong nói, kỳ thật ngươi cũng không cần thiết không phải rời khỏi tân y viện kiến thiết, dạng này, chờ hợp đồng ký xong về sau, ta đề nghị ngươi đến đại biểu bệnh viện giám sát công trình chất lượng cùng tiến độ. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, người vẫn là tỉnh lại đi, Địch Bình Thanh nếu là không nhảy dựng lên cùng người gấp mới là lạ, ta không muốn lẫn vào, hiện tại có, đầu tư cũng không xê xích gì nhiều. Ta muốn nghỉ ngơi điều chỉnh một đoạn lúc ở giữa, giúp Uông thư ký gãi gãi văn lữ công việc. Phan Tuấn Phong coi là Hứa Thuần Lương muốn về văn lữ cục, Thuần Lương, người không thể đi à. Hứa Thuần Lương nói, không nói muốn đi, về sau ta khả năng được tự do một điểm. Phan Tuấn Phong nói, không có vấn đề, ta dù sao sẽ không tra ngươi cương vị. Nhanh lúc tan việc, Lục Kỳ gọi điện thoại tới, hẹn hắn uống rượu với nhau, đột nhiên như vậy trên cơ bản đều là có chuyện. Trong khoảng thời gian này, hai người bọn hắn ai cũng bận rộn, cơ hội gặp mặt không nhiều, Hứa Thuần Lương vừa vặn ban đêm cũng không có xã giao, cùng Lục Kỳ đã hẹn đi nhà hắn phụ cận thổ quán cơm gặp mặt. Hứa Thuần Lương đến lúc đó, Lục Kỳ còn chưa tới, thế là trước tiên đem đồ ăn cho điểm tốt, cái này bên cạnh rau trộn, Lục Kỳ mới đuổi tới, áy náy nói, không có ý tứ, vừa mở xong hội. Hứa Thuần Lương hít mũi một cái, nghe được trên người hắn khói dầu vị, đừng hướng chính mình trên mặt sát vàng. Ở nhà giúp tẩu tử đem cơm làm xong mới tới a. Lục Kỳ bị hắn nhìn ra, có chút ngượng ngùng nở nụ cười, liền ngươi cái này đặc dị công năng, không làm cảnh khuyển đáng tiếc. Hứa Thuần Lương nói, một hồi không gặp, gặp mặt liền mắng người, ta điểm nói hoang dại con ba ba để ngươi thêm ra điểm huyết. Lục Kỳ nói, điểm, một mực điểm, hôm nay ta tính tiền.
Hứa Thuần Lương gặp hắn mang theo hai bình mộng sáu tới, người đây là nghĩ rót ta. Biết con hàng này gần nhất chuẩn bị mang thai không dính rượu. Lục Kỳ nói, ta cùng ngươi uống. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, thế nào? Không sẵn sàng mang thai. Lục Kỳ biểu lộ có chút ngượng ngùng. Hứa Thuần Lương lập tức minh bạch, chồng lên rồi. Lục Kỳ nói, đừng nói, loại sự tình này không thể quá sớm nói. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, vặn mở một chai cho hắn rót, nửa đường nhớ tới một sự kiện, người báo cáo chuẩn bị sao? Lục Kỳ nhẹ gật đầu, ta khẳng định phải tuân thủ kỷ luật. Hứa Thuần Lương đổ đầy rượu, cùng hắn đụng phải một chén. Hai người cùng cạn một chén rượu, Lục Kỳ có trận không có uống rượu, biểu lộ có chút khoa trương, cau mày toét miệng, hơn nửa ngày mới nói một câu, thoải mái. Hứa Thuần Lương nói, người một người bận rộn làm sao hôm nay có rảnh tìm ta uống rượu. Lục Kỳ nói, Phan Vệ Đông bản án phá, muốn giết hắn người là cái gọi tác mệnh môn sát thủ chuyên nghiệp tổ chức. Hứa Thuần Lương cười nói, ta tại trong võ hiệp tiểu thuyết nhìn qua. Lục Kỳ ăn khối thịt bò, không phải tiểu thuyết võ hiệp là thật, chúng ta tra không ít giám sát mới tìm được hung thủ, trước mắt đã tiến vào truy nã giai đoạn. Có ảnh chụp sao? Lục Kỳ lấy điện thoại cầm tay ra chuyển trong chốc lát, đem tìm tới ảnh chụp đưa cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương tiếp nhận hắn điện thoại di động liếc một cái, dù sao chuyện này cùng hắn cũng coi như có chút quan hệ, lúc ấy Gia Gia ở đây, nếu như không phải Gia Gia xuất thủ, Phan Vệ Đông tính mệnh khó đảm bảo. Trên tấm ảnh người này hắn nhận biết, chính là tại Cử Châu cùng nhân viên cứu sinh Vương Văn Tường liên thủ ám sát mình Phương Thành, bất quá hai người kia đều bị hắn tiêu diệt, hài cốt không còn, lại gặp phải Cử Châu địa chấn. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ Lục Kỳ đời này cũng bắt không được Phương Thành, ngoài miệng lại nói, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, tin tưởng rất nhanh liền có thể đem hắn truy nã quy án. Lục Kỳ kính hắn một chén, cho người mượn cắt ngôn, ta cũng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hứa Thuần Lương uống rượu xong lại hỏi, trộm mộ cổ văn vật bản án có manh mối sao? Lục Kỳ nói, Đoạn Viễn Hồng đều công khai, Lương Chí Cương chính là bị hắn cho hại, bất quá hắn đột nhiên sửa lại miệng, nói chuyện này cùng Đường Kinh Luân không quan hệ, Đường Kinh Luân miệng rất căng, Đoạn Viễn Hồng không biết nguyên nhân gì đem sự tình đều cho thừa nhận xuống tới, nói hắn ban sơ đem Đường Kinh Luân cắn đi ra ngoài là bởi vì đối tập đoàn có oán khí. Hứa Thuần Lương nói, đó chính là nói Đường Kinh Luân không sao. Lục Kỳ nói, căn cứ trước mắt nắm giữ chứng cứ còn chưa đủ khởi tố hắn. Hắn chính là vì vậy mà phiền não, biết rất rõ ràng chuyện này Đường Kinh Luân trốn thoát không khỏi liên quan, nhưng hết lần này tới lần khác đối với hắn vô kế khả thi. Hứa Thuần Lương nói, Đoạn Viễn Hồng nhận lãnh đến có mấy loại khả năng, một là thật sự là hắn chính là chủ mưu, hai là nhận lấy phương diện nào đó áp lực, dù sao hắn đã trốn không thoát, dứt khoát liền tất cả đều nắm vào trên thân. Lục Kỳ nói, người nói là Đường Kinh Luân tìm người uy hiếp hắn. Ta cũng nghĩ qua loại khả năng này, thế nhưng là tìm không thấy chứng cứ. Hứa Thuần Lương nói, chậm rãi tìm đi, Đường Kinh Luân ra cũng chưa hẳn là chuyện tốt, đại ca hắn không biết tung tích, Hoa Niên tập đoàn cùng Gia Niên bách hóa như thế lớn cục diện rối rắm đều chờ đợi hắn thu thập. Lục Kỳ nói, anh em nhà họ Đường cũng là tự làm tự chịu, không đáng đồng tình. Audio điện tử Võ Tấn Bền